Tu chân Liêu Thiên Quần chương 533, sắp tan rồi, thân thể sắp tan ra rồi, mái tóc như tơ vàng của lục tu tự bay lên dù không có gió. Cô nhìn ngọn lửa bùng lên hừng hực, sa mạc lời luôn, tứ tu, ngươi đốt thật à? Ta chỉ đùa với thư hàng tiểu hữu một chút thôi mà, tuy thực lực của lục tu có hạn nhưng cô vẫn có thực lực cấp bậc chân quân, cho dù không có đôi mắt nhìn xuyên thấu. Nhưng cô liếc mắt một cái vẫn cảm ứng ra trong cái bụng vòng lên của thông nương không hề có khí tức sinh mệnh. Sư tử Bạch Ngọc tứ tu cứng đờ ra, một lát sau nó mới quay sang cười khang một tiếng. Ờ thì lục tu à, ta cũng đùa thôi, ngươi tin không? Tin ngươi có mà bán nhà. Bộ dạng nghiêm túc châm lửa của ngươi nhìn kiểu gì cũng không giống đang đùa đâu. Đang lúc nói chuyện thì trong túi lục tu phát ra tiếng vang len keng. Cô lấy di động, mở màn hình lên thì phát hiện ra đó là lời nhắc nhở tài khoản chat của mình vừa được đăng nhập ở một chiếc điện thoại khác. Ủa, ai đăng nhập tài khoản của thất tu vậy? Lục tu hỏi. Bình thường cô toàn dùng tài khoản của thất tu tôn giả để vào nhóm cửu châu số 1 hóng chuyện và xem tin tức. Xem ra là bản tôn thất tu tôn giả lên mạng rồi. Người này có thời gian rảnh để mà lên mạng cơ đấy, hiếm có thật. Thế là lục tu thao tác một hồi trên di động của mình, đăng nhập bằng một tài khoản khác. Đó là một tài khoản có tên Phượng Hoàng Đao Molly, lặng sâu trong nhóm cửu châu số 1, cơ hồ chưa bao giờ sủi tâm. Lục tu không hay dùng tài khoản này vì nó chẳng kết bạn mấy, không vui bằng tài khoản của thất tu tôn giả. Khi lục tu đăng nhập Phượng Hoàng Đao Molly vào nhóm cửu châu số 1 thì thấy trong đó có một tấm ảnh mới up lên, là thất tu tôn giả đăng. Trong ảnh chụp là một động đá u ám, trong động đá có một chiếc quan tài vàng chói lóa. Sao cảnh này quen quen thế nhỉ? Trong quan tài vàng có một thanh niên trẻ mặt mày ngu ngơ, trên người hắn là một cô bé xinh xắn đáng yêu tóc lục buộc hai biếm, cảnh tượng đến là ái muội. Sau đó tiêu điểm của tấm ảnh này tập trung vào phần bụng của cô bé dễ thương tóc hai bên nọ, cái bụng hơi nhô lên kia, nhìn thế nào cũng rất đáng chú ý đó. Ý trời, ai đăng thế này? Lục tu thốt lên, cô không đăng nhé, vừa rồi tài khoản của cô còn bị đăng nhập ở chỗ khác này, cũng không phải ta đâu. Trong tay ta thậm chí còn không có điện thoại di động. Sư tử Bạch Ngọc tứ tu vung vuốt ra chiều trong sạch, bản nhân thất tu cũng sẽ không làm chuyện nhàm chán thế này, tính cách hắn nghiêm túc lắm. Lục tu lại nói, thế thì là ai làm, không phải ngũ tu. Ngũ tu độ kiếp thành công, mất đi trạm trung chuyển cửu tu Phượng Hoàng Đao, liên hệ giữa hắn và tứ tu, lục tu, thất tu rất mỏng manh, vậy rốt cuộc là ai làm? Đối với Tống Thư Hàng ở trong quan tài vàng thì ai làm cũng không còn quan trọng nữa. Sau khi tài khoản của thất tu tôn giả đăng tấm ảnh kia lên nhóm cửu châu số 1, rất nhiều tiền bối lặng không sủi tâm trong nhóm cửu châu số 1 đều bị lôi lên. Bắc Hà Tán Nhân, ôi đờ mờ, Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền, từ từ đã, thiếu niên trong ảnh kia có phải là Thư Hàng tiểu hữu không? Điền Thiên Đảo Chủ, không sai, chính là đạo hữu, bảy đạo hào, không còn nghi ngờ gì nữa. Điền Điềm Phó Đảo Chủ, thế đứa con gái trên người hắn là ai kia? Các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 chưa bao giờ thấy hình người của thông nương cả. Thế nhưng khi nhìn thấy cô gái tóc hai biếm màu xanh lá trong ảnh thì có một vị tiền bối đã đoán ra thân phận của cô. Vị tiền bối này chính là Diệt Phượng công tử. Khi hắn đang nhét hành ngựa được tin thì nghe được một tin tức từ trong miệng nó, rằng trong tay Tống Thư Hàng có một nữ yêu tinh tên là thông nương cực kỳ xinh đẹp, khiến cho ngựa được tin chạy tới từ ngàn dặm xa xôi. Định làm một phát với cô, thế là Diệt Phượng công tử nhanh chóng trả lời, chẳng lẽ đây chính là cây hành tinh mà Thư Hàng tiểu hữu đang nuôi dưỡng sao, đó là ái sủng. Không ngờ Thư Hàng tiểu hữu lại là người như thế, dám làm cho ái sủng của mình mang thai luôn. Lệ Chi tiên tử tiếp lời, cơ mà hành tinh mang thai nhanh thế cơ à, vì là hành tinh nên chu kỳ sinh trưởng ngắn đó. Tóm lại lần này Thư Hàng tiểu hữu làm tốt lắm, đứa nhỏ do con người và yêu tinh sinh ra chắc là rất thú vị đây. Có khi nào lớn lên sẽ thành người có mái tóc lá hành không? Đồng quái, liệt giường, phát ngôn, hoặc là mọc tay chân hành tây chẳng hạn. Thiết quẻ, liệt giường, bổ sung tiếp, lúc này, cùng đao tam lãng hưng phấn nói, ta nói nè các đạo hữu, hay là chúng ta thảo luận xem nên đặt tên gì cho con của Thư Hàng tiểu hữu đi. Trong nhóm cửu châu số một tức thì náo nhiệt hẳn lên, mà tài khoản thất tu tôn giả châm ngòi vụ việc thì phất tay áo bỏ đi, lặng không thấy bóng. Khóe mắt lục tu giật giật, hình như đùa quá rồi. Thư Hàng tiểu hữu trong quan tài vàng không hề phản ứng, không lên tiếng, cũng không đập quan tài. Thậm chí khi các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một nhau nhau thảo luận tên cho đứa con tương lai của hắn, cũng không thấy hắn trên một tiếng. Bị chơi ngu luôn rồi à. Lục tu dè dặt hé một góc quan tài vàng ra xem.
Quan tài bị đốt nóng bỏng tay, thế nhưng đối với Lục Tu thì chút độ ấm này chẳng đáng gì cả. Sau khi mở hé quan tài vàng, cô nhìn thấy Tống Thư Hàn đang điên cuồng ấn di động. Toi rồi, đời mình xong rồi. Tống Thư Hàn thì thào nói, màn hình di động của hắn tối thui, hết pin rồi. Đúng lúc quan trọng thế này, di động của hắn lại hết pin. Lúc này vốn dĩ phải đến lúc cho thuật sạc điện lên sàn, thế nhưng cho dù thuật sạc điện ấy có là cấp thấp đến mấy thì cũng là đạo thuật. Mà muốn thi triển đạo thuật thì phải có tinh thần lực dẫn đường. Lúc này không chỉ khí hải đan điền của Tống Thư Hàn sắp nổ tung mà tinh thần lực của hắn cũng quá mức cường đại, đến mức khiến cho mi tâm hắn đau nhức. Ở trạng thái này, hắn căn bản chẳng thể nào sạc điện cho điện thoại của mình được. Đây chính là nguyên nhân vì sao các tiền bối trong nhóm thảo luận khí thế ngất trời mà Tống Thư Hàn lại chẳng nói chẳng rằng. Trước khi điện thoại hết pin, hắn vừa hay thấy được tấm ảnh mà Thất Tu Tôn giả đăng lên và tình cảnh các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số một nhiệt tình như lửa đánh giá nó. Tống Thư Hàn lập tức bật công năng trò chuyện bằng giọng nói, những mong lên tiếng giải thích hiểu lầm tai hại này cho họ. Ai ngờ hắn vừa kéo khung giọng nói ra, chưa kịp mở mồm thì di động lại kêu tút một cái, sau đó âm thanh tắt máy tuyệt diệu vang lên, tịt ngóm. Tống Thư Hàn phát rồ, hắn có thể tưởng tượng ra khi hắn không lên mạng thì các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đã phát huy trí tưởng tượng đến mức nào rồi. Có lẽ chẳng mấy lâu sau, những cái tên kỳ quái như chơi hành cùng ma, người đàn ông không buông tha cho cả ma sủng, cha của bán yêu sẽ truyền ra khắp nơi. Teo rồi, teo thật rồi. Tống Thư Hàn không ngừng lẩm bẩm. Ở góc quan tài phía dưới, Thông Nương ngây ngẩn cuộn mình lại, bàn tay nhỏ bé xoa xoa bụng với vẻ không dám tin. Màu sắc cuộc đời cô tựa hồ biến thành xám xịt, không ai biết được lúc này đây cô đang nghĩ gì. Lục Tu muốn đóng ngay cái nắp quan tài lại, thế nhưng đúng lúc ấy thì Tống Thư Hàn lại ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với cô. Ánh mắt kia ngập tràn vẻ có sống cũng chẳng thiết tha gì, tấm ảnh kia không phải ta đăng. Lục Tu lập tức nói, Tống Thư Hàn, Lục Tu mau chóng lãng sang chuyện khác, à thì. Thư Hàn tiểu hữu à, có cần một phát thuật sạc điện không? Miễn phí, nói đoạn, cô thò ngón tay vào chạm nhẹ một cái lên di động của Tống Thư Hàn, ánh điện chợt lóe lên, Tống Thư Hàn vẫn đang ấn tay trên nút khởi động, chiếc di động bắt đầu rung nhẹ. Lực chú ý của Tống Thư Hàn chuyển sang chiếc điện thoại của mình, chỉ cần di động có pin thì hắn có thể giải thích hiểu lầm cho các tiền bối trong nhóm rồi. Đúng rồi, Lục Tu tiền bối. Không biết có phải ảo giác hay không mà ta thấy hơi hơi nóng. Tống Thư Hàn nhìn về phía Lục Tu rồi nói, Lục Tu cúi đầu nhìn xuống dưới quan tài vàng, thánh hỏa hừng hực vẫn còn đang thiêu đốt, thế là Lục Tu tóc vàng quay người lại đạp cho Tứ Tu một phát, áo 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 Tứ Tu kêu thảm thiết, bị đạp bay ra. Cả người dính lên vách tường, đừng để ý, kiệt tác của tên ngốc Tứ Tu kia đó mà. Ta làm nó khôi phục độ ấm ngay đây. Lục Tu nói rồi âm thầm vươn tay ra áp xuống một cái, thánh hỏa đang đốt ngùn ngụt lập tức tắt ngóm, âm thanh tính tan khởi động máy vang lên. Điện thoại của Tống Thư Hàn sống lại, hắn nhanh chóng mở nhóm Cửu Châu số 1, trong nháy mắt ấy động tác của hắn lên tới tốc độ siêu âm. Lúc này đây, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đã thảo luận đến vấn đề nên đặt tên cháu của Tống Thư Hàn là gì cho hay rồi. Má, mới có vài phút thôi mà đề tài chạy đi đâu vậy? Sau đó Tống Thư Hàn lội lại lịch sử trò chuyện. Hắn mau chóng thấy Lệ Chi tiên tử dùng chức năng vẽ hình vẽ một người có mái tóc dài lá hành và tay chân thân hành tây. Đây chính là hình dáng của con trai hoặc con gái Tống Thư Hàn trong tưởng tượng của cô. Không được, không thể để các tiền bối thả trí tưởng tượng bay lung tung thế được. Phải giải thích ngay thôi. Tống Thư Hàn nhanh chóng mở khung trò chuyện ra rồi mở chức năng giọng nói. Đúng lúc ấy thì dược sư đột nhiên nhắn riêng một tin cho hắn. Ờ thì, há 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 Thư Hàn tiểu hữu, ta không biết quan hệ giữa ngươi và cây hành tinh kia lại là như thế. Ha ha ha, thì mà là, ta không cần bút hành nữa đâu, lần sau ngươi tùy tiện giúp ta gì đó để trả cho phương thuốc dùng để tắm kia là được rồi. Cơ mà không hổ là hành tinh, chu kỳ mang thai mau thật đấy. Chúc mừng ngươi nhé Thư Hàn. Tống Thư Hàn xem tin tức này xong thì đầu nghiêng ngoặt sang một bên, cả người biến thành màu xám xịt. Hắn cảm thấy bây giờ mình đứng ra giải thích thì cũng chỉ là càng bôi càng đen. Xong rồi, đời mình thế là hết, Thư Hàn tiểu hữu. Lục Tu vươn tay ra chọc hắn, Tống Thư Hàn, hết, hết, hết rồi. Lục Tu cảm thấy lúc này mình nên để cho Tống Thư Hàn yên tĩnh một mình. Thế là Lục Tu lẳng lặng khép quan tài lại, thế nhưng đúng lúc đó, cô liếc màn hình di động của Tống Thư Hàn. Thấy phương thuốc dùng để tắm tăng cường thể chất được ghi lại trong lịch sử trò chuyện với dược sư. Đó là phương thuốc mới nhất mà dược sư mới nghĩ ra đó à.
vừa kinh tế vừa thực dụng nhỉ, đáng tiếc chỉ có tác dụng với tu sĩ cấp thấp thôi. Đây là một đề tài đánh trống lãng không tồi. Thế là Lục Tu nói tiếp, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi có cần dược liệu trong phương thuốc dùng để tắm này không? Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, gật một cách máy móc, cần, vừa hay ở đây ta có dự trữ một ít dược liệu mà phương thuốc kia yêu cầu này. Ta bán rẻ cho ngươi, mỗi lần tắm thuốc 7 viên linh thạch tam phẩm được không? Lục Tu tính toán một chút rồi nói, được. Tống Thư Hàng thò tay lấy một viên linh thạch tứ phẩm ra, Lục Tu nhận linh thạch tứ phẩm, tìm linh thạch tam phẩm trả lại cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng nhận lấy linh thạch tam phẩm rồi tiện tay mở túi thu nhỏ ra nhét chúng vào. Sau đó, hắn tiếp tục ôm di động mà ngây ra. 3 phút sau, Lục Tu trở lại, mở quan tài vàng ra. Sau đó cô đổ vào trong đó cả đống dược liệu. Lục Tu muốn coi cái quan tài vàng này là bồn tắm để Tống Thư Hàng tắm thuốc luôn à. Đổ dược liệu vào xong, Lục Tu lại nói với Tống Thư Hàng, bá đao Tống Nhất đạo hữu, ngươi đưa những vật dư thừa trên người đây để ta bảo quản dùm cho. Tống Thư Hàng vẫn còn trầm tư, thân thể nghe lời theo bản năng, đưa cho Lục Tu túi thu nhỏ, điện thoại và những thứ linh tinh khác trên người mình. Nhận lấy những vật ấy, Lục Tu lại nhìn Thông Nương đang cuộn mình trong góc, vốn dĩ cô định túm luôn cây hành tinh này ra ngoài. Thế nhưng nghĩ một lúc thì lại thấy việc bắt hành tinh ra ngoài là việc của chủ nhân nó, cô xen vào việc của người khác làm chi. Nói không chừng đây là cơ hội tốt để hành tinh tăng cường thể chất của nó ấy chứ. Hơn nữa trong lúc tắm nguyên ương với chủ nhân mình, biết đâu lại có thể bồi dưỡng tình cảm để sau này vùng lên thành nữ chủ nhân. Lục Tu thấy hình dáng thật của cây hành tinh này không tồi, cô thích. Đổ dược liệu xong, Lục Tu lại chắp tay thành pháp quyết. Một quả cầu nước cực lớn được cô gọi ra, đổ xuống quan tài vàng, bao phủ cả Tống Thư Hàng và Thông Nương, bắt đầu tắm thuốc đấy. Lúc mới đầu chắc là sẽ hơi đau, ngươi cố nhịn một chút nhé. Lục Tu nói, sau đó không chờ Tống Thư Hàng và Thông Nương đáp lời, cô đã đóng nắp quan tài vàng. Tứ Tu ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong. Chờ Lục Tu đóng nắp quan, nó bèn giơ một chiếc hũ vàng kim hướng thẳng vào quan tài. Một luồng hỏa diễm bắn ra từ chiếc hũ ấy, châm bùng lên xăng và củi mà Tứ Tu chất đầy lúc trước. Đồng thời chiếc hũ còn không ngừng phun lửa thúc cho ngọn lửa bùng lên cao hơn. Đốt nè cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, trong ánh mắt Tứ Tu bập bùng ánh lửa. Thế là ổn rồi đấy. Ngâm 2 tiếng theo phương thuốc của dược sư là có thể khiến cho nhục thân của bá đao Tống Nhất đạo hữu hấp thu triệt để dược lực. Lục Tu cô nương gật đầu hài lòng. Trong quan tài vàng, dược lực của dược liệu dung nhập vào trong nước theo độ ấm dần tăng. Tống Thư Hàng ngâm người trong nước, trên người hắn có quy tức thuật của thất tu tôn giả nên căn bản không cần phải hít thở. Nhìn nước tắm dần dần đục ngầu, Tống Thư Hàng cảm thấy cũng giống như khi mình nấu thối thể dịch trước kia. Hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý hưởng thụ lần tắm thuốc này. Thôi thì cứ vứt cái chuyện các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 thảo luận việc Thư Hàng chơi hành sang một bên đi. Người trong sạch ắt tự trong sạch, bao giờ các tiền bối hết hứng bàn tán vụ này rồi hắn ra mặt giải thích, lúc đó hiệu quả có khi lại tốt hơn nhiều, cho nên chẳng cần vội trong chốc lát. Sau khi thả lỏng toàn thân, Tống Thư Hàng nhanh chóng cảm giác được tác dụng của tắm thuốc. Trong nước nóng sôi trào, dược lực chủ động tiến vào cơ thể hắn. Dược lực này chỉ đơn thuần tăng cường thể chất và xương cốt của hắn, khiến cho hắn cảm thấy mỗi thớ thịt đường gân trên người đều đang mạnh lên, lực lượng không ngừng ùa tới. Hiệu quả của thuốc phối hợp với chiếc quan tài vàng của Lục Tu cô nương lại càng tăng lên gấp nhiều lần. Nếu dùng con số để so sánh, coi thể chất của tu sĩ sau khi trúc cơ nhất phẩm thành công là 100, nhị phẩm là 200, thì thể chất của Tống Thư Hàng hiện tại vào khoảng trên 230. Hắn nằm ngâm nước thuốc trong quan tài vàng, mỗi 3 phút sẽ tăng lên khoảng 0,1 điểm thể chất, mỗi tiếng tắm thuốc thế này hắn có thể tăng lên được hơn 4 điểm thể chất. Nếu ở địa cầu mà không cắn thuốc thì hắn phải tu luyện 2-3 tháng vất vả mới đạt được hiệu quả này, phỏng chừng chỉ cần tăng thể chất lên khoảng 240 là hắn có thể tạm thời không lo chân khí trong khí hải đang điền bành trướng quá mức rồi. Tắm thuốc thật là tốt, may mà có dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng lẩm bẩm, lần đầu tiên tắm thuốc sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất, càng về sau thì hiệu quả càng giảm, nhưng cho dù là như thế thì qua 3 ngày, 6 lần ngâm, thể chất của Tống Thư Hàng vẫn có thể tăng lên đến 250 một cách vững vàng. Đây chính là cường độ thể chất mà tu sĩ nhị phẩm 4 đan điền mới có thể có được. Khi Tống Thư Hàng đang hưởng thụ những lợi ích mà tắm thuốc mang tới, thì đột nhiên Thông Nương đang co mình trong góc quan tài lại hoảng hốt kêu to, á á á á không xong rồi, tan ra. Tan ra rồi, cái gì cơ? Tống Thư Hàng nghi hoặc ngẩng lên,
Sau đó hắn thấy một hình ảnh rất không khoa học. Thông nương đang tan ra, bắt đầu từ phần chân, thân thể của thông nương đang hòa tan như slime. Từng, có thể dùng hình ảnh mỹ nhân tuyết dưới ánh mặt trời để hình dung thông nương lúc này cũng được. Sắp chết rồi, sắp tiêu rồi, chết chắc rồi. Thông nương khóc lóc thảm thiết, quơ quào tay chân, giãy dụa lộn xộn, thế nhưng chỉ làm quá trình hòa tan xảy ra nhanh hơn. Thân thể cô mau chóng bị hòa tan tới bụng, ở đó có một viên ngộ đạo thạch tỏa sáng yếu ớt. Lấy ngộ đạo thạch làm ranh giới, nửa người trên của thông nương cũng đang tan ra. Tống Thư Hàn nhanh chóng ngồi dậy bắt lấy thông nương, hai tay giơ cao ngộ đạo thạch, cố gắng tách cô ra khỏi nước thuốc. Nè nè, sao tự nhiên cô lại tan ra thế hả? Ta cũng không biết, ta thực sự không biết vì sao tự nhiên lại tan ra, hu hu hu. Có phải ta sắp chết rồi không? Thông nương càng khóc thảm hơn. Tống Thư Hàn nhìn nước thuốc sôi sục quanh người, chẳng lẽ có liên quan đến nước tắm thuốc này sao? Hắn nhớ tình hình khi mình luyện thối thể dịch lần đầu tiên, lúc bỏ vài loại dược liệu vào đun nóng lên sẽ sinh ra phản ứng hóa học, sau đó hòa tan các dược liệu mới. Có lẽ nước thuốc mình đang ngâm cũng sinh ra công năng hòa tan, có thể hòa tan được một cộng hành tinh. Rốt cuộc phải trộn bao nhiêu loại dược liệu vào nhau mới có được hiệu quả này chứ? Thông nương sẽ không chết như vậy đâu ha. Trong lúc Tống Thư Hàn đang suy nghĩ thì thông nương đã tan biến gần hết. Hắn không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng đập nắp quan tài vàng, vừa đập vừa hỏi, rễ đâu? Rễ có còn không? Đây là vấn đề lớn đấy. Cho dù thông nương bị ngắt mất bút hành, nhưng chỉ cần còn rễ thì cô có thể sống lại một cách cực kỳ đáng yêu. Nhưng nếu ngay cả rễ hành cũng bị hòa tan thì cô chết chắc thật rồi. Còn, vẫn còn, nhưng ta cảm thấy rễ cũng sắp tan rồi. Thông nương sốt ruột. Thực tế thì rễ hành bị hòa tan chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Tuy rằng không biết tại sao rễ hành của cô lại mọc vào trong ngộ đạo thạch, thế nhưng bây giờ có ngộ đạo thạch bảo vệ, rễ của cô sẽ không bị hòa tan chỉ bởi một chậu nước tắm. Tống Thư Hàn vội vàng vỗ mạnh nắp quan tài vàng lại bật mở nhanh chóng, Lục Tu thò mặt vào, lại làm gì thế? Nước nóng quá à? Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Cô cũng thấy thông nương đang bị hòa tan. Ngay khi Lục Tu mở nắp quan tài thì toàn bộ cơ thể của thông nương đều tan ra thành nước, hòa tan vào quan tài nước thuốc. Lục Tu, cộng hành tinh này cứ thế tèo à. Lục Tu tiền bối, xin giúp ta coi sóc viên ngộ đạo thạch này. Rễ hành của thông nương ở bên trong nó. Tống Thư Hàn vội kêu lên, còn rễ à. Thế là tốt rồi, tưới cho tí nước, chắc là sẽ nhanh chóng mọc lên thôi. Lục Tu thở vào nhẹ nhõm, cô nhận lấy viên ngộ đạo thạch. Bá đao Tống Nhất đạo hữu, ngươi cứ ngâm đi, đừng lãng phí nước thuốc. Tống Thư Hàn gật đầu rồi nằm vào quan tài. Lục Tu lại khép kín nắp quan lại. Sau đó cô phủ tay lên ngộ đạo thạch, vẫn còn khí tức sinh mệnh. Không biết phải nói cộng hành này may mắn hay là bất hạnh nữa. Dứt lời, cô thi triển một đạo thuật loại chữa trị. Đạo thuật hóa thành ánh sáng chiếu lên ngộ đạo thạch, khiến cho khí tức sinh mệnh của thông nương bên trong nó càng ổn định hơn. Tiếp đó, Lục Tu đứng dậy rời khỏi mộ địa. Khi Lục Tu trở về thì cầm theo một cái chậu hoa. Cô đặt ngộ đạo thạch trong chậu hoa ấy, bón tí tro rơm vào, chắc là sẽ khiến nó lớn nhanh hơn đây. Lục Tu lẩm bẩm nói, bên cạnh tảng thiên thạch có mộ địa của Lục Tu, trên tiên thuyền của thất tu tôn giả, Lý Âm Trúc vẫn ngủ say sưa, nhưng hàn khí trên người cô càng ngày càng nặng, chẳng bao lâu nữa lần phát hàn bệnh tiếp theo của cô sẽ tới. Ngư Kiều Kiều bị bắn ra khỏi cổ mộ, trở lại tiên thuyền, tâm trạng cô rất tốt. Tuy rằng không thể có được truyền thừa của Lục Tu tôn giả, nhưng lần đi này cô không chỉ có một viên thủy hệ quy châu giúp cơ thể luôn duy trì độ ẩm, mà còn được một viên nguyệt quang thạch, thu hoạch rất là phong phú. Sau đó không lâu Sở Sở cũng ra khỏi cổ mộ. Sau khi đi vào tiên thuyền, cô không khỏi nhìn thất tu tôn giả thêm một chút. Sau khi nhận được khế ước bát tu thì cô cũng hiểu hơn về bí mật của số tu rồi. Thất tu tôn giả mỉm cười với cô, tiếp theo chỉ còn chờ bá đao Tống Nhất đạo hữu thôi. Bá đao Tống Nhất. Phục. Ngư Kiều Kiều cười lên thành tiếng, cô biết có đạo hào này tồn tại, thế nhưng dù nghe bao nhiêu lần thì khi liên hệ nó với bản thân Tống Thư Hàn, cô vẫn cứ buồn cười. À, có lẽ Tống Nhất đạo hữu sẽ ra muộn một chút đấy. Hắn đang tắm. Phân thân sư tử Bạch Ngọc Tứ Tu lên tiếng, tắm á. Đi thám hiểm cổ mộ thì liên quan gì đến tắm, ngâm nước thuốc hả? Nếu phối phương nước thuốc không sai thì có thể nói đó là một trong những phương pháp an toàn nhất để tăng cường thể chất đấy. Thất tu tôn giả mỉm cười nói, dù là ăn hay là ngâm thì đơn thuốc vẫn là quan trọng lắm đó nha. Tống Thư Hàn tiếp tục ngâm nước thuốc trong quan tài vàng,
cảm thấy dược lực của nước thuốc càng ngày càng mạnh, làm cho thân thể nóng rát lên đau đớn bỗng rát. Hình như có gì đó không ổn, có điều tốc độ tăng cường thể chất rõ ràng là nhanh hơn nhiều. Có khi đây mới là lúc dược lực thực sự phát huy hiệu quả cũng nên. Tống Thư Hàn thầm nghĩ trong lòng, lúc trước cứ 3 phút thì thể chất của Tống Thư Hàn tăng lên được khoảng 0,1, bây giờ cứ 3 phút thì được tầm 0,2, tốc độ tăng cường thể chất đã nhanh hơn gấp đôi. Phối phương thuốc ngâm của dược sư tiền bối đúng là tuyệt thật, Tống Thư Hàn nghĩ thế rồi ngâm cả người chìm vào nước thuốc. A chỉ cần nghĩ đến việc thể chất tăng lên như ngồi tên lửa thì dường như nỗi đau bỏng rát này cũng có thể ráng chịu, có thể ráng chịu cái đầu nó, mới đầu chỉ là bỏng rát đau đớn mà thôi, thế nhưng kiểu đau này không những không giảm đi mà càng ngày càng dữ dội hơn, bây giờ thì đã đau như đau cắt rồi. Khi ngâm mình trong nước thuốc thì có cảm giác như mình đang bị hàng ngàn con dao lóc thịt, da thịt tan nát hết chẳng khác nào bị băm thay làm vạn mảnh. Đau quá, đau quá. Tống Thư Hàn đau đến mức lăn lộn trong quan tài vàng. Sắp đến cực hạn rồi, nỗi đau này hoàn toàn có thể sánh với nỗi đau khi chịu đựng ôm em đến chết lúc đi vào giấc mơ của Sở Sở. May một cái là càng đau thì thể chất lại càng tăng cao. Khi Tống Thư Hàn cảm thấy cả người đau như róc thịt thì trong mỗi 3 phút hắn đã có thể tăng được 0,3 thể chất. Nước thuốc ngâm mình trong quan tài vàng biến thành màu xanh ngọc bích từ lúc nào không hay, dược thủy tỏa ra ánh sáng chiếu sáng cả không gian trong quan tài. Bên ngoài quan tài, thế lửa vẫn ngùn ngụt. Bên trong quan tài, mùi hương của nước thuốc mỗi lúc một nồng, cho dù không hít thở những mùi hương mang mát vẫn thoang thoảng trong miệng mũi Tống Thư Hàn. Mùi hương không xua đi được khiến người ta rớt cả nước miếng, giống hệt như mùi thịt dê xào hành tây vậy. Từ từ, chờ đã, mùi hành á, không có quan hệ gì với thông nương đấy chứ. Tất cả thân hành của cô đều đã hòa tan vào nước tắm cùng với dược liệu rồi, thế cũng có nghĩa là trong phương thuốc để tắm của dược sư tiền bối lại có thêm một cộng hành tinh mấy trăm năm nữa, cho nên dẫn đến việc nước thuốc thay đổi rồi, khả năng này lên đến 8-9 phần 10, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Tống Thư Hàn hơi lo, thế nhưng bây giờ ngoại trừ thân thể đau như xẻo thịt ra thì tạm thời vẫn chưa có biến gì khác, thể chất thì ngược lại, cứ càng tăng càng nhanh, thôi thì ráng chịu thêm chút nữa đi. Một khi có gì bất ngờ thì lập tức gọi Lục Tu tiền bối ở bên ngoài vậy. Trong lúc Tống Thư Hàn đang suy nghĩ thì nước thuốc trong quan tài vàng lại biến đổi. Thuốc ngâm màu xanh ngọc bích dần dần chuyển sang màu xanh vàng, ảo ảnh của một búp hành mơ hồ hiện lên trong lớp sương mờ của nước thuốc. Búp hành lắc lư trong gió, xinh xắn thướt tha, ảo ảnh ấy càng lúc càng thật hơn, dần ngưng tụ lại giống như một thực thể. Sau khi ngưng tụ đến một mức nhất định, búp hành nọ chậm rãi đến gần Tống Thư Hàn. Cuối cùng dừng lại cách hắn một sải tay, nhờ ánh sáng từ nước thuốc, Tống Thư Hàn nhìn thấy ảo ảnh búp hành đó. Có thể khẳng định sự biến hóa của nước thuốc chắc chắn là liên quan đến thông nương. Tống Thư Hàn vươn tay muốn chạm vào ảo ảnh búp hành nọ, thế nhưng ảo ảnh vẫn không phải là thực thể, ngón tay của Tống Thư Hàn xuyên qua nó chứ không chạm được vào. Tuy rằng ảo ảnh này không chạm vào được, nhưng sau khi nó ngưng tụ thành hình thì đau đớn trên người Tống Thư Hàn lập tức biến mất, nỗi đau như ngàn đao róc thịt, loáng cái không còn. Cảm giác sảng khoái khi nước thuốc gột rửa thân thể tràn tới ngay sau đó, tốc độ tăng cường thể chất chỉ tăng mà không giảm. Giờ đây mỗi phút trôi qua đều có thể tăng lên đến hơn 0,1 thể chất, rốt cuộc cũng qua giai đoạn đau đớn rồi à. Có lẽ khi cắn răng chịu đựng nỗi đau như xẻo thịt lột da đã tích lũy cảm giác mệt mỏi nặng nề, cho nên sau khi đau đớn không còn mà chuyển thành thoải mái, thì Tống Thư Hàn bất giác rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn nằm đó không nhúc nhích mặt cho nước thuốc cọ rửa thân mình. Ý thức dần dần rời xa ngoại giới. Một tiếng 55 phút sau, quá trình tắm thuốc cũng gần kết thúc. Tống Thư Hàn tỉnh lại từ trạng thái nửa ngủ nửa thức. Lúc này sắc nước trong quan tài vàng đã biến thành màu xanh đen. Đây là kết quả sau khi dược lực của thuốc ngâm bị thân thể của Tống Thư Hàn hấp thu hết. Sau gần 2 tiếng, nếu tính ra con số cụ thể thì Tống Thư Hàn đã tăng cường được khoảng 13 điểm thể chất. Vốn dĩ hắn đã có sẵn hơn 230 điểm thể chất. Nói chính xác ra thì vào khoảng 232 rồi. Thêm 13 điểm hôm nay, thể chất của hắn lập tức đạt tới mức 245 điểm. Sau khi có được thể phách đủ cường đại, chân khí trong khí hải đan điền lại bình ổn xuống. Tuy Tống Thư Hàn lúc này đây vẫn chỉ có đan điền thứ hai của nhị phẩm là Long Vĩ đan điền, thế nhưng sau xuất khí khoách chân pháp của Bạch Tôn Giả và một loạt sự việc làm tăng vọt chân khí gần đây, nếu chỉ tính chân khí thì hắn đã có thể sánh với tu sĩ nhị phẩm có đan điền thứ tư là Long Khu đan điền rồi. Cảm giác đau nhức trên mi tâm vì tinh thần lực cũng đã giảm bớt gần như không còn nữa.
Không ngờ thể chất lại tăng lên nhiều như thế, từ giờ mình chỉ cần ôn dưỡng chân khí trong khí hải đan điền thêm vài lần, thì có lẽ có thể trùng kích đan điền thứ ba, Long Trảo đan điền rồi. Giờ đây thể chất đã theo kịp rồi, buộc phải tạo lập đan điền mới để tránh chân khí làm nổ tung đan điền thôi. Tạo lập nên càng nhiều đan điền thì lượng chân khí dung nạp được vào cơ thể càng lớn, chắc phải cảm ơn thông nương một chút nhỉ. Ừm, có lẽ cô ấy chẳng thèm nhận lời cảm ơn của mình đâu, cả thân thể cô ấy đều bị hòa tan trong nước thuốc rồi mà, cũng đến lúc ra khỏi bồn thuốc này rồi. Tống Thư Hàn chậm rãi ngồi dậy. Hắn vẫn có thể nhìn thấy ảo ảnh của Búp Hành trong ánh sáng từ nước thuốc phát ra, chẳng lẽ dược lực của thông nương trong thuốc ngâm còn chưa bị mình hấp thu hết à? Đúng lúc này, linh quỷ trong tâm khiếu của Tống Thư Hàn không ngừng truyền ra một ý niệm, Tống Thư Hàn sửng sốt một chút rồi đồng ý, được. Ngay sau đó, clone Tống Thư Hàn chui từ tâm khiếu của hắn ra, lẻn đến trước mặt ảo ảnh Búp Hành, sau đó mở miệng nuốt luôn ảo ảnh ấy vào bụng, nuốt xong, linh quỷ lại thỏa mãn lùi vào trong cơ thể của Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn sờ sờ cơ thể mình, sau khi nuốt ảo ảnh của Búp Hành thì hắn không hề có phản ứng xấu nào cả. Lịch kịch, lịch kịch, lịch kịch. Đúng lúc này thì nắp của quan tài vàng được Lục Tu cô nương mở ra. Cô quan sát Tống Thư Hàn bằng con ngươi vàng kim. Kết thúc rồi, bước ra đây đi Tống Nhất đạo hữu. Ủa? Nước thuốc này thơm ghê nhỉ, làm ta nhớ tới bánh hành trước kia. Tứ Tu đột nhiên nói, Lục Tu xoa cái cằm trơn nhắn, chớp mắt, nghiêm túc nói, Tống Nhất chiên dầu hành. Hay là Tống Thư Hàn chiên dầu hành? Tống Thư Hàn, hắn đứng lên từ quan tài vàng rồi nhảy lên một cái, cốc cốc, đầu hắn đụng thẳng lên đỉnh mộ, làm lõm một cái hố nhỏ. Cũng may cái hố đó được trận pháp trong cổ mộ tu bổ rất nhanh, vì thể chất tăng vọt nhanh quá nên không khống chế được cường độ. Tống Thư Hàn xoa xoa đầu, nhưng mà không cần lo lắng, từ khi bắt đầu tu chân đến giờ hắn đã có kinh nghiệm trải qua mấy lần tăng vọt về thể chất và cường độ rồi. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian là hắn sẽ thích ứng nhanh thôi. Tống Thư Hàn đáp đất an toàn, Tứ Tu vương móng vuốt ra gãy nhẹ hắn một cái. Pháp thuật hong khô phủ xuống làm cho nước trên người hắn bốc hơi lên, cảm ơn Tứ Tu tiền bối. Tống Thư Hàn cảm kích nói, không cần khách khí, khi hơi nước bốc lên khỏi người ngươi thì mùi hành lại càng đậm, thơm ơi là thơm. Sư tử Bạch Ngọc liếm môi, điệu má, Tứ Tu không định đớp mình đấy chứ. Tống Thư Hàn hốt hoảng trong lòng, Tống Nhất đạo hữu, đây là di động và túi thu nhỏ một tấc của ngươi. Đây là cộng hành tinh ngươi nuôi. Lục Tu cô nương trả lại đồ đạc của Tống Thư Hàn cho hắn, vốn dĩ cô định bốc cho thông nương một quẻ xem cô có duyên phận gì với bác tu không, thế nhưng cả người thông nương đều bị hòa tan hết, không có mặt, không có tay, không có chân, không làm sao mà tính quẻ được, đành phải đợi tới lần sau thôi. Tống Thư Hàn hỏi, thông nương không sao chứ? Lục Tu giơ chậu hoa trồng thông nương lên, chắc là không sao đâu, vì còn rễ cho nên hẳn là thân thể vẫn lớn lên được. Có điều, có lẽ sẽ có chút bất trắc nho nhỏ. Tống Thư Hàn, bất trắc gì? Lục Tu, ngươi cảm ứng cẩn thận một chút là thấy, trên cộng hành tinh này không còn yêu khí. Tống Thư Hàn dùng tinh thần lực miễn cưỡng lắm mới vận chuyển được để cảm ứng một chút, trên rễ hành bám vào ngộ đạo thạch của thông nương đã không còn yêu khí nữa. Yêu khí của thông nương rất cường đại. Bởi vì dù sao cô cũng là đại yêu sống mấy trăm năm cơ mà, tuy rằng cô không biết thao túng yêu khí của mình như thế nào, nhưng yêu khí của cô vẫn dọa được người ta. Lần đầu gặp nhau, suýt nữa thì cô đã dùng yêu khí để dọa được Tống Thư Hàn rồi, thế mà bây giờ trên thân cô không còn một chút yêu khí nào nữa. Không phải biến mất ở bên ngoài, mà là mất sạch từ trong rễ của thông nương, vậy cô ấy bây giờ còn là yêu tinh không? Tống Thư Hàn hỏi. Yêu tinh mà không có yêu khí ư? Lục Tu nghĩ ngợi rồi đáp, chắc vẫn là yêu tinh. Yêu khí chỉ là một loại năng lượng mà thôi. Ô tô không có xăng thì vẫn là ô tô mà, cũng đúng. Tống Thư Hàn nói, vấn đề ở đây là có lẽ tương lai cái ô tô này không dùng xăng nữa mà chạy bằng dầu thực vật ấy. Lục Tu lại bổ sung một câu, Tống Thư Hàn, đổi sang chạy bằng dầu thực vật là ý gì? Chẳng lẽ về sau thông nương không dùng yêu khí nữa mà dùng một loại năng lượng khác à? Bánh răng nhân sinh đôi khi sẽ rẽ theo hướng mà ngươi không sao tưởng tượng ra được. Thông nương trong tương lai không dùng xăng chiến đấu nữa mà dùng dầu thực vật, đúng là không ngờ nổi mà. Được rồi, dù sao thì thông nương cũng không dùng đến yếu khí. Khi chiến đấu với mình trong lần đầu gặp mặt, cô còn dùng công pháp Phật môn đường đường chính chính cơ mà. Nếu có thể thì lại chọn một bộ công pháp thích hợp cho thông nương tu luyện đi. Nếu tắm thuốc xong rồi thì đi theo ta.
đám người thất tu đã ở bên ngoài chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. Sư tử Bạch Ngọc tứ tu nhảy nhẹ một cái, đi trước dẫn đường. Được. Tống Thư Hàn gật đầu nói, lúc gần đi thì hắn nghĩ đến một việc, đúng rồi, lục tu tiền bối, có thể bán cho ta thêm mấy phần tài liệu thuốc để tắm kia không? Không thành vấn đề. Chỉ là một ít dược liệu cấp thấp thôi, ta có nhiều lắm, bán cho ngươi với giá 7 viên linh thạch tam phẩm hết nhé. Lục tu cô nương, Tống Thư Hàn, xin hãy bán cho ta 10 phần, trong tay hắn bây giờ còn 9 viên linh thạch tứ phẩm và 3 viên linh thạch tam phẩm. Thế nhưng trong đó có một viên linh thạch tứ phẩm đã dùng mất một nửa rồi, cho nên giữ lại một viên linh thạch tứ phẩm để phòng lúc cần thiết. Còn lại 7 viên linh thạch tứ phẩm, vừa hay đổi được 10 phần tài liệu thuốc để tắm, còn chỗ linh thạch nợ Bạch Tôn giả thì thôi cứ nợ tiếp đi, một ngày nào đó rồi trả lại sau. Nếu có thể thì Tống Thư Hàn hy vọng mình có thể đổi được nhiều dược liệu một chút. Bởi vì nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không mua được dược liệu với giá rẻ nữa. Sau khi đổi dược liệu xong, Tống Thư Hàn và sư tử Bạch Ngọc tứ tu rời khỏi mộ của lục tu, trở về tiên thuyền. Sau đó, tiên thuyền đưa họ về mặt trăng, mộ của lục tu tôn giả đằng sau ẩn vào hư không rồi từ từ biến mất. Cổ mộ này biết di chuyển, trừ khi chính lục tu cô nương đồng ý thì muốn gặp được nó phải xem vào may mắn. Thư Hàn tiểu hữu cũng ký khế ước sao? Thất tu tôn giả ngồi bên cửa sổ tiên thuyền nhìn trời sao, mỉm cười nói, ừm, đúng vậy. Tống Thư Hàn gật đầu, thế nhưng lục tu tiền bối nói quẻ tượng của ta khá kỳ lạ. Chắc là ta không có duyên phận gì với cửu tu Phượng Hoàng Đao đâu, góp cho đủ số thôi. Thất tu tôn giả mỉm cười, ha ha, duyên phận ít nhiều không sao cả, có duyên chính là có duyên. Sau khi tiên thuyền bay trong vũ trụ hơn 10 phút thì tốc độ hơi chậm lại. Thất tu tôn giả đột nhiên nói, Thư Hàn tiểu hữu, chúng ta sắp tạm biệt nhau rồi. Đợi một thời gian nữa, bao giờ ta khám phá ra bí mật của hồ lô thì sẽ lại tìm ngươi, tạm biệt. Thất tu tiền bối muốn đi đâu sao? Tống Thư Hàn tò mò hỏi, ừm, đương nhiên là ta về động phủ của mình rồi. Nhóm của Thư Hàn tiểu hữu mới phải rời đi. Hôm đó Bạch Đạo Hữu cố ý lên mạng hàn huyên với ta một chút. Hắn bảo ta sau khi thám hiểm xong mộ của lục tu tôn giả thì thả tiểu hữu ra vũ trụ chơi. Thất tu tôn giả dựng thẳng ngón tay cái, Bạch Đạo Hữu nói, chuyến du hành vũ trụ này chính là một cuộc rèn luyện đối với Thư Hàn tiểu hữu. Tống Thư Hàn, giờ thì Thư Hàn tiểu hữu chuẩn bị lên đường đi. Ta chuẩn bị hết các thứ cho ngươi rồi này, khoan vũ trụ và trang phục du hành vũ trụ đều đủ cả. Thất tu tôn giả cười nói, Tống Thư Hàn, cố gắng lên nha. Ngư Kiều Kiều cười vỗ vai Tống Thư Hàn, chuyến này ta không đi cùng ngươi nữa đâu. Ta phải về địa cầu trước một chuyến, hả hả hả. Kiều Kiều, cô muốn vứt bỏ ta sao? Tống Thư Hàn kêu lên, Ngư Kiều Kiều nói, ha ha, ta đã có Nguyệt Quang Thạch trong tay, không cần tu luyện gần mặt trăng nữa. Mặt khác, có nhớ cái tên viết tiểu thuyết rất thú vị mà ta nói lần trước không? Kiều Kiều, cô mà không nhắc tới thì tôi cũng gần quên rồi. Tống Thư Hàn nhớ ra, hắn còn hứa sẽ quay một bộ phim với Bạch Tôn giả cơ mà. Tống Thư Hàn muốn quay một bộ phim ngắn về mấy chuyện thường ngày để nhà mình xem thôi. Tết nhất sẽ nhờ ba Tống chiếu cho mọi người xem cho vui là được. Hôm qua ta xác định được hắn lên mạng ở ngay nhà mình. Cho nên ta phải về địa cầu bắt hắn giam vào phòng tối nhỏ. Ngư Kiều Kiều cười ha hả nói. Vì thế, Ngư Kiều Kiều bỏ lại mấy người Tống Thư Hàn, một mình trở về trái đất để bắt tác giả đáng yêu kia rồi. Còn Tống Thư Hàn, Sở Sở, Lý Âm Trúc thì bị thất tu tôn giả bắn từ thuyền tiên vào vũ trụ mênh mông. Đúng thế, không sai, họ bị bắn đi đấy. Lúc đó, Sở Sở và Lý Âm Trúc chui vào cái khoang không gian nhỏ hẹp, Tống Thư Hàn thì mặc bộ quần áo du hành dày cộm, bị khóa vào khoang không gian, chuẩn bị xuống khỏi thuyền tiên. Thất tu tôn giả hỏi với thái độ vô cùng thân thiết, chuẩn bị xong rồi chứ? Tống Thư Hàn, chuẩn bị xong rồi. Thất tu tôn giả, có muốn được thử một lần không? Tống Thư Hàn, thử một lần ư? Thất tu tiền bối muốn tặng ta cái gì sao? Được chứ, sau đó. Thất tu tôn giả nhét thẳng bọn họ vào trong một thứ giống như tống pháo, bùng một tiếng, bắn bọn họ đi mất, quả thật là bị bắn đi đấy, thất tu tiền bối ta ngài. Tống Thư Hàn hoảng sợ kêu lên một tiếng thảm thiết, không thể để hắn xuống thuyền một cách bình thường sao? Rõ ràng là thuyền tiên có cửa mà, thuận buồm xuôi gió nhé. Qua cửa sổ của thuyền tiên, vẫn có thể nhìn thấy thất tu tôn giả đang lưu luyến vẫy tay với bọn hắn. Cứ như thế,
Tống Thư Hàn không biết đã bị thất tu tôn giả bắn tới chốn nào rồi, nơi đây không phải là trái đất, Tống Thư Hàn cũng không có mấy loại công nghệ tiên tiến không tưởng như hệ thống hướng dẫn vũ trụ, hiện giờ hắn không thể nào xác định được tọa độ của mình, cứ để mặc cơ thể bay ở trong vũ trụ, Tống Thư Hàn nói khẽ, đây là thí luyện của Bạch Tiền Bối sao, vốn hắn tưởng rằng Bạch Tiền Bối đưa hắn lên vũ trụ là trừng phạt hắn vì không lọt vào top 10 trong cuộc thi máy kéo tay cầm, bây giờ nhìn lại, Bạch Tiền Bối còn bố trí những gì trong vũ trụ để đợi hắn tới thí luyện nữa thì phải. Lúc này, bên trong chiếc túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàn, vì sự sốc nảy kịch liệt khi bị pháo bắn nên ba viên linh thạch cấp 3 mà Tống Thư Hàn tìm lại được sau khi giao dịch với Lục Tu cô nương tiếp xúc với con rối gỗ tinh xảo kia, cũng giống hệt lần trước, khi ba viên linh thạch cấp 3 tiếp xúc với con rối gỗ thì đều dung nhập vào trong cơ thể con rối gỗ, hoàn toàn bị hút sạch, không sót lại một mảnh vụn nào. Đợi đến lúc nào đó, Tống Thư Hàn lại mở túi thu nhỏ một tấc ra thì hắn sẽ phát hiện ra một việc đáng sợ, linh thạch của hắn lại hết sạch rồi. Trên đường Bạch Kình, thành phố Văn Châu, tại nhà của Tống Thư Hàn, hôm nay, cạnh nhà Tống Thư Hàn lại có một hàng xóm mới chuyển đến. Sau khi gia đình hàng xóm cũ của họ là nhà Thiếm Hà nhận được một cái giá hậu hĩnh đến mức không thể từ chối được thì cả nhà bà ấy lập tức hoàn thành việc dọn nhà và chuyển nhượng quyền sở hữu của căn nhà trong vòng 2 ngày. Joseph Guy Maupassant đánh giá căn nhà mới với vẻ hài lòng, người chủ nhà trước kia, Thiếm Hà là một người phụ nữ có bệnh sạch sẽ, thế nên nhà của bà ấy trước giờ đều gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa, quả là một nơi rất tuyệt vời. Joseph than lên một tiếng hài lòng, đứng bên cạnh hắn, trên gương mặt cô con gái Kỷ Song Tuyết đang tràn đầy vẻ ngạc nhiên, lúc cô nghe thấy cha mình đột nhiên muốn mua một căn nhà tại Hoa Hạ, cô còn tưởng rằng ông sẽ mua một căn nhà ở vùng Giang Nam. Bởi vì trường Đại học Giang Nam chính là nơi mà cô đang theo học, nhưng, cô hoàn toàn không ngờ, ông lại đi mua nhà ở thành phố Văn Châu, một nơi cách Đại học Giang Nam rất xa, ba của cô lại nổi cơn điên gì thế này, bà Joseph cũng không thể hiểu được cách làm của chồng mình, nếu như đã chuyển đến đây thì việc tiếp theo là phải chuẩn bị vài món quà nho nhỏ để đi thăm mấy hàng xóm mới. Joseph nói một cách vui vẻ, hàng xóm mới ư? Kỷ Song Tuyết hỏi với vẻ nghi hoặc, nhà nào vậy à? Nhà sư phò của ba. Joseph cười ha ha nói, sư phò á. Đột nhiên trong lòng Kỷ Song Tuyết dâng lên dự cảm không tốt. Là nhà của vị bạn học Tống Thư Hàn kia sao? Ha 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 ha. Joseph cười lớn với vẻ đắc ý, cho dù là kiểu con gái dịu dàng như Kỷ Song Tuyết thì lúc này cũng có ý nghĩ muốn nổi đóa lên. Đây là cơ hội mà ba vất vả lắm mới tranh thủ được đấy. Joseph nói một cách vô cùng đắc ý. Ông còn nhớ loáng thoáng. Ông đã từng nói với sư phụ Tống Thư Hàn là muốn dọn đến làm hàng xóm với sư phụ cũng đồng ý rồi. Chỉ có một vấn đề là, dù thế nào Joseph cũng không nhớ được, mình đã nói là muốn dọn tới làm hàng xóm với sư phụ vào lúc nào và ở đâu vậy nhỉ? Trên hòn đảo thần bí, tuy rằng ký ức của tất cả mọi người đều bị xóa rồi, nhưng có những thứ đã nằm sâu trong tiềm thức, cho dù trí nhớ không còn nữa nhưng những thứ đó vẫn sẽ còn sót lại, cũng giống như Joseph vậy. Nhưng mà bất luận thế nào, tóm lại hắn đã chuyển đến làm hàng xóm với sư phụ Tống Thư Hàn rồi, sau này sẽ có nhiều thời gian để xin sư phụ dạy thần công hơn. Sau đó, trong tình trạng Joseph mặt đầy vui vẻ, vợ của hắn thì mê man khó hiểu, con gái Kỷ Song Tuyết đầy lúng túng, họ đến nhà Tống Thư Hàn để thăm hỏi. Vào lúc Joseph đến nhà thăm hỏi thì nhà Tống Thư Hàn còn có một vị khách nữa là Vân Vũ Đạo Trưởng. Gần đây Vân Vũ Đạo Trưởng thường xuyên ghé thăm nhà Tống Thư Hàn, trong thời gian này, đạo trưởng đã trở thành người bạn thân, không có gì giấu nhau, của ba Tống và mẹ Tống. Gần đây ba Tống đang chuẩn bị mở công ty chế tạo máy tập thể hình với hai người bạn của mình. Vốn ba Tống muốn đợi sau khi Tống Thư Hàn tốt nghiệp, không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến việc học của hắn, cũng không còn những nỗi lo toan buồn phiền thì ông sẽ từ chức ở chỗ mạng lưới điện quốc gia, tranh thủ lúc chưa già cùng hai người bạn của mình liều một phen. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi. Năm nay, họ gặp được một cơ hội rất tốt. Có một ông chủ của một xưởng chế tạo máy tập thể hình tại thành phố Văn Châu mắc bệnh, cần tiền gấp để chữa bệnh, vì vậy ông ấy chuẩn bị nhượng lại cả xưởng lẫn toàn bộ thiết bị. Nếu như có thể mua được xưởng chế tạo đó thì sẽ giúp ba người ba Tống tiết kiệm được rất nhiều công sức. Trong phòng khách, Vân Vũ Đạo Trưởng và ba Tống đang nói tới chủ đề thiết bị tập thể hình. Tuy rằng Vân Vũ Đạo Trưởng mới tiếp xúc với thiết bị tập thể hình hiện đại không lâu nhưng hắn là tu sĩ kim đan ngũ phẩm, trên phương diện tập thể hình. Đạo trưởng cũng nói đến một vài ý tưởng và phương pháp, dẫn dắt rất nhiều cho ba Tống. Ba Tống càng coi Vân Vũ Đạo Trưởng như tri kỷ thân thiết,
Vân Vũ đạo trưởng nhấp một ngụm linh mạch bích trà, thầm thở dài một hơi, lấy điện thoại của mình ra. Gần đây Vân Vũ đạo trưởng đã bỏ cái nick chat mà hắn dùng khi bị Hoàng Sơn chân quân chèn ép. Hắn chuyển sang dùng một phần mềm chat trên di động có nhiều chức năng hơn. Đây là phần mềm Ba Tống giới thiệu cho hắn, nghe nói 60% người trong cả nước đều sử dụng phần mềm này. Vân Vũ đạo trưởng mở điện thoại ra, đăng một status trên dòng thời gian của mình. Tiêu đề, gần đây vẫn luôn làm khách ở nhà của một vị tiểu hữu, vốn muốn đến ăn ké chút điểm kinh nghiệm nhưng không ngờ tiểu hữu lại không có nhà, đắng lòng quá. Mấy ngày trước, khó khăn lắm tiểu hữu mới về nhà một chuyến nhưng lại bỏ lỡ ta một cách hoàn mỹ. Quả là làm người ta phiền lòng, hy vọng tiểu hữu sớm ngày về nhà. Tim của ta mệt mỏi quá, đính kèm, hai bức ảnh tự sướng của Vân Vũ đạo trưởng, nhưng mà, chỉ có lác đác vài người like, bạn bè cũng chả có mấy người. Dù sao thì đây cũng không phải ảnh tự sướng của em gái xinh đẹp nên cũng chẳng mấy người xem. Điều này làm Vân Vũ đạo trưởng có chút nhớ thương đến phần mềm chắc mình dùng lúc bị chèn ép. Lúc đó, bất luận hắn có đăng status như thế nào thì ngay lập tức cũng có mấy trăm người vào like, comment. Cái cảm giác được nhiều người ủng hộ làm Vân Vũ đạo trưởng vô cùng yêu thích. Đáng tiếc, không thể dùng lại phần mềm chắc đó nữa rồi. Vân Vũ đạo trưởng cảm thán, hắn đã phát hiện ra vấn đề của cái phần mềm chắc đó. Rất có thể trong đó có nick nhỏ của Hoàng Sơn chân quân, không, là âm mưu. Vì thế, Vân Vũ đạo trưởng mới quyết đoán thay đổi phần mềm chat của mình. Nhưng trong cái phần mềm chat mới này, số lượng bạn bè của hắn không tăng lên được, số người vào like và comment ít vô cùng. Điều này khiến Vân Vũ đạo trưởng cảm thấy bản thân như đang dùng máy tính không nối mạng ấy. Cả gia đình Joseph đi tới trước cửa nhà Tống Thư Hàng rồi bấm chuông cửa. Nghe được tiếng chuông cửa, mẹ Tống bèn đến mở cửa. Sau đó bà nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang đứng trước cửa nhà mình cười một cách ngốc nghếch. Bên cạnh ông là một người phụ nữ hoa hạ có nụ cười xinh đẹp. Đằng sau ông còn có một thiếu nữ con lai tóc vàng. Mẹ Tống hỏi, xin chào, các vị tìm ai vậy? Xin chào, xin hỏi, đây có phải là Tống Thư Hàng sư phò, người đàn ông nước ngoài kia nói. Nhưng ông mới nói được một nửa thì cô gái con lai đằng sau ông đã vội vàng cướp lời. Chào bác gái, xin hỏi đây là nhà của bạn Tống Thư Hàng ạ? Mẹ Tống chớp chớp mắt, à, đúng thế, nhà chúng cháu mới chuyển đến gần đây, nghe nói nhà bạn Tống Thư Hàng cũng ở đây nên liền đến thăm. Cô gái con lai kia trả lời rất lễ phép, người đàn ông nước ngoài kia cũng đồng thời giơ tay ra đưa cho bà một hộp quà lớn, chỉ là chút tấm lòng thôi. Người đàn ông người nước ngoài này nói tiếng Trung rất lưu loát, mẹ Tống lại chớp mắt lần nữa, lại là bạn của thằng nhóc Tống Thư Hàng sao? Sau đó, bà nở một nụ cười sáng lạng. Mời ba vị khách vào trong nhà, mời vào, chỉ cần đến chơi là quý hóa lắm rồi, không cần phải quà cáp gì đâu, thật đúng là, người nào cũng khách sáo như thế. Sau khi vào nhà, Joseph vội hỏi, Thư Hàng sư phò, ông còn chưa kịp nói xong thì con gái kỹ song tuyết của ông đã cướp lời, bác ơi, bạn Tống Thư Hàng có nhà không ạ? Mẹ Tống cảm thấy hai cha con nhà này rất thú vị, bà đáp, mấy ngày trước, Thư Hàng đi du lịch với người ta rồi, nói là phải một tháng nữa mới về. Các vị tìm nó có việc gì không? Tôi có thể gọi điện liên lạc với nó. Cũng không biết ở đây gọi cho Tống Thư Hàng thì hắn có nhận được hay không nữa. Nếu giả sử có thể gọi được thì không biết phí điện thoại phải tính thế nào đây? Không có việc gì đâu, bác không cần phải gọi điện thoại đâu ạ. Kỷ Song Tuyết đang nghe truyện trên TV Audio CV mỉm cười, một tháng sau mới quay về, quả là tuyệt. Lúc đó vừa hay đã khai giảng rồi, đúng là một tin tốt. Joseph lộ ra vẻ thất vọng, nhưng Joseph không thất vọng quá lâu. Vì ông nghĩ đến một chuyện, sư phụ Tống Thư Hàng của ông đã từng nói, thần công tuyệt thế đó là tuyệt học gia truyền. Nếu như là tuyệt học gia truyền thì giữa ba Tống và mẹ Tống, chắc chắn có một người là cao nhân tuyệt thế. Theo như quy tắc, công phu gia truyền không truyền cho người ngoài của Hoa Hạ thì rất có thể cha của sư phụ Tống Thư Hàng chính là vị cao nhân kia. Có lẽ, ông có thể lãnh giáo thần công với ba Tống. Dù nói thế nào thì hiện giờ ông cũng là đệ tử dự bị của sư phụ Tống Thư Hàng mà. Nghĩ tới đây, linh hồn, công phu Trung Quốc, trong lòng Joseph lại cháy hừng hực. Nếu như không phải bây giờ trong phòng khách còn có một vị khách lạ mặt là Vân Vũ đạo trưởng thì nói không chừng ông đã xông đến trước mặt của ba Tống rồi đánh một bộ tuyệt học võ lâm để ba Tống chỉ giáo đôi. Điều rồi, trong lúc cả nhà Joseph đến làm khách, ở cách nhà Tống Thư Hàng không xa, có hai bóng người đang lén lén lút lút đến gần nhà Tống Thư Hàng. Phía trước chính là nhà của cái tên Thư Sơn Áp Lực Đại kia sao? Một tên mặc áo bào đen nói nhỏ. Đây là tình báo sư huynh công tử Hải đích thân cung cấp cho ta, sẽ không sai đâu. Tên mặc áo bào đen còn lại trả lời,
đồng thời trong mắt hắn cũng lộ ra ánh sáng hưng phấn. Nếu như chúng ta có thể bắt được người nhà của cái tên Thư Sơn Áp Lực Đại kia làm con tin thì có thể đổi lấy các phong chủ của Vô Cực Ma Tông chúng ta từ tay tên Thư Sơn Áp Lực Đại và Thất Tu Tôn Giả đó về. Đây là một công lớn đấy. Nói không chừng còn có thể đổi cả cái Vệ Hồn Yêu Hồ kia nữa ấy chứ. Hai mắt của tên áo bào đen số 1 sáng lên. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể lấy được phần thưởng lớn của tông môn. Nói không chừng đây còn là cơ hội cho chúng ta tấn thăng lên Kim Đan Linh Hoàng ngũ phẩm nữa cũng nên. Tên áo bào đen số 2 nói với vẻ vô cùng kích động. Hai tên mặc áo bào đen này chính là hai đệ tử Vô Cực Ma Tông mà Tống Thư Hàn gặp phải khi vừa lên vũ trụ. Lúc ấy, bọn chúng muốn bắt Tống Thư Hàn để đến chỗ sư huynh công tử Hải tranh công, nhưng không ngờ lại gặp phải đội tu sĩ đòi lương. Kết quả là cả người chúng bị cướp sạch sẽ. Tên áo bào đen số 1 và áo bào đen số 2 tiếp tục quan sát tình hình trong nhà Tống Thư Hàn. Một đôi vợ chồng trung niên, chắc là cha mẹ của Thư Sơn Áp Lực Đại rồi. Còn có một đôi vợ chồng người nước ngoài và một cô con gái, chắc là khách hoặc là thân thích. Nếu như họ đã ở đây thì bọn chúng tiện tay bắt hết một lượt luôn. Nói không chừng còn có thể đổi thêm chút linh thạch nữa chứ. Còn có một người đàn ông bình thường, hình như cũng là khách. Vân Vũ đạo trưởng là một tu sĩ kim đan linh hoàng không ăn đan dược, mà chỉ dựa vào tu vi tích lũy ngày này qua ngày khác của bản thân, dám tấn thăng dưới ngũ chỉ sơn phong ấn pháp, cơ sở của hắn vững chắc đến mức đáng sợ. Vì thế, nếu như Vân Vũ đạo trưởng che giấu khí tức của mình thì hai đệ tử của Vô Cực Ma Tông này căn bản không thể phát giác được tu vi của hắn, chỉ coi hắn như một người bình thường mà thôi. Hai tên đệ tử của Vô Cực Ma Tông từ từ đến gần nhà Tống Thư Hàn. Cùng lúc hai tên này đến gần nhà Tống Thư Hàn thì bóng người đang ẩn nấp dưới một gốc cây đại thụ gần nhà Tống Thư Hàn lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn. Phát hiện hai kẻ khả nghi đang đến gần nhà của Bá Đao đạo hữu, xác định là đệ tử của Vô Cực Ma Tông, thực lực tiên thiên tứ phẩm, xin phép được bắt chúng lại. Báo cáo hết, người nhận tin nhắn là Tô Thị A Thất. Tin nhắn trả lời của Tô Thị A Thất nhanh chóng được gửi tới, đồng ý cho bắt. Tiểu đội năm xuất phát, không được để lại bất cứ dấu vết gì. Tô Thị A Thất rất vui. Kể từ lần trước Tống Thư Hàn lấy được huyết thần toản từ tay công tử Hải, khiến cho kế hoạch của công tử Hải không hoàn thành được thì Tô Thị A Thất dám chắc rằng công tử Hải sẽ có hành động đối phó với Tống Thư Hàn. Vì thế, hắn ra một nhiệm vụ dài hạn ở phân bộ tại thành phố Văn Châu của Thiên Hà Tô Thị, theo dõi nhà của Thư Hàn tiểu hữu. Nếu như có thể bắt sống người của Vô Cực Ma Tông thì có thể đến chỗ hắn lĩnh thưởng. Vốn dĩ Tô Thị A Thất cảm thấy, với sự lợi hại của công tử Hải thì nhiệm vụ này ít nhất phải mất vài năm mới có thu hoạch. Nhưng không ngờ, hắn mới chỉ treo nhiệm vụ một tháng mà đã có thu hoạch rồi. Khu Giang Nam, tại nhà Cao Mổ Mổ. Hôm nay Cao Mổ Mổ cảm thấy có chút không yên lòng, trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát, cảm lạnh rồi ư. Cao Mổ Mổ thầm nói, tại nhà Tống Thư Hàn, trong phòng khách. Vân Vũ đạo trưởng đang uống trà nói chuyện với ba Tống thì đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, khí tức của hai tên tu sĩ tứ phẩm ư. Bọn chúng tới gần đây làm quái gì nhỉ? Vân Vũ đạo trưởng thầm nhíu mày lại, chẳng lẽ bọn chúng tới đây vì Ngộ Đạo Thạch tư? Tống Thư Hàn tiểu hữu cũng hiểu rõ sự trân quý của Ngộ Đạo Thạch, hơn nữa còn có mấy vị tiền bối cường đại ở bên chỉ điểm, hắn sẽ không ngốc đến nỗi để người khác biết đến sự tồn tại của Ngộ Đạo Thạch chứ. Nếu như không phải là vì Ngộ Đạo Thạch thì hai tên tu sĩ tiên thiên tứ phẩm này lén lút đến gần đây để làm gì? Tốt nhất là bọn chúng không tới vì Ngộ Đạo Thạch, nếu không thì cái con khỉ ấy, Ngộ Đạo Thạch cũng đâu có ở đây đâu. Đúng vào lúc này, tình hình bên ngoài có thay đổi. Trong lúc tên áo bào đen số 1 và tên áo bào đen số 2 tiếp cận nhà Tống Thư Hàn thì tên áo đen số 1 cảm thấy trước mắt tối đen, bổ nhào một cái, ngã lăn ra đất, bị kẻ khác đánh trộm rồi ư. Tên áo đen số 2 lập tức nâng cao 12 phần đề phòng, tu sĩ đạt cảnh giới tứ phẩm bình thường nếu không thất thần thì tuyệt đối không thể bị té ngã như thế, chắc chắn có người đánh lén. Trước khi tới đây, sư huynh công tử Hải đã nhắc đi nhắc lại với bọn chúng rằng, lúc tiếp cận nhà của tu sĩ Thư Sơn Áp Lực Đại đó, nhất định phải vạn phần cẩn thận, bởi vì nói không chừng sẽ có tu sĩ cường đại ở đó. Trên cả đoạn đường này áo đen số 1 và áo đen số 2 đều cẩn thận từng ly từng tí, nhưng không ngờ tới. Bọn chúng vẫn trúng bẫy của người khác. Lúc này, tên áo bào số 2 cảm thấy toàn thân sởn tóc gáy, cái tên ẩn nấp trong chỗ tối kia rất hiểu bọn chúng, hay nói cách khác là hiểu rõ Vô Cực Ma Tông bọn chúng. Hiểu được thói quen hành động của chúng, hiểu đặc điểm tấn công và nhược điểm của chúng,
thậm chí còn biết cách tấn công thế nào để tạo thành một chiêu tất sát với chúng nữa. Loại cảm giác này, quả thật là cảm giác thiên địch. Tên áo đen số 2 giữ cảnh giác, đồng thời cẩn thận đến gần tên số 1, hắn muốn thử xem liệu có thể đánh thức được đồng bọn của mình hay không. Trong lúc tên số 2 đang cẩn thận di chuyển thì một miếng kim loại vàng ống xuất hiện tại góc chết mà hắn không cảm nhận được, đập thẳng vào gáy hắn. Tên số 2 bị đập ngất đi. Sau đó, có 5 thành viên của Thiên Hà Tô Thị xuất hiện. Một người trong số đó cầm một mũi tên lông tơ, người đánh ngất tên áo đen số 1 chính là hắn. Một người khác vẫy tay một cái, gọi thỏi vàng về. Hai vị tu sĩ này, không phải là thành viên của tiểu đội 5 mà Tô Thị A Thất phái tới. Họ chính là đội săn thú do Thiên Hà Tô Thị đặc biệt bồi dưỡng ra. Họ chuyên phụ trách truy tung, sáng mắt những kẻ thù của Thiên Hà Tô Thị. Đối với công pháp cơ sở của Vô Cực Ma Tông, có thể nói hai thành viên của đội săn bắt này rõ như lòng bàn tay. Đích thực có thể xưng là thiên địch của những đệ tử Vô Cực Ma Tông bình thường. Bọn họ cũng không phải cố ý đến đây thực hiện nhiệm vụ truy bắt, những nhiệm vụ nhỏ thế này không cần bọn họ phải đích thân ra tay. Bọn họ xuất hiện tại đây hoàn toàn chỉ là vì trùng hợp thôi. Hôm qua bọn họ hoàn thành một nhiệm vụ và đang quay về Thiên Hà Tô Thị, họ đi ngang qua thành phố Văn Châu. Trùng hợp là hai người họ và những thành viên trong tiểu đội 5 là người quen cũ, vì thế họ liền qua đây ôn chuyện với các thành viên của tiểu đội 5. Tiếp đó, biết được tiểu đội 5 phải đi bắt hai tên đệ tử của Vô Cực Ma Tông, họ liền thuận tay giúp đỡ một chút. Bọn họ ra tay giống như người chơi chuyên nghiệp bắt nạt tay mơ vậy. Hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông này gần đây ra ngoài chắc chắn không dẫm vào phân chó, nên không được may mắn. Trong vũ trụ thì gặp phải tiểu đội chuyên đòi nợ, về đến trái đất thì lại gặp ngay tiểu đội săn bắt của Thiên Hà Tô Thị, đúng là mệt tim hết sức. Ba thành viên của tiểu đội 5 mỉm cười, bước lên trói hai tên đệ tử của Vô Cực Ma Tông lại. Nhiệm vụ hoàn thành, đợi lúc thất ca phát giải thưởng xuống thì ta mời ngươi đi uống rượu. Ba thành viên tiểu đội 5 cười ha ha, nói. Nhưng trong lúc bọn họ đang cười nói thì cơ thể của hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông đang bị trói đột nhiên biến thành một làn huyết vụ, lũi ra bốn phương tám hướng. Hai thành viên của đội săn bắt sáng bừng cả mắt, kinh nguyệt độn đại pháp. Ba người của tiểu đội 5 cũng đồng thời kêu lên, huyết độn đại pháp. Huyết độn đại pháp mà lại gọi là kinh nguyệt độn đại pháp, cách so sánh này quả thực rất sinh động quá. Huyết độn đại pháp này rất nổi tiếng, người thi triển thuật pháp có thể hóa thành huyết vụ phân tán tháo chạy. Cuối cùng tập hợp lại một chỗ, lại hội tụ thành một cơ thể sống như ban đầu. Cho dù trên đường chạy trốn, huyết vụ có bị hủy diệt thì cùng lắm cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, bồi dưỡng mấy ngày là lại hồi phục. Nếu như may mắn, một số vật quý giá trên người cũng sẽ được giấu trong huyết vụ, được huyết độn đại pháp mang đi. Thậm chí, khi đã tu luyện huyết độn đại pháp tới cảnh giới cao nhất rồi thì chỉ cần một làn huyết vụ có thể chạy thoát được thì cũng có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu. Vết thương trên người cùng lắm chỉ cần tĩnh dưỡng vài năm là có thể bình phục. Cũng chính vì lẽ đó nên huyết độn đại pháp mới dám xưng là độn pháp có thể giúp thoát được một mạng từ trong tay chân quân. Có phải nghe qua thì pháp thuật này rất đỉnh đúng không? Đúng thế, pháp thuật này rất lợi hại, hai thành viên của đội săn bắt cũng không có cách nào để ngăn nó lại. Huyết độn đại pháp được thi triển cũng đồng nghĩa với mạng quèn của tên áo đen số 1 và áo đen số 2 đã được bảo toàn rồi. Nhưng cho dù không cản được huyết độn đại pháp, các thành viên của đội săn bắt vẫn lấy được một số lợi ích từ nó. Chỉ thấy hai thành viên đội săn bắt vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy đám huyết vụ đó, sau đó bỏ chúng vào trong những chiếc chai, chiếc bình đặc biệt. Bị mất đi một ít huyết vụ cũng không ngăn được hai tên mặc áo bào đen đó bỏ chạy. Nhưng chỉ cần những huyết vụ khác của hai tên này bay về hóa thành hình người thì những huyết vụ bị phong ấn này sẽ hóa thành nguyên hình. Một phần trong đó sẽ biến thành bảo vật mà tên áo bào đen số 1 và số 2 mang theo bên người. Nhưng phần nhiều trong đó sẽ hóa thành những khối tinh thể màu máu có năng lượng tinh khiết, những tinh thể có màu máu này không thể hấp thu trực tiếp như linh thạch được nhưng lại có thể thay thế cho linh, thạch để lắp vào con rối hay trận pháp. Ngoài ra, có một phần huyết vụ có khả năng sẽ hóa thành một loại máu màu bạc. Máu màu bạc này chính là tinh thần lực của tên áo bào số 1 và số 2 ngưng tụ lại, trong đó có chứa một phần ký ức của hai tên này. Đối với các thành viên của Thiên Hà Tô Thị, mục đích bắt hai tên này chính là tra hỏi bọn chúng. Moi ra tin tình báo liên quan đến Vô Cực Ma Tông. Nếu như có thể lấy được ngân huyết từ đám huyết vụ này thì nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành rồi. Huyết vụ tản ra và biến mất nhanh chóng. Nhưng hai thành viên của Thiên Hà Tô Thị vẫn bắt được một lượng lớn huyết vụ. Lúc này, Vô Cực Ma Tông, dưới cửu nhãn già ma đường, trên đỉnh núi Ma Hầu Phong thứ 69, mây mù vần quanh vách đá, con rối của công tử Hải từ từ đứng lên,
trước người công tử Hải có hai lá phù văn. Lúc này, hai lá phù văn đột nhiên bốc cháy trong không trung, huyết độn đại pháp trên người hai vị sư đệ bị kích hoạt rồi, cơ thể con rối của công tử Hải đung đưa theo gió, nó lên tiếng, phù văn huyết độn đại pháp trên người hai đệ tử Vô Cực Ma Tông là do công tử Hải thầm tặng cho chúng, dù sao thì trong nhà cái tên Thư Sơn áp lực đại kia rất có thể có cao thủ. Công tử Hải cũng không thể để hai đệ tử cấp 4 chịu chết vô ích được, phân hồn của An Tri Ma Quân xuất hiện, đáp, điều này cho thấy, gần nhà cái tên Thư Sơn áp lực đại kia có người ẩn nấp bảo vệ, chuyện này cũng nằm trong dự liệu, công tử Hải gật đầu nói, hai vị sư đệ mặc áo bào đen kia bị hắn coi như con cờ dò đường. Lúc này, một cây trúc màu tím chui ra từ bên người con rối của công tử Hải, cây trúc màu tím này chính là hóa thân của chính năng Tiên Nông Tông, ta nhận được tin tức. Sau khi cuộc thi máy kéo tay cầm lần trước kết thúc thì huyết thần toản trên người Thư Sơn áp lực đại đã được giao dịch với một tu sĩ tên là Phủ Chủ Thất Sinh Phù. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, thậm chí Phủ Chủ Thất Sinh Phù còn cố ý lan truyền việc này cho Tống Thư Hàn, chính là chủ động ôm việc này vào người, muốn lấy được huyết thần toản, có bản lĩnh thì đến tìm ta đây này, Phủ Chủ Thất Sinh Phù. Tu vi thế nào? An Tri Ma Quân hỏi, cây trúc màu tím trả lời. Tu vi tứ phẩm đỉnh phong, có khả năng sắp trùng kích lên cảnh giới ngũ phẩm, chỉ có cảnh giới tứ phẩm thôi sao? Vậy chúng ta phái người đi, cướp lại huyết thần toản từ trong tay hắn thôi. Tuy rằng chúng ta đã có huyết hải ngọc rồi nhưng nếu có thêm một phần huyết thần toản, thì khi luyện kim đan, số lượng long văn sẽ càng ổn định hơn. An Tri Ma Quân nói, lúc này, con rối công tử Hải lại lắc đầu. Nếu như Phủ Chủ Thất Sinh Phù mà ngươi nói là một đại sư luyện phù thì chúng ta không có cách nào ra tay với hắn, tại sao chứ? An Tri Ma Quân hỏi với vẻ hiếu kỳ, dù cho ta có dám đi chọc vào Thiên Hà Tô Thị thì cũng không muốn động chạm với thế lực đằng sau Phủ Chủ Thất Sinh Phù. Ta thích khiêu chiến kích thích trong làng ranh sinh tử nhưng ta sẽ không làm những chuyện mà chắc chắn 100% là sẽ chết. Con rối công tử Hải cười ha ha, nói, cái thế lực sau lưng Phủ Chủ Thất Sinh Phù kia, không nhiều người biết, nhưng những người biết nó tồn tại đều không muốn trở thành kẻ địch của nó. An Tri Ma Quân thấy trong lòng rất khó chịu, hắn nói, vậy thì huyết thần toản của chúng ta nên làm thế nào đây? Tạm thời, cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này xuống. Nếu như huyết thần toản đã không có trên người Thư Sơn áp lực đại thì chúng ta cũng có thể giảm theo dõi hắn một chút. Công tử Hải nói, ân oán với Tống Thư Hàn chỉ có thể đợi bọn hắn tấn thăng lên ngũ phẩm thành công, củng cố cảnh giới rồi lại nói tiếp. Chuyện này sẽ không kết thúc thế này đâu, được rồi, cũng chỉ đành như thế thôi. Chính năng thở dài một hơi, sau đó, hắn bắt đầu dùng truyền âm nhập mật để nói chuyện, đúng rồi, đường chủ đã lấy được tuyến đường đi giải cứu 8 vị phong chủ chưa, theo như kế hoạch của bọn hắn, tốt nhất là để lại một nửa trong số 8 vị phong chủ, như vậy thì bọn hắn mới có thể thay thế họ, chiếm cứ những ngọn núi hiện có, trong thời gian ngắn nhất nâng cao địa vị của bản thân trong Vô Cực Ma Tông. Công tử Hải mỉm cười, cũng truyền âm, đã lấy được rồi, đây cũng chẳng phải là tình báo cơ mật gì. An Tri Ma Quân truyền âm với bọn họ, chuyện bên này của ta cũng xong rồi, một phân thân của ta đã tìm ra tung tích của di tộc cổ vu Kelic. Chữ Kelic ở đây không phải là một cái tên tiếng Anh mà là một âm đọc, hay nói cách khác là một âm hiệu. Ở địa vực Hoa Hạ, cổ vu là những người tu luyện thượng cổ đã hành tẩu khắp Hoa Hạ vào lúc mà tu chân giả vẫn chưa xuất hiện. Hệ tu luyện của bọn họ có khác biệt rất lớn với tu sĩ, nhưng lúc tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì cũng có thể đảo ngược sông ngòi biển cả, hái sao cách không. Chỉ có điều không biết từ lúc nào, truyền thừa của cổ vu dần dần biến mất, thay thế nó là truyền thừa tu chân giả. Cổ vu dần dần biến mất không có nghĩa là họ đã bị diệt sạch, chỉ là ngày càng khó có thể nhìn thấy họ mà thôi. Âm hiệu chính là thứ chỉ riêng cổ vu mới có, tên thật của những cổ vu đó trước giờ không tùy tiện nói với người khác. Tên của bọn họ có chứa các loại năng lượng kỳ diệu, vì thế, cổ vu sẽ lấy một âm hiệu phát âm đặc biệt để thay thế cho tên thật của mình. Điểm này có chút tương tự với đạo hiệu của tu sĩ. Chỉ có điều, âm hiệu của cổ vu là để che giấu tên thật của mình, còn đạo hiệu của tu sĩ thì lại như cái tên thứ hai của họ vậy, thậm chí còn liên kết với vận mệnh của tu sĩ đó. Elip mà An Tri Ma Quân nói là âm hiệu của một cổ vu, cô ấy là một người của di tộc cổ vu. Cảnh giới tu vi của cô ấy không thể dùng cảnh giới của tu sĩ để đo lường được, nhưng lực chiến đấu của cô ấy có thể so với cấp bậc chân quân. Thậm chí, khi các thủ đoạn như vu trùng, vu độc, vu thuật của cô ấy được sử dụng cùng lúc thì còn mạnh hơn tu sĩ cấp bậc chân quân nhiều.
ba người bọn công tử Hải phải đi tìm vu nữ Elip này vì trong kế hoạch sắp tới của bọn chúng cần lợi dụng sức mạnh của cô ấy. Cổ vu Elip này và thất tu tôn giả là bạn thân, thất tu tôn giả đã nhiều lần cứu cô ấy thoát khỏi nguy cơ sinh tử, cô gái cổ vu kia luôn tìm cơ hội để báo đáp cho thất tu tôn giả. Ba người bọn công tử Hải muốn để vài vị phong chủ ở lại chỗ thất tu tôn giả tiếp tục đào khoáng, mượn sức mạnh của cổ vu nữ Elip này là một lựa chọn rất tốt. Công tử Hải dự định lúc đường chủ của cửu nhãn thiên ma đường đưa người đi cứu tám vị phong chủ thì hắn sẽ dụ cổ vu nữ này ra, chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ là có thể khiến cho đường chủ chỉ cứu về được 3 đến 4 vị phong chủ. Những phong chủ khác thì tiếp tục ở lại chỗ thất tu tôn giả đào khoáng đi, nhưng cái vị di tộc cổ vu này không dễ dàng bị lợi dụng thế đâu, có lẽ là do phương pháp tu luyện cổ vu nên những cổ vu này đều có thần kinh khác người, lối tư duy thường xuyên lệch pha với người bình thường. Đối với một người tính toán không bỏ sót thứ gì, luôn thích mọi thứ phải nằm trong kế hoạch như công tử Hải thì phiền phức nhất chính là mấy người có lối tư duy khác người thế này. Ai cũng không biết được một giây sau những người này sẽ làm ra chuyện gì, bởi vì đến chính bản thân họ cũng không biết một giây sau mình sẽ làm gì. Hy vọng kế hoạch thuận lợi. Công tử Hải thở dài một hơi, đồng thời, con rối của hắn nắm một pháp quyết. Tại thành phố Văn Châu xa xôi, trên đường Bạch Kình, nhà của Tống Thư Hàn có hai tên đệ tử vô cực ma tông mặc áo bào đen dùng huyết độn đại pháp để bỏ chạy, có một vài sợi huyết vụ bám trên lá cây ở xung quanh, không bị đệ tử của Thiên Hà Tô Thị phát hiện ra. Sau khi công tử Hải nắm lấy pháp ấn, những sợi huyết vụ này liền biến thành những con nhện kim loại to bằng cái cúc áo. Đệ tử của Thiên Hà Tô Thị ở xung quanh đã rời khỏi. Con nhện kim loại này bắt đầu bò nhanh về hướng nhà của Tống Thư Hàn. Đây là thứ mà công tử Hải đã thầm giấu trong phù văn huyết độn đại pháp của hai tên đệ tử áo đen kia. Theo kế hoạch thì con nhện kim loại này sẽ âm thầm ở lai nhà Tống Thư Hàn. Con nhện kim loại này là kế hoạch dự phòng của công tử Hải. Nếu như kế hoạch dẫn dụ cô gái cổ vu kia thất bại thì hắn có thể khởi động con nhện này, thực thi kế hoạch B. Lợi dụng quan hệ giữa Tống Thư Hàn và thất tu tôn giả để đạt được mục đích của mình. Nhưng mà, tốt nhất là có thể không dùng đến kế hoạch dự bị này. Thất tu tôn giả rất phiền phức đấy, nói đúng hơn thì, chỉ cần là tôn giả thì đều là bọn phiền phức cả. Chỉ cần không cẩn thận một cái là thân tử đạo tiêu luôn và ngay. Con nhện kim loại lặng lẽ bò vào trong nhà Tống Thư Hàn, mọi thứ đều bình thường, không gặp phải kết giới phòng ngự gì cả, cũng không bị người khác phát hiện ra. Công tử Hải thầm thở vào nhẹ nhõm, hắn điều khiến con nhện bò lên trên đèo treo trên trần nhà, trốn vào trong đèn. Sau khi làm xong mọi việc, công tử Hải ra lệnh ẩn nấp cho con nhện kim loại, đồng thời tạm thời cắt đứt liên lạc, để tránh bị tu sĩ cao nhân ở trong nhà Thư Sơn áp lực đại phát hiện ra. Làm xong hai tầng bảo hiểm, tiếc là thời gian không đủ, nếu không thì với tính cách của công tử Hải, chắc chắn sẽ vạch ra từ ba kế hoạch dự phòng trở lên. Chính vào lúc công tử Hải cắt đứt liên lạc với con nhện kim loại thì người vẫn luôn cúi đầu uống trà là Vân Vũ đạo trưởng hơi ngẩng đầu lên. Quét mắt nhìn qua vị trí chiếc đèn treo mà con nhện đang ẩn núp một cái. Đạo trưởng chỉ liếc qua thôi, thậm chí ánh mắt còn không dừng lại trên chiếc đèn lâu thêm chút nào. Sau đó, Vân Vũ đạo trưởng tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm với ba Tống. Joseph ngồi bên cạnh cũng hòa nhập vào chủ đề câu chuyện một cách nhanh chóng. Nhưng lúc nói chuyện, tinh thần lực của Vân Vũ đạo trưởng vẫn luôn theo dõi con nhện kim loại kia. Là đồ nhìn trộm sao? Cái tên thả con nhện đó vào đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Suy nghĩ trong chốc lát, Vân Vũ đạo trưởng quyết định tạm thời không phá hủy con nhện kim loại đó để tránh đánh rắn động cỏ. Hắn nhất định phải làm rõ xem có phải tên kia đến vì ngộ đạo thạch hay không, nhưng mà, vẫn phải làm một số phòng ngự cần thiết. Vì hắn cũng không thể ở lại nhà Tống Thư Hàn mãi được, hắn còn phải tu luyện, còn phải giải trí nữa chứ. Thế nên, sau khi nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ thì Vân Vũ đạo trưởng đứng lên chào tạm biệt ba Tống. Lúc rời khỏi căn phòng, tay phải của Vân Vũ đạo trưởng cử động nhẹ một cái, linh lực hóa thành sợi mỏng, không diệu thủ được thi triển. Ngay lập tức, tám cái chân của con nhện kia đều bị Vân Vũ đạo trưởng cắt đứt, chỉ còn sót lại một cái người không trơ trọi mà thôi. Sau khi làm xong mọi thứ, Vân Vũ đạo trưởng mới hài lòng rời khỏi đây. Sau khi Vân Vũ đạo trưởng đứng dậy tạm biệt, trong lòng Joseph bắt đầu thấy kích động. Ông đang chuẩn bị đứng dậy, biểu diễn một đoạn, thời đại đang kêu gọi, nhờ ba Tống chỉ điểm cho ông. Nhưng đúng lúc này, vợ và con gái Kỷ Song Tuyết của Joseph từ một phòng khác đi ra. Honey, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi. Bà Joseph cười nói, Kỷ Song Tuyết cũng nói, Daddy, người của công ty chuyển nhà tới rồi,
chúng ta còn có rất nhiều đồ đạc cần chuyển vào nhà mới đấy. Vì thế, Joseph cũng chỉ đành lưu luyến chào tạm biệt ba Tống. Nhưng mà không sao cả, nếu như đã trở thành hàng xóm rồi thì ông còn nhiều thời gian để đến nhà Tống thư hàng. Một ngày nào đó ta cũng có thể giống như sư phụ, một quyền tạo ra tiếng động vang như tiếng nổ, trở thành một cao thủ võ lâm. Joseph nghĩ thầm trong lòng, giấc mộng công phu hoa hạ, mộng tưởng trở thành cao thủ võ lâm từ nhỏ tới lớn của ông cuối cùng cũng được thực hiện rồi. A Chai Nít Cung Phu tuyệt vời nhất, khu Giang Nam, tại nhà Cao Mổ Mổ. Hôm nay Cao Mổ Mổ cảm thấy cả người không thoải mái, hắn ngồi trước máy tính để bàn đánh chữ, rồi lại ôm lấy laptop ngồi dưới sàn nhà đánh chữ, lại nằm bò trên giường dùng iPad để đánh chữ. Hắn đổi mấy tư thế liền mà vẫn cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng trong đầu hắn đã có đủ các tình tiết rồi nhưng lúc bắt đầu viết ra hắn lại cứ cảm thấy ngón tay cương cứng, cả người khó chịu. Chẳng lẽ chứng ung thư lười của mình lại phát tác sao? Cao Mổ Mổ lẩm bẩm, mỗi tháng đều có một hai ngày như thế, trong những ngày này hắn sẽ không muốn đánh chữ, không muốn ấp chương mới, cũng may là hắn còn có bản thảo để dành, mỗi khi không muốn viết thì có thể chống đỡ bằng bản thảo viết sẵn, nếu không mỗi tháng đều có mấy ngày không ấp chuyện, độc giả nhất định sẽ nghi ngờ giới tính của hắn mất, nếu như bệnh ung thư lười lại tái phát thì thôi không viết nữa vậy. Cao Mổ Mổ nói, hắn dứt khoát đóng guốc lại, sau đó mở phần mềm chat ra, đăng lên tài khoản cá nhân của mình và tài khoản chuyên dùng của tác giả. Trên nick cá nhân của hắn, Lý Dương Đức và Thổ Ba trả lời hắn vu vơ vài câu, nghỉ hè chả có chuyện gì mới mẻ cả, vì thế hắn lại cãi nhau với bọn Thổ Ba mấy câu. Sau đó hắn kéo khung chat với Tống Thư Hàng lên. Hôm qua, trong lúc rảnh rỗi nhàm chán, hắn đã gửi một tin nhắn có Tống Thư Hàng, tin nhắn của hắn chỉ có hai chữ, online không, mà mãi cho đến sáng nay, Tống Thư Hàng mới trả lời hắn một chữ, có. Cao Mổ Mổ gõ tin nhắn trả lời, bây giờ còn online không, đang chơi ở đâu thế? Tống Thư Hàng nhanh chóng nhắn lại, nói ra thì sẽ dọa chết mày, giờ tao đang bay lơ lửng trong vũ trụ, xung quanh chỉ có thiên thạch thôi, chán như con gián. Bây giờ Tống Thư Hàng vô cùng rảnh rỗi, đang bay không mục đích trong vũ trụ. Cao Mổ Mổ cười nói, mày tưởng mình là phi hành gia à, lại còn bước đi trong vũ trụ với cả thiên thạch nữa chứ, ha ha ha. Nói thật đi, có phải là đang hẹn hò với em nào xinh xinh đúng không? Mày không tin thì thôi, lời tao nói toàn là thật cả. Gần đây mày làm gì thế? Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng, đợi một ngày nào đó thần công của tao đại thành thì nhất định sẽ đưa thằng ranh mày lên vũ trụ xoay vài vòng, dọa chết mày luôn cho coi. Tao đang chuẩn bị tiếp tục đi hưởng tuần trăng mật với Nha Y, lần này tao sẽ không để mày tiếp tục quấy rầy tuần trăng mật của tao với Nha Y đâu, ha 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 ha. Vì thế nên trong mười mấy ngày tới, dù chúng mày có việc hay không thì cũng đừng tìm tao, cho dù trái đất có tận thế thì tao cũng sẽ trải qua cùng Nha Y, Cao Mổ Mổ nói với vẻ vô cùng đắc ý. Trong lúc nói chuyện thì Cao Mổ Mổ thấy biểu tượng của phần mềm chat nằm ở góc bên phải phía dưới của màn hình nhấp nháy. Hình như đấy là avatar của một em gái mới kết bạn hôm qua, hình như tên là Ngư Kiều Kiều thì phải. Tống Thư Hàng nhắn lại, cái tên hay khoe mẽ gợi đòn như mày, rồi sẽ có một ngày tao trói mày lại rồi cho lửa thiêu, ha ha ha, tao cứ thích nhìn cái dáng vẻ ghen tị vì tao vừa đẹp trai lại vừa có bạn gái của chúng mày đấy. Cao Mổ Mổ đắc ý, người đẹp trai chính là có sức hấp dẫn, nếu không thì sao hôm qua lại có một cô em lạ ác nít chát của tao chứ. Hâm mộ không, Tống Thư Hàng, Cao Mổ Mổ, đáng tiếc quá, anh đây là người đàn ông đã có bạn gái rồi, Egypt, có muốn anh đây nhìn giúp các chú xem cô em này có xinh hay không hơn? Nếu như xinh thì anh đây sẽ giới thiệu cho các chú, thấy thế nào? Nick chat của em này cũng hay lắm đấy, Ngư Kiều Kiều, vừa nghe đã biết là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu rồi. Động lòng không? Trên vũ trụ xa xôi, Tống Thư Hàng tiểu hữu nhìn thấy tin nhắn này của bạn thân Cao Mổ Mổ liền lập tức phun ra, phục, Ngư Kiều Kiều, có cần trùng hợp thế không? Không phải là trùng tên chứ? Dù gì thì cái tên Kiều Kiều có cảm giác như một em gái dịu dàng mềm mại. Thế nên có rất nhiều cô gái thích dùng cái tên này để đặt làm nick chăng. Hơn nữa, hình như Cao Mổ Mổ cũng không viết tiểu thuyết đúng không? Nhưng Tống Thư Hàng vẫn không quá yên tâm. Hắn hỏi, đúng rồi Cao Mổ Mổ này, mày có biết tác giả trên mạng không? Cao Mổ Mổ, cái thằng ăn nói dở hơi, tao đương nhiên biết tác giả tiểu thuyết mạng rồi. Tao đây không phải là người ngoài hành tinh, tao cũng thường xuyên xem tiểu thuyết mạng đấy. Tao còn có tới tận mấy tài khoản để đọc truyện, chuyên môn dùng để bỏ phiếu, mua chương cho tác giả mà mình yêu thích. Tống Thư Hàng cười khổ một tiếng rồi lại hỏi, vậy Mổ Mổ, mày có hứng viết tiểu thuyết mạng không? Lúc nhìn thấy tin nhắn này,
Tim Cao Mổ mổ đập bùng bục một cái, cả người hắn cứng đờ. Lúc trước cũng từng nói, sở thích của Cao Mổ mổ là viết tiểu thuyết mạng, nhưng hắn sẽ không gửi truyện mình viết cho người quen đọc. Đối với Cao Mổ mổ, tiểu thuyết mà hắn viết cũng giống như nhật ký của hắn, nếu như để người quen nhìn thấy thì sẽ rất ngại đấy, đặc biệt là khi bút danh của Cao Mổ mổ rất hoang tưởng. Trước kia hắn còn viết rất nhiều tiểu thuyết có phong cách hoang tưởng nghiêm trọng, nếu như để người quen đọc được thì đó chẳng khác nào lịch sử đen tối cả. Tống Thư Hàn hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ nó biết mình trộm viết tiểu thuyết ư? Trong lòng Cao Mổ mổ tràn đầy hoài nghi, không thể nào, mình vẫn luôn che giấu rất tốt mà. Đặc biệt là lúc lén viết tiểu thuyết, mình đều chú ý trốn lên trên giường của mình, tránh khỏi ánh mắt của bạn cùng phòng, không thể nào bị phát hiện được. Sau khi suy nghĩ, Cao Mổ mổ trả lời, không có hứng thú, tại sao mày lại hỏi như thế? Chẳng lẽ Thư Hàn mày muốn viết tiểu thuyết à? Không phải không phải, chỉ là đột nhiên nghĩ ra mà thôi. Tống Thư Hàn nhanh chóng trả lời lại, Cao Mổ mổ không có hứng thú với chuyện viết tiểu thuyết, vậy thì Ngư Kiều Kiều mà hắn thêm bạn bè chắc không phải là Mỹ Ngư Nhân Kiều Kiều cô nương đâu nhỉ? Có lẽ, chỉ là một cô gái trùng hợp có nick cũng là Ngư Kiều Kiều mà thôi. Tống Thư Hàn hơi yên tâm hơn, bởi vì thử nghĩ xem, Ngư Kiều Kiều đột nhiên bắt một tác giả đến để viết truyện, giam hắn trong một căn phòng đen, một ngày bắt hắn viết 20.000 chữ, nếu như không viết được thì không cho ăn cơm, nếu như tác giả này mà là Cao Mổ mổ. Tống Thư Hàn làm sao có thể đối mặt với người bạn thân này của mình chứ? Đặc biệt là khi Ngư Kiều Kiều còn dự định bắt tác giả đó viết kịch bản để quay một bộ phim điện ảnh. Đến lúc đó, với tư cách là người đầu tư kiêm một diễn viên trong phim, Tống Thư Hàn phải đối diện với vị tác giả đó như thế nào đây? Tóm lại là, không phải là Cao Mổ mổ là tốt rồi. Thư Hàn mày luôn hỏi mấy câu kỳ lạ, chắc không phải đọc nhiều sách quá rồi nên biến thành mọc sách đấy chứ. Cao Mổ mổ trêu ghẹo, thôi tao không tán phét với mày nữa. Để tao đi trêu ghẹo cái em, Ngư Kiều Kiều, cô nương này xem sao, tranh thủ bảo cô ấy gửi một tấm ảnh thật xinh đẹp tới. Nếu như cô ấy đẹp thì tao sẽ cho mày nick chat của cô ấy, cho chúng mày một cơ hội để tán gái. Nói xong, không đợi Tống Thư Hàn trả lời, Cao Mổ mổ đã nhanh chóng chuyển đến cửa sổ chat với Ngư Kiều Kiều. Cái vị Ngư Kiều Kiều cô nương này, 3 phút trước gửi một tin nhắn cho hắn, xin hỏi anh có phải là tác giả nải kỵ của bộ sờ không? Me me xấu hổ, Cao Mổ mổ. Đúng thế, chính là tôi, nãi kỵ, tôi vẫn luôn theo dõi truyện của anh. Thật sự rất thú vị. Bút danh của anh cũng rất hay. Ngư Kiều Kiều nói, Cao Mổ mổ, me me cười lớn, Kiều Kiều, tên nick của cô cũng rất hay. Nãi kỵ, anh là người ở khu Giang Nam, Hoa Hạ à? Ngư Kiều Kiều lại hỏi, Cao Mổ mổ, à, đúng thế, trên tài liệu cá nhân của tôi đều viết cả đấy. Kiều Kiều cô nương ở đâu? Ngư Kiều Kiều, tôi ở gần biển Đông, hì hì, gần biển Đông sao? Nói ra cũng thật trùng hợp, cách đây không lâu tôi vừa mới đi du lịch ở biển Đông về. Cao Mổ mổ gõ bàn phím một cách thuần thục, chỉ mới mấy câu ngắn ngủi mà Cao Mổ mổ đã bắt đầu kéo gần quan hệ với Ngư Kiều Kiều. Đương nhiên, Cao Mổ mổ hoàn toàn không có ý định phát triển một chuyện tình qua mạng, dù gì thì hắn cũng là một người đàn ông đã có bạn gái trong đời thường hắn cũng không đi trêu chọc con gái nhà người ta. Tình cảm hắn dành cho Nha Y rất kiên định, điểm này từ lúc ở trên hòn đảo thần bí có thể nhìn ra, để cứu bạn gái của mình, hắn phấn đấu quên mình, cuối cùng hắn bị con chim ưng lớn bắt đi. Tuy rằng, hiện tại Cao Mổ mổ đã bị mất đi đoạn ký ức đó nhưng vẫn không có gì thay đổi cả. Ở ngoài đời không thể đi trêu gái, cho nên, Cao Mổ mổ chỉ có thể trêu gái ở trên mạng. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không dùng tài khoản cá nhân của mình để trêu gái mà chỉ dùng cái tài khoản tác giả kia của mình thôi. Có cái gọi là quen tay hay việc, skill trêu gái trên mạng bất tri bất giác luyện đến trình độ rất cao. Sau khi nói chuyện với Ngư Kiều Kiều một lát, dưới sự phối hợp của Cao Mổ mổ, hai người nhanh chóng chuyện trò vui vẻ. Cuối cùng, Cao Mổ mổ thuận theo tự nhiên, đưa ra yêu cầu gửi một bức ảnh thật xinh đẹp cho tôi xem một chút với Ngư Kiều Kiều. Không thành vấn đề, anh đợi tôi một lát, tôi đi tìm ảnh. Ngư Kiều Kiều trả lời rất sảng khoái. Một bức ảnh đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp nhanh chóng được Ngư Kiều Kiều gửi đi. Địa điểm chụp ảnh là một ao nhỏ bên đình viện xinh đẹp, ánh nắng sáng lạng, có một cô gái tóc đen cuộn sóng ngồi nghiêng bên hồ. Dung mạo của cô tinh xảo như tinh linh, có nét đẹp của con lai, con ngươi màu xanh nhạt, da dẻ trắng như ngọc, nửa người dưới mặc váy dài, gấu váy chìm trong nước hồ. Tay của đại mỹ nhân ấy đang nâng một vật nhỏ,
nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ trên tay cô ấy là vật gì. Tấm ảnh này thực sự là ảnh chụp của Ngư Kiều Kiều, chỉ có điều, đại mỹ nhân trên bức ảnh là mẹ của Ngư Kiều Kiều. Mẹ của cô ấy là nhân ngư hóa hình ngũ phẩm, vô cùng xinh đẹp. Còn về Ngư Kiều Kiều, vật thể căn bản không thể nhìn rõ mà mẹ cô ấy đang cầm, chính là cô ấy. Lúc Cao Mổ Mổ nhìn thấy bức ảnh này thì ngơ luôn rồi. Cô gái này quả thật đẹp quá trời luôn, ảnh nghệ thuật à? Hay là ảnh đã được Photoshop? Cao Mổ Mổ nhanh chóng phục chế lại bức ảnh rồi gửi cho bạn thân của mình là Lý Dương Đức. Cao Mổ Mổ, Dương Đức, có online không? Xem giúp tao xem em gái trên bức ảnh này có phải đã Photoshop hay không? Chờ chút. Lý Dương Đức trả lời. Chỉ trong vòng hơn 10 giây, Lý Dương Đức đã nhanh chóng nhắn lại, không có dấu hiệu Photoshop, có điều vốn bức ảnh này đã đẹp đến mức quá đáng rồi. Hoặc là kỹ thuật Photoshop của bức ảnh này quá cao, đến tao cũng không nhìn ra được, hoặc là cô gái trong bức ảnh này vốn đã rất đẹp, cộng thêm kỹ thuật chụp ảnh cấp bậc truyền kỳ của Phó Nháy nên mới đạt được hiệu quả hoàn mỹ đến thế. Cao Mổ Mổ cười ha ha, nói, cũng có nghĩa là, rất có khả năng là thật rồi, cô ấy còn đẹp hơn cả Minh Tinh nữa. Tao lại đi gửi cho Thổ Ba và Thư Hàng một tấm, đây là một cô em mà tao mới thêm bạn bè trên mạng đấy, có muốn tao giới thiệu cho chúng mày quen không? Không cần, tao có máy tính là đủ rồi. Lý Dương Đức trả lời một cách dứt khoát, Cao Mổ Mổ. Sau đó, hắn gửi cho Tống Thư Hàng và Thổ Ba một tấm ảnh, Thư Hàng, đây chính là bức ảnh của em, Ngư Kiều Kiều, mình vừa quen, thế nào, đẹp lắm đúng không? Có động lòng không? Sau khi Tống Thư Hàng nhận được ảnh chụp, xem một lượt liền hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không phải là Ngư Kiều Kiều nửa người nửa cá, xem tình hình này thì đúng là một trận hiểu lầm mỹ lệ. Lúc này, Cao Mổ Mổ cười hỏi, có muốn anh đây giới thiệu cô ấy cho chú mày quen không? Không cần, ý tốt của mày, ông đây sẽ nhớ trong lòng. Tống Thư Hàng cười nhẹ. Bây giờ hắn lấy đâu ra thời gian yêu đương đây chứ? Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Cao Mổ Mổ, Tống Thư Hàng lại mở đến tài khoản của Ngư Kiều Kiều. Hắn muốn xác nhận với Ngư Kiều Kiều một chút, tác giả mà cô ấy muốn bắt trông như thế nào, sống ở đâu, là nam hay nữ. Tuy rằng Cao Mổ Mổ nói mình không phải là tác giả, lại còn gửi một bức ảnh của cô bạn trên mạng, Ngư Kiều Kiều, xinh đẹp cho hắn. Nhưng xuất phát từ tính cách cẩn thận, Tống Thư Hàng vẫn muốn xác nhận lại với Ngư Kiều Kiều để ngừa vạn nhất. Chỉ là, vào lúc Tống Thư Hàng muốn kéo vào nick của Ngư Kiều Kiều thì đột nhiên phía trên cùng giao diện, phần mềm chắc, trên điện thoại của hắn xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là không có mạng, xin bạn vui lòng kiểm tra lại kết nối mạng. Đính kèm me me mặt cười, cái gì, mất mạng rồi á? Tống Thư Hàng quay về giao diện chính của điện thoại liền nhìn thấy điện thoại của mình không có tín hiệu nữa rồi. Vốn điện thoại ở trong vũ trụ mà vẫn còn tín hiệu là một việc rất phi khoa học, nhưng chiếc điện thoại này là phiên bản đã được Bạch Tiền Bối cải tiến. Cho dù đột nhiên nó biến thành một thanh kiếm quang của Jedi, trong Star Wars thì Tống Thư Hàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Không có tín hiệu rồi, có vẻ như là cách trái đất xa quá, đến cả điện thoại được Bạch Tiền Bối cải tiến cũng không bắt được tín hiệu nữa rồi. Tống Thư Hàng nói, hắn đành phải cất điện thoại đi, chỉ đành đợi đến ngày nào đó, hắn bay về vị trí trái đất rồi lại xác nhận lại vấn đề này với Ngư Kiều Kiều vậy, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Tống Thư Hàng tiếp tục trôi nổi trong vũ trụ, trong khoang không gian bên cạnh hắn, Sở Sở đang ôm lấy Lý Âm Trúc, cả người Lý Âm Trúc đang run nhẹ, hàn khí trên người Lý Âm Trúc ngày càng nghiêm trọng, gần phát tác lần nữa rồi. Loại hàn khí này, đến tu sĩ ngũ phẩm như lão tổ Sở gia cũng bị nó làm bị thương, càng đừng nói đến chân sư nhị phẩm như Sở Sở, còn chịu đựng được nữa không? Tống Thư Hàng sử dụng truyền âm nhập mật để hỏi, Sở Sở gật đầu nhưng lại không trả lời. Hiện chân khí trong cả người cô đều đang dùng để chống đỡ với hàn khí mà Lý Âm Trúc truyền sang, căn bản không cách nào phân tâm sử dụng truyền âm nhập mật để nói chuyện với Tống Thư Hàng được. Tống Thư Hàng thở dài, xem tình trạng này thì vẫn nên tìm nơi nào đó để nghỉ chân trước đã. Đúng lúc hắn đang nghĩ như thế thì liền nhìn thấy cách đó vài nghìn mét, trên một thiên thạch có một tòa nhà giống như cung điện, trên tòa nhà đó còn có trận pháp bảo vệ, chỉ có tu sĩ mới có thể nhìn thấy nó mà thôi. Sau khi suy nghĩ, Tống Thư Hàng quyết đoán kích hoạt trận phá trên quần áo du hành, đẩy cơ thể của mình tránh khỏi tòa cung điện đó. Trên thiên thạch vũ trụ có một tòa cung điện quái dị như thế, nhìn thấy nó liền có cảm giác như xin hãy đến đây vậy. Ở trong vũ trụ, trong hoàn cảnh không biết là địch hay là bạn thì hắn tuyệt đối sẽ không mạo muội xông lên. Cho nên, vẫn nên tránh ra xa,
quan sát tình huống đã rồi tính sau. Đúng lúc Tống Thư Hàn đang nghĩ như thế thì cửa lớn của tòa nhà giống như cung điện kia đột nhiên mở ra. Có kim đồng ngọc nữ môi hồng răng trắng bước từ bên trong ra, bọn họ đứng bên cạnh cửa lớn, liếc một cái liền nhìn thấy Tống Thư Hàn. Kim đồng ngọc nữ rất lịch sự vái một cái từ xa về phía Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn suy nghĩ rồi cách một lớp áo du hành dày cộm, hoàn lễ lại cho kim đồng ngọc nữ. Kim đồng ngọc nữ đồng thời nở nụ cười vui vẻ, cách một khoảng xa như thế nhưng gương mặt khi cười của bọn họ vẫn rất rõ ràng. Ngay sau đó, Tống Thư Hàn cảm thấy cơ thể của mình như bị một lực hút lớn hút vào, bay thẳng về phía toàn cung điện kia. Hắn căn bản không thể dừng lại được. Tiêu rồi, chỉ hành lễ một cái liền trúng chiêu sao? Chẳng lẽ giống như tử kim hồ lô kia, chỉ cần gọi, con khỉ kia, ta gọi ngươi một tiếng ngươi có dám thưa không? Nếu như thưa thì sẽ bị hút vào bên trong. Chẳng lẽ mình hoàng lễ là động đến cơ quan, chỉ cần hoàng lễ là sẽ khởi động chức năng hút của cung điện, hút mình qua bên đó sao? Bất luận thế nào, nếu như đã bị hút qua rồi thì cứ qua đó xem, làm tốt công tác phòng bị cái đã. Đối phương có thủ đoạn như thế, một tu sĩ nhị phẩm như Tống Thư Hàn hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu đã chạy không thoát, thì phải đối mặt vậy. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàn lại đột nhiên phát hiện mi mắt của mình bắt đầu nặng trĩu. Thứ tư, ngày 31 tháng 7, đạo hiệu của hôm nay là một đạo nhân. Vì đang ở trong vũ trụ nên không biết thời tiết của trái đất. Hôm qua, sau khi Tống Thư Hàn hoàng lễ từ xa với kim đồng ngọc nữ thì liền bị cánh cửa của cung điện hút vào trong. Lúc đó, hắn đã chuẩn bị phòng ngự xong để tùy cơ ứng biến, nhưng đột nhiên cảm giác buồn ngủ dâng lên, hắn liền bị hôn mê. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỉ chớp mắt đã sang ngày hôm sau rồi, ngày cuối cùng của tháng 7, ngày 31, khi Tống Thư Hàn mở mắt ra, hắn liền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc cầu vòng vô cùng to lớn. Ở mỗi đầu của cầu vòng lại có hai cột đèn, bên trong có ánh sáng trắng chiếu sáng cả cây cầu, hiện giờ hắn đang ở chính giữa cây cầu, đây là nơi nào? Tống Thư Hàn nhìn quanh bốn phía, cây cầu vòng này to như cây cầu lớn bắc qua biển ở hiện đại vậy, chỉ có thể nhìn thấy thoang thoáng cột đèn ở đầu cầu mà thôi. Hắn lại nhìn xuống người mình, trên người hắn vẫn mặc quần áo du hành dày cộm. Trong khoang không gian bên cạnh, Sở Sở và Lý Âm Trúc vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Tất cả vật phẩm trên người đều còn cả, không hề mất mát tí nào. Tống Thư Hàn lấy điện thoại ra xem giờ, vậy mà đã một ngày trôi qua rồi, hơn nữa ở đây không có tín hiệu, không thể liên lạc được với bên ngoài. Hắn lại quay đầu nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của đôi kim đồng ngọc nữ hôm qua, nhìn nơi này có vẻ như không phải ở trong vũ trụ. Tống Thư Hàn nghĩ bụng, phía dưới cây cầu là biển mây mênh mông vô bờ, sâu không lường được. Lúc ngẩng đầu nhìn lên thì có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, mây lành giăng kín, nhưng lại lộ ra chút tối tăm. Sau khi hắn thử bỏ mũ du hành ra thì lại phát hiện xung quanh tràn ngập không khí, hơn nữa không khí còn trong lành hơn ở trái đất. Khi hắn hít vào một hơi thì liền cảm thấy có một loại linh lực tinh khiết bị hút vào trong cơ thể hắn cùng với không khí, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái. Linh lực có độ tinh thuần cao như thế, chẳng lẽ cánh cửa của cung điện hôm qua là lối vào của một động thiên ư? Có ai không? Có ai ở đây không? Tống Thư Hàn lên tiếng gọi, nhưng bốn phía xung quanh không có bất cứ phản ứng nào cả. Tống Thư Hàn suy nghĩ một lát bèn vác khoang không gian lên, đi về phía đầu cầu. Bởi vì hắn đang ở chính giữa cây cầu nên hắn liền chọn bừa một hướng. Ước chừng đi được 5.000 mét, Tống Thư Hàn cuối cùng cũng đến được đầu cầu. Xuất hiện trước mặt hắn là một lầu cát có phong cách cổ đại Hoa Hạ với kết cấu hai tầng. Tòa lầu cát này ngăn ở con đường phải đi qua ở đầu cầu, giống như một cửa thành ngăn cản đường đi của Tống Thư Hàn. Trên lầu cát treo một tấm biển, bên trên đề ba chữ Bích Thủy Cát. Bích Thủy Cát, nghe có vẻ giống tên gọi của một môn phái nhỉ. Tống Thư Hàn đi tới trước cửa của lầu cát, vươn tay lên gõ cửa. Kẹt, cánh cửa to lớn mở ra, đôi kim đồng ngọc nữ hôm qua lại xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàn. Ngọc nữ chớp chớp mắt, tu sĩ đường xa tới đây, hoan nghênh ngươi ghé thăm. Kim đồng cười hì hì, ta biết đạo hữu có duyên với chúng ta mà. Ngươi nhất định sẽ chọn phương hướng đi vào Bích Thủy Cát, cây cầu hình vòng này là một khảo nghiệm duyên phận. Trong hai đầu cầu thì một đầu dẫn đến Bích Thủy Cát, đầu còn lại thông thẳng đến lối ra, có duyên. Lúc nghe thấy hai từ này, Tống Thư Hàn lập tức không sao nuốt trôi được mấy lời khinh bỉ trong cổ họng, ta chỉ là người qua đường đáng thương tình cờ đi ngang qua, bị cung điện của các ngươi cưỡng ép hấp thu vô mà thôi. Có duyên cái kỹ khô gì với các ngươi đâu chứ, cái này giống như là ngươi đứng ở trước cửa nhà. Lúc thấy một cô nàng xinh đẹp hay một anh chàng đẹp trai đi qua,
đánh người ta một gậy cho ngất xỉu ngã lăn quay ra đất rồi kéo người ta về nhà mình vậy. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị hai cánh cửa, một cửa là để rời đi, còn một cửa là để bước vào phòng ngủ. Nếu như người ta bất cẩn mà bước vào cửa phòng ngủ. Ôi, cô nàng xinh đẹp hoặc anh chàng đẹp trai à, hai chúng ta đúng là có duyên mà. Chi bằng chúng ta làm một phát nhỉ, có duyên cái con khỉ gì chứ. Nhưng, Tống Thư Hàn còn chưa nói ra khỏi miệng, thì Kim Đồng Ngọc nữ giống như có độc tâm thuật vậy, đọc hiểu được những lời trong lòng hắn. Không phải là ngẫu nhiên mà đạo hữu bay tới cửa Bích Thủy Các của chúng ta đâu. Đạo hữu rõ ràng là bị người khác đưa đến chỗ chúng ta mà. Kim Đồng lên tiếng nói, Ngọc Nữ che miệng, khẽ cười, chúng ta chỉ là đề phòng ngươi đâm vào cửa ngoài của Bích Thủy Các, mà trên cửa chính có đinh đồng, đâm vào thì sẽ đau lắm, cho nên, chúng ta mới dẫn ngươi đến chỗ cầu hình vòng trong Bích Thủy Các. Kim Đồng tiếp lời, cho nên, lựa chọn của ngươi chính là đại diện cho duyên phận của ngươi với Bích Thủy Các của chúng ta. Độc tâm thuật, Tống Thư Hàn ngay lập tức khống chế nét mặt của mình, không suy nghĩ lung tung nữa. Mặt khác, nếu không phải là hắn trôi dạt tự do đến vị trí của Bích Thủy Các, mà là bị người ta đưa đến đây, vậy thì ai là người đã đưa hắn tới đây? Lẽ nào là Thất Tu Tôn Giả sao? Hắn bị Thất Tu Tôn Giả nhét vào trong nòng pháo của thuyền tiên, rồi bắn hắn đi. Là Thất Tu Tôn Giả cố ý đưa hắn đến chỗ Bích Thủy Các hay sao? Xem ra, đạo hữu đã đoán ra là ai đưa ngươi đến đây rồi. Kim Đồng mỉm cười nói, Tống Thư Hàn khẽ cười, không nói gì, đây là lời nói từ một phía. Trước khi chưa làm rõ được mối quan hệ thật sự giữa mình và đối phương, thì lời nói từ một phía tự nhiên không thể tin hoàn toàn, cùng lắm cũng chỉ tin một nửa mà thôi. Ngọc Nữ lại nói tiếp, như vậy, vị đạo hữu có duyên này, ngươi có muốn gia nhập Bích Thủy Các chúng ta, trở thành đệ tử của Bích Thủy Các chúng ta hay không? Bích Thủy Các chúng ta đã mấy trăm năm nay chưa thu nhận đệ tử mới rồi đấy. Kim Đồng nói, trở thành đệ tử của Bích Thủy Các á, ta phù hợp sao? Tống Thư Hàn chui ra từ trong bộ trang phục du hành vũ trụ cồng kềnh, cười nói, ta đã bỏ lỡ mức độ tuổi tốt nhất để tu luyện của tu sĩ, trong cơ thể cũng không còn sót lại chút tiên thiên chân khí nào. Hơn nữa, tư chất tu luyện của ta cũng chỉ có thể xem như bình thường thôi, có thể tấn thăng nhị phẩm nhanh như vậy, đều dựa vào sự chiếu cố của các tiền bối trong nhóm và vận khí của Bạch Tôn Giả giúp cho. Những điểm này đều không phải là những điểm mà Bích Thủy Các chúng ta để ý tới lúc thu nhận đệ tử. Kim Đồng vẫn giữ nụ cười kia, Ngọc Nữ nói, đối với chúng ta mà nói, tư chất hay độ tuổi đều không là gì cả. Chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại Bích Thủy Các, chúng ta có đầy đủ nguồn tài nguyên cung cấp cho ngươi sử dụng để tu luyện, ở lại Bích Thủy Các. Cũng đúng, các môn phái lớn đều có yêu cầu đối với đệ tử chính thức của họ, trước khi các đệ tử chưa đạt tới cảnh giới nhất định, có năng lực tự bảo vệ bản thân thì sẽ không để đám đệ tử rời khỏi tông môn một cách dễ dàng. Đương nhiên, đệ tử ngoại môn thì sẽ không như vậy rồi. Đệ tử ngoại môn, chỉ có thể tính là đệ tử dự bị mà thôi. Cảm ơn ý tốt của hai vị. Tống Thư Hàn khe khẽ lắc đầu, vấn đề trở thành đệ tử tông môn hay là tán tu này, lúc đầu ngay khi bước vào nhóm Cửu Châu số 1 không bao lâu, hắn đã có quyết định rồi. Hắn tạm thời không muốn chịu sự ràng buộc của môn phái, tán tu là lựa chọn tốt nhất cho hắn bây giờ. Hơn nữa, tính ỷ lại của Tống Thư Hàn về môn phái cũng không mạnh. Có, nhóm Cửu Châu số 1 ở đây, chỉ cần chịu cố gắng, đủ cần cù, thì thứ mà Tống Thư Hàn có thể nhận được bảo đảm không hề thua kém đệ tử của các tông môn lớn. Đạo hữu đừng vội từ chối như thế, ít nhất cũng vào xem trước xem Bích Thủy Các chúng ta thế nào đã chứ. Kim Đồng cười ha hả, sau đó, hắn và Ngọc Nữ đứng ở hai bên lầu cát, làm động tác, mời vào. Một bước là thiên đường. Đây chính là đánh giá của Tống Thư Hàn khi trông thấy Bích Thủy Các thật sự. Sau khi xuyên qua lầu cát này, thứ mà Tống Thư Hàn trông thấy là một tiên giới thực sự. Chim kêu hoa nở, ngọc thạch trải thành một con đường lớn, có thể thấy dược liệu trân quý ở khắp nơi, trong dòng chảy của nước cũng tản ra linh lực nồng đậm, thậm chí, cả trong không khí của Bích Thủy Các cũng ngập tràn linh lực. Linh lực thật sự quá dồi dào rồi, ở trong Bích Thủy Các, cho dù không tận lực tu luyện, chỉ cần hít thở, thì thậm chí cũng hiệu quả hơn là vất vả đã tọa tu luyện ở bên ngoài. Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn đường cho Tống Thư Hàn, đi thẳng về phía tòa lầu cát cao ở nơi sâu nhất của Bích Thủy Các, đó chính là nơi Sở Tiên Tử, chủ nhân của Bích Thủy Các ở. Trên đường đi, đệ tử của Bích Thủy Các, bất luận là nam hay nữ đều nhiệt tình chào hỏi với Kim Đồng Ngọc Nữ. Kiểu không khí thế này quả thực giống như người một nhà vậy, vô cùng hòa thuận và thân thiết. Ở đây, giữa người với người,
hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân gì. Kiểu hòa thuận thân thiết như thế này đều xuất phát từ chính lòng thành tâm của mỗi đệ tử Bích Thủy Các, ở đây, hoàn toàn khắc họa chân thực nhất của tiên giới, thiên đường hay là thế giới cực lạc ở trong truyền thuyết các tôn giáo, nhưng, trong lòng Tống Thư Hàn lại trào lên một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng trên người mỗi đệ tử của Bích Thủy Các đều có thể cảm ứng được sự thân thiết vui vẻ hết sức chân thành, nhưng hắn lại có một cảm giác hơi không chân thực. Không phải là sự thân thiết vui vẻ của các đệ tử Bích Thủy Các có vấn đề, trong mơ hồ, hắn cảm thấy cả sự tồn tại của Bích Thủy Các dường như cũng có trạng thái dị thường không nói nên lời. Phía trước chính là Vân Trung Các mà các chủ ở, các chủ đang ở bên trong chờ đạo hữu. Sau khi Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn Tống Thư Hàn đến dưới chân tòa tháp cao thì dừng bước lại, mà lúc này, Sở Sở ở trong khoang không gian đã tỉnh lại, Tống Thư Hàn mở khoang không gian ra, đón lấy Lý Âm Trúc từ trong tay Sở Sở. Tống Thư Hàn dò hỏi, ta có thể mang bọn họ cùng vào gặp các chủ tiền bối không? Tất nhiên là không thành vấn đề, các chủ đang đợi đạo hữu, cùng hai vị tiên tử đây nữa. Kim Đồng Ngọc Nữ cười nói, sau đó, Kim Đồng mở cửa của tòa lầu các cao cao kia, Tống Thư Hàn bế Lý Âm Trúc rồi cùng với Sở Sở bước vào bên trong. Men theo cầu thang xoắn ốc đi lên, cuối cùng, đẩy mở cánh cửa ở tích phía trên đỉnh, ba người tiến vào một gian phòng toàn là sương mù, gian phòng không lớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái ghế nằm làm bằng gỗ, còn có một cái lò đan kim loại, đang phát ra đan khí. Chính là những thứ giống như đan khí này, hóa thành sương mù, bao phủ cả gian phòng. Trong nháy mắt Tống Thư Hàn đẩy cửa bước vào, có một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy từ trên chiếc ghế nằm bằng làm bằng gỗ kia. Đó là một cô gái tóc đen, tóc rất dài, không biết đã bao lâu rồi chưa cắt, tóc phủ kín cả cái ghế nằm, cứ xõa ra tứ tung như thế. Cô gái có nước da tái nhợt gần như trong suốt, đôi mắt khép hờ, trong bộ dạng như thể ngủ chưa đủ giấc. Toàn thân đầy cảm giác suy sụp chán chường, nhưng kiểu cảm giác suy sụp tinh thần này khi kết hợp với bản thân cô gái lại tạo ra một dáng vẻ lười nhác nhưng duyên dáng. Cô ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn Tống Thư Hàn. Là ngươi à, cô gái ngáp một cái, sao thế, ngươi cũng muốn tới đây cười nhạo ta sao? Tống đầu gỗ, tiền bối, chúng ta quen nhau sao? Tống Thư Hàn mở miệng hỏi. Đôi mắt cô gái nửa khép nửa mở, lại cẩn thận nhìn lại Tống Thư Hàn một lúc, ồ. Nhận nhầm người rồi, lại nhận nhầm sao? Tống đầu gỗ á, đây đã là lần thứ ba mình bị nhận nhầm rồi. Lần đầu tiên là một gốc măng ở trong bảo khố của phủ chủ thất sinh phù, không những nhận nhầm mình mà còn đánh mình một cú đau điến nữa. Lần thứ hai là lúc nhập mộng trở lại hòn đảo thần bí, trong trí nhớ của mình, trông thấy Tiểu Bạch Long trong mộ thất dưới lòng đất. Tiểu Bạch Long cũng hung hăng đánh cho mình một cái như thế, cũng vẫn là nhận nhầm người. Mà bây giờ, vị các chủ của Bích Thủy Các cũng lại nhận nhầm mình thành một người khác. Tống Thư Hàn nhìn thẳng vào cô gái có mái tóc đen dày trước mắt, tiền bối. Tống đầu gỗ là ai thế? Lẽ nào, mình là chuyển thế của một vị tu sĩ nào đó thời thượng cổ hay sao? Tống đầu gỗ ấy à, cô gái có mái tóc đen dày ngẩng đầu lên, nằm trên ghế, dường như rơi vào trong sự trầm tư, suy nghĩ. Đó là một vị đạo hữu của ta rất lâu trước kia, có mối quan hệ khá tốt với ta. Bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cũng không biết được hắn sống chết thế nào. Ta đã rất lâu rồi chưa gặp lại hắn, tiền bối, ta là chuyển thế của hắn sao? Tống Thư Hàn hỏi ngay vấn đề mà bản thân mình rất muốn biết, tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng tu sĩ quả thực là có luân hồi. Chỉ cần không phải chết do thiên kiếp hay là bị đối thủ đánh cho thần hình câu diệt thì các tu sĩ đều có cơ hội bước vào luân hồi, từng. À, duy chỉ có một điểm này, là không thể nào. Cô gái tóc đen nằm ở trên ghế mà quay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàn, miễn cưỡng nói, bởi vì cái tên Tống đầu gỗ kia không có kiếp sau, nếu hắn muốn chuyển thế. Chỉ có cách đoạt xác hoặc là bước vào trong thân thể của con rối mà thôi, nếu là đoạt xác. Thì Tống Thư Hàn không phải là Tống Thư Hàn, mà là Tống đầu gỗ trong lời nói của cô gái tóc đen kia. Mà nếu như lợi dụng thân thể con rối, thì lại càng không có cách nào liên hệ vị Tống đầu gỗ này với Tống Thư Hàn được. Chỉ là nếu đã như vậy, nói rõ mình và vị cổ tu trong lời cô gái tóc đen kia không hề có quan hệ gì với nhau, vậy tại sao lại bị người ta nhận nhầm hết lần này đến lần khác như chứ? Nếu đã bị nhận nhầm nhiều lần như thế, thì chắc là cũng có nhân quả tồn tại ấy nhỉ? Tống Thư Hàn dò hỏi lại một lần nữa, ta và hắn rất giống nhau à? Cái giống nhau mà hắn nói, không chỉ là riêng tướng mạo mà còn là một thứ gì đó sâu xa hơn. Trên thế gian này, không có cái lá nào giống cái lá nào.
Người cũng thế, cũng không có ai giống ai y như đúc cả. Giữa các tu sĩ, nhìn người sẽ lại càng không chỉ đơn giản là nhìn vào ngoại hình. Nhưng, Gốc Măng cũng thế, Bạch Long cũng vậy, đến cô gái có mái tóc đen dày trước mặt cũng thế đều nhận nhầm hắn, làm sao để nói rõ được đây nhỉ? Nếu nói về ngoại hình thì hai ngươi cũng chỉ là hơi có nét giống nhau. Nhưng linh hồn của các ngươi, cùng với khí tức trên người các ngươi lại rất dễ khiến người ta ngộ nhận, đúng là bất ngờ, ngươi là hậu duệ của hắn sao? Cô gái tóc đen dày ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, ta nhớ hắn đã từng có đạo lữ, nói không chừng, ngươi là hậu duệ nhất mạch đơn truyền của hắn, như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được, hậu duệ sao? Tống Thư Hàn lắc lắc đầu, gia đình hắn vì vô số lý do mà từng di dời đi rất nhiều lần, gia phả tổ truyền gì đó sớm đã bị mất rồi, truy ngược lên thì cùng lắm cũng chỉ đến đời bố của ông nội hắn mà thôi. Lúc này, cô gái tóc đen từ trên ghế đứng bật dậy, mái tóc đen của cô vừa dày vừa dài, giống như một cái áo choàng khoác ở sau lưng, kéo lê trên mặt đất vậy. Cô đứng dậy, đến trước mặt Tống Thư Hàn, ngẩng đầu nhìn vào Tống Thư Hàn. Sau khi đến gần, Thư Hàn mới phát hiện ra cô gái tóc đen cũng không cao lắm, lúc đứng chỉ cao đến cằm hắn mà thôi. Lại nói, năm đó Tống Đầu Gỗ đã để lại một thứ đồ, gửi lại trong Bích Thủy Các ta, hắn còn nói rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đến đây lấy lại thứ đồ đó. Nhưng rất tiếc, bây giờ ta không cách nào trả lại thứ đồ đó cho hắn được nữa rồi. Bởi vì thứ đồ đó bây giờ bị ta dùng mất rồi, ha ha ha. Cô gái tóc đen cười đắc ý, nói, Tống Thư Hàn. Cô gái tóc đen lại đưa tay phất một cái, Lý Âm Trúc trong lồng ngực Tống Thư Hàn bị nâng lên bởi một lực vô hình, rồi bị đưa vào trong tay Sở Sở đang đứng ở cửa. Sau đó, cô gái tóc đen đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên má Tống Thư Hàn, đôi tay cô lành lạnh, mang theo một cảm giác mát lạnh. Từng, để ta xem. Công pháp mà ngươi tu luyện là Kim Cương Căn Bản Quyền Pháp và Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công phải không? Ngươi là đệ tử của Tam Thập Tam Thú Thần Tông sao? Cô gái tóc đen hỏi. Chỉ là sự tiếp xúc giữa những ngón tay với cơ thể Tống Thư Hàn mà cô lại thuộc như lòng tay đến thế, nói hết những công pháp mà Tống Thư Hàn tu luyện ra, tu vi và kiến thức của vị tiền bối này quả thực thâm sâu khó dò đây. Đồng thời, Tống Thư Hàn cảm ứng được lực áp bức trên người cô gái tóc đen này giống y hệt với lực áp bách phát ra từ trên người của Bạch Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả, Toàn Phong Tôn Giả và Thất Tu Tôn Giả. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một vị cấp bậc tôn giả, thậm chí có khả năng còn cường đại hơn nữa. Thưa tiền bối, ta không phải là đệ tử của Tam Thập Tam Thú Thần Tông. Tống Thư Hàn lắc lắc đầu đáp, Tam Thập Tam Thú Thần Tông đã bị hủy diệt rồi. Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công mà ta tu luyện là do Bạch tiền bối khôi phục giúp ta, lại thêm kình thông thuật tình cờ có được hợp lại mà thành. Tam Thập Tam Thú Thần Tông thế mà lại bị hủy diệt rồi sao? Cô gái tóc đen rõ ràng rất kinh ngạc. Năm đó, Tam Thập Tam Thú Thần Tông này cũng là danh môn đại phái, trong môn phái cũng có mấy vị tu sĩ cấp tôn giả, không ngờ rằng cũng bị hủy diệt, thế sự vô thường. Cô gái tóc đen nói, bàn tay cô nâng khuôn mặt của Tống Thư Hàn lên. Đột nhiên, cô khẽ chau mày, biểu cảm miễn cưỡng trên mặt cũng dần tan đi. Sau đó, cô vuốt vuốt mái tóc đen dài, leo lại lên cái ghế xích đu vừa cao vừa to kia, cả người lọc thỏm trong cái ghế đó. Ta mệt rồi. Cô gái tóc đen nói, Tống Thư Hàn, hả, mệt rồi, cho nên muốn đi ngủ rồi. Ta muốn ngủ một giấc. Chúng ta, ngày mai gặp lại đi. Nói xong, không biết cô lôi ở đâu ra một cái chăn, đắp lên người. Cái ghế đu ở bên dưới giống như một vật biến hình đang bắt đầu biến hình, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái giường lớn thoải mái, chúc ngủ ngon. Cô gái tóc đen phất phất tay với ba người nhóm Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn dở khóc dở cười, thế này là gì đây? Sau lưng, cửa phòng bị mở ra, Kim Đồng Ngọc Nữ nhẹ nhàng bước vào trong phòng, bọn họ cười xin lỗi với Tống Thư Hàn và Sở Sở, làm tư thế mời. Vậy được rồi, tiền bối. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Tống Thư Hàn chỉ có thể rời khỏi lầu các này trước thôi. Đợi sau khi Tống Thư Hàn, Sở Sở và Lý Âm Trúc đi xa rồi, Sở Tiên Tử mở bừng mắt, con ngươi cô khẽ động, có phù văn tự động hóa thành từng hình ảnh trước mắt cô, có một đao đốt trời rực cháy bừng bừng, có một sợi xích vàng thô to khắc 33 loại thú, có con rối vô cùng tinh xảo, còn có hư ảnh một mục măng và một con bạch long, trừ những thứ đó ra, còn có đôi giáp tay màu bạc, một mảnh huyết cốt, những thứ này, mỗi một thứ đều đại diện cho một vị tu sĩ cường đại. Cái tên Xích Tiêu Tử huyền bí kia thì cũng thôi đi, những tên khác muốn làm gì không biết.
Sở tiên tử lẩm bẩm nói. Một lát sau, sở tiên tử kéo kéo cái chăn lên, thoải mái vặn mình một cái, có điều dù sao cũng chẳng liên quan gì tới ta cả, buồn ngủ quá. Đúng rồi, nếu nhìn qua hắn cũng có chút nhân quả với tống đầu gỗ thì đành giúp một tay vậy, thời Quang Thành là một nơi không tồi, ngày mai đưa bọn họ đến đó nghỉ ngơi đi. Sở tiên tử nói mớ, sau khi đi ra từ trong vân trung cắt của sở tiên tử, Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn Tống Thư Hàn, sở sở đến một bãi cỏ dọc bờ sông của Bích Thủy Cát. Ở đó, các đệ tử nhiệt tình của Bích Thủy Cát đã sớm bày sẵn yến tiệc, hoan nghênh Tống Thư Hàn, sở sở và Lý Âm Trúc đến. Đúng lúc Tống Thư Hàn đang đói rã ruột, từ hôm qua hôn mê ở cầu hình vòng cho đến bây giờ, đến một giọt nước hắn cũng chưa uống. Trong yến tiệc, thỉnh thoảng lại có chấp sự, phân các chủ, trưởng lão của Bích Thủy Cát đến đây, dò hỏi một vài tin tức của Tống Thư Hàn và sở sở, tìm hiểu tình hình phát triển của xã hội hiện nay ở thế giới bên ngoài. Đồng thời, bọn họ còn nói vòng vo xa gần rằng muốn mấy người Tống Thư Hàn, sở sở bái nhập môn hạ bọn họ, cứ luôn cảm thấy bọn họ như đang đẩy mạnh tiêu thụ bản thân mình vậy, gấp gáp muốn thu nhận đệ tử, thậm chí ưng thuận đủ loại chỗ tốt luôn mới ghê. Sở sở ở một bên nghe tới mức đã có chút rung rinh rồi. Chỉ cần cô đồng ý, thì có thể ngay lập tức trở thành đệ tử nhập môn của Bích Thủy Các, thậm chí là đệ tử chân truyền luôn. Công pháp, tài nguyên của Bích Thủy Các đều mở cửa chào đón cô. Tuy cô đã ký kết khế ước trở thành bát tu, nhưng việc trở thành đệ tử của Bích Thủy Các và việc trở thành bát tu cũng không hề xung đột nhau. Sau khi yến hội xong xuôi, Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn ba người Tống Thư Hàn đi thẳng về Tân Khách Điện, nghỉ ngơi. Tống Đạo Hữu và Sở Sở Đạo Hữu, mọi người bây giờ đã hiểu về Bích Thủy Các chúng ta chưa? Liệu có dự định vào Bích Thủy Các chúng ta tu luyện không? Lúc Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn đường, vẫn không quên dò hỏi chuyện này. Sở sở khe khẽ gật đầu, cô rất động lòng rồi, chỉ có điều còn phải suy nghĩ lại thêm một chút nữa. Tống Thư Hàn lại dò hỏi với vẻ tò mò, ta có thể hỏi hai vị một chút không? Tại sao mọi người lại muốn bọn ta gia nhập Bích Thủy Các thế? Nói thế nào thì Bích Thủy Các cũng là môn phái tu sĩ cường đại, cứ vội vàng nhận người như vậy là sao? Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn nhau cười, bởi vì nơi này của bọn ta, đã rất rất lâu rồi chưa có đệ tử mới gia nhập. Tống Thư Hàn khẽ gật đầu, nhưng trên thực tế, lý do này cũng không thể thuyết phục hắn. Kim Đồng Ngọc Nữ rõ ràng không hề nói ra nguyên nhân thực sự cho hắn biết. Sau khi dẫn ba người Tống Thư Hàn vào Tân Khách Điện, Kim Đồng Ngọc Nữ cười tạm biệt. Ba người Tống Thư Hàn, sở sở, Lý Âm Trúc mỗi người một gian phòng riêng, nằm trên chiếc giường trong phòng mình, thật lâu mà Tống Thư Hàn vẫn không cách nào ngủ được. Bởi vì hắn vừa mới tỉnh lại từ trạng thái hôn mê ở trên cầu hình vòm, nên bây giờ làm sao mà ngủ được đây, vẫn cứ luôn cảm thấy, mỗi một nơi ở Bích Thủy Các đều ngập tràn cảm giác không tự nhiên. Mãi cho đến sau nửa đêm, Tống Thư Hàn mới nhắm mắt lại, ngủ được một lát. Ngày tiếp theo, thứ năm ngày 1 tháng 8, 6 giờ rưỡi sáng, Tống Thư Hàn tỉnh dậy, đạo hiệu hôm nay có lẽ là Bạch Kình Đao khách nhỉ. Hắn lôi điện thoại ra xem ngày tháng, trên điện thoại vẫn không có tín hiệu như trước. Chào buổi sáng, Bạch Kình Đao khách. Lúc này, một thanh âm lười biếng vang lên bên tai hắn. Tống Thư Hàn quay đầu lại nhìn, lập tức trông thấy cô gái tóc đen, vị các chủ của Bích Thủy Các đang ngồi ở phía cách giường của hắn không xa, mái tóc đen dài phủ kín mặt đất. Xem ra cô đã ngồi ở đó rất lâu rồi. Tống Thư Hàn, chào buổi sáng, sở tiền bối. May là hắn không có thói quen khỏa thân đi ngủ. Bạch Kình Đao khách đạo hữu, ngươi rửa mặt trước đi, sau khi ăn sáng xong, thì ta dẫn ngươi đến một nơi rất tuyệt vời. Sở các chủ nói. 7 giờ sáng, Tống Thư Hàn và sở sở được sở các chủ đích thân dẫn đi thẳng vào nơi sâu trong Bích Thủy Các. Hàn khí trong người Lý Âm Trúc phát tác, lại rơi vào trạng thái ngủ đông, không biết lần này cô bé phải ngủ bao lâu. Sau khi đi khoảng 20 phút, sở các chủ dẫn ba người Tống Thư Hàn đến dưới một bức tường thành. Đến rồi, chính là chỗ này, thời Quang Thành. Sở các chủ nói. Đây chính là bảo địa mà cô dùng bảo vật của Tống Đầu Gỗ để lại mà xây đắp lên, thời Quang Thành. Đúng như cái tên của nó, bảo vật này thật sự quý giá, là vật phẩm có liên quan với thời gian. Nhờ sự sắp xếp của sở các chủ, bảo vật này đã phát huy được tác dụng kỳ diệu. Trong thời Quang Thành, chia làm Thượng Thành và Địa Hạ Thành. Trong Thượng Thành, một ngày lại bằng với 12 ngày bên ngoài. 12 là một luân hồi, thời gian trôi qua nhanh hơn. Mà trong Địa Hạ Thành của thời Quang Thành lại hoàn toàn ngược lại. Trong Địa Hạ Thành, 12 ngày mới là một ngày bên ngoài. Thời gian trôi qua rất chậm, bất kể là Thượng Thành hay là Địa Hạ Thành,
một khi tu sĩ bước vào thì cùng lắm chỉ có thể ở được khoảng chừng 30 ngày. Nơi mà bây giờ Sở các chủ muốn dẫn Tống Thư Hàn và Sở Sở vào trong chính là Địa Hạ Thành. 12 ngày mới là một ngày, người khác tu luyện một ngày, thì ở trong Địa Hạ Thành của thời Quan Thành này lại có thể tu luyện 12 ngày. Khu Giang Nam, nhà của Cao Mổ Mổ, cái thằng nhóc Thư Hàn kia, còn không nhắn tin trả lời nữa, đây là tiết tấu chứng tỏ nó nhất định sẽ ế tới già à. Cao Mổ Mổ ngồi trên ghế, xoay qua xoay lại, nói đi cũng phải nói lại, hôm qua cô bạn gái trên mạng tên là Ngư Kiều Kiều kia cũng xinh đẹp thật đấy. Cũng không biết cô là người ở đâu, đã có bạn trai hay chưa nữa, nếu có cơ hội, giới thiệu cô ấy cho Tống Thư Hàn hoặc là Thổ Ba thì nhất định cũng không tồi đâu. Lúc suy nghĩ như vậy, điện thoại của Cao Mổ Mổ lại vang lên, là một dãy số lạ. Ai thế không biết, mới sáng sớm đã gọi điện đến là sao? Lẽ nào là bọn lừa đảo hay là đám bán hàng đa cấp à? Cao Mổ Mổ ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, nhấp một ngụm trà cho thấm giọng. Cao Mổ Mổ và Thổ Ba đều có sở thích huyên thuyên với mấy tên lừa đảo và nhân viên bán hàng đa cấp. Nếu như tên lừa đảo đó là một cô em, thì sức chiến đấu của bọn họ còn có thể tăng lên gấp 3. Vì thế, Cao Mổ Mổ ấn nghe điện thoại, xin chào. Xin chào, chào anh, xin hỏi anh là Cao Mổ Mổ tiên sinh phải không ạ? Trong điện thoại truyền đến một âm thanh dễ nghe của con gái, là một cô em. Cao Mổ Mổ, là tôi đây, tìm tôi có việc gì sao? Tôi là người bên chuyển phát nhanh Lam Hải, xin anh hãy xuống dưới lầu để nhận chuyển phát nhanh ạ. Giọng nói của cô em kia thật là mềm mại, không phải là lừa đảo à. Cao Mổ Mổ đành mặc bộ đồ ngủ cứ thế đi xuống dưới lầu, lại nói, mấy ngày gần đây hắn đâu có mua đồ gì ở trên mạng đâu ta. Chẳng lẽ là nha y hay là mấy người bạn cùng phòng Tống Thư Hàn gửi quà cho hắn sao? Sau khi xuống lầu, Cao Mổ Mổ nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe chuyển phát nhanh của công ty chuyển phát nhanh Lam Hải phía xa xa. Đó là một chiếc xe 7 chỗ. Cao Mổ Mổ đến bên cạnh chiếc xe chuyển phát nhanh, gõ gõ cửa kính. Tôi chính là Cao Mổ Mổ đây, chuyển phát nhanh đâu? Cửa trượt của xe mở ra, đầu tiên là một đôi chân trắng nõn. Sau đó, một cái móng vuốt quái vật trông vô cùng đáng sợ thò ra, túm lấy Cao Mổ Mổ. Cao Mổ Mổ sững người. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể địch nổi truyền đến, trực tiếp kéo hắn vào trong xe. A, Cao Mổ Mổ kêu lên thảm thiết, bắt cóc. Mình bị bắt cóc sao? Cái thứ như móng vuốt của con quái vật vừa nãy là cái gì thế? Xin chào, Cao Mổ Mổ, chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau rồi. Giọng nói mềm mại của cô em kia lại vang lên, là chủ nhân của đôi chân trắng nõn kia. Cao Mổ Mổ nhìn về phía cô em kia, đối phương mặc một cái áo có mũ, còn đeo một cái khẩu trang rất dày, cuối cùng cũng gặp nhau. Cô đang tìm tôi sao? Xin tự giới thiệu, ta là Ngư Kiều Kiều. Giọng nói của cô em đó vẫn giữ ý cười. Nói, chính là Ngư Kiều Kiều fan của ngươi đấy, Cao Mổ Mổ. Cả người Cao Mổ Mổ lúc này vẫn đang trong trạng thái ngu người, mặt mày đần thối ra. Ngư Kiều Kiều, thế quái nào mà cô ấy lại tìm được nhà mình mà mò đến đây thế nhỉ? Hơn nữa cô dùng danh nghĩa chuyển phát nhanh lừa mình từ trên nhà xuống, bắt vào trong xe chuyển phát nhanh để làm cái gì cơ chứ? Làm như là bắt cóc vậy. Cao Mổ Mổ cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn thử dò hỏi, Kiều Kiều. Cô cố ý chạy đến đây tìm tôi có việc gì sao? Muốn xin chữ ký à? Ngư Kiều Kiều lắc đầu cười, nói, thật ra ta đã sớm muốn đến tìm ngươi rồi, hôm nay ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Lại nói, nãy kỳ, gần đây ngươi chẳng chăm ắp chương mới chút nào, không chăm chỉ ắp chương mới, đây tính là gì đây, phan đến tận nhà gõ cửa hối chương mới sao? Cao Mổ Mổ khóc không ra nước mắt, độc giả như vậy thật là đáng sợ. Không đúng, đợi một chút đã. Gần đây mình chăm ắp chương mới lắm mà, cho dù trước đó không lâu, lúc rơi vào đảo thổ dân ở Đông Hải, cũng bởi vì còn bản thảo để dành nên không hề dừng ắp chương ngày nào. Khoảng thời gian đầu tiên sau khi quay về, hắn đã gõ được rất nhiều bản thảo, cũng đặt sẵn tự động cập nhật đến cuối tháng này rồi mà. Một tác giả có lương tâm như mình thế này, rất hiếm thấy ở trên các trang văn học mạng đấy nhé. Còn hơn một vài tác giả mỗi ngày chỉ cập nhật một chương, thậm chí là 3-4 ngày mới cập nhật một lần hay một tháng cập nhật một lần. Cao Mổ Mổ cảm thấy bản thân mình quả thực rất có lương tâm với nghề nghiệp. Ngư Kiều Kiều thông qua nét mặt của Cao Mổ Mổ, liền biết được suy nghĩ trong lòng hắn, mỗi ngày ngươi chỉ cập nhật 5-6 ngàn chữ, thật sự là quá ít. Cao Mổ Mổ, mỗi ngày 5-6 ngàn chữ mà vẫn còn quá ít sao? Vậy phải cập nhật bao nhiêu mới được coi là đủ đây? Mỗi ngày không viết 100 đến 200 nghìn chữ,
làm sao sinh tồn được trong cái xã hội cạnh tranh ngày càng ác liệt này đây? Giọng Ngư Kiều Kiều cũng trở nên kích động hẳn lên, một ngày không viết 100.000-200.000 chữ. Ngươi vẫn còn mặt mũi nói mình là một tác giả sao, trong khi nói chuyện. Cửa xe bị khóa lại. Chiếc xe từ từ khởi động, đợi đã, đợi chút đã, Ngư Kiều Kiều, chúng ta đi đâu đấy? Cao Mỗ Mỗ kêu lên, đồng thời hắn nắm lấy cửa xe, muốn thoát ra khỏi chiếc xe này. Đúng lúc này, bên cạnh Ngư Kiều Kiều có một gã cao to vạm vỡ mặt bộ vest giơ tay ra, ôm ghì lấy Cao Mỗ Mỗ vào trong ngực. Làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được, yên tâm đi, nãi kỵ, chúng ta không có ác ý gì cả. Ngư Kiều Kiều cười nói, chúng ta đưa ngươi đến một nơi tuyệt vời, có thể cho ngươi chăm chỉ gõ chữ. Cao Mỗ Mỗ, đưa tác giả đến một nơi tuyệt vời để gõ chữ sao? Đến nhà gõ cửa đòi chương đã đáng sợ lắm rồi, bắt tác giả đi gõ chữ, độc giả như cô thế này là đang phạm tội đấy nhé, đây là phạm tội đấy nhé. Đúng rồi, nãi kỵ. Lúc đến đón ngươi, ta đã nói rõ với người nhà của ngươi rồi, bọn họ cũng đồng ý cho bọn ta đưa ngươi đi. Ngư Kiều Kiều cười hì hì nói, không biết cô đã dùng lý do như thế nào để có thể thuyết phục được ba mẹ Cao Mỗ Mỗ. Cao Mỗ Mỗ quay đầu lại, nhìn qua cửa xe. Trong nét mờ mờ dường như hắn trông thấy bố mẹ mình đang đứng ở trên ban công, mỉm cười vẫy tay từ biệt với hắn thì phải. Sao lại có thể như vậy? Ngư Kiều Kiều đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến một người mẹ yên để con trai của mình cho người ta mang đi chứ? Ngư Kiều Kiều, cho nên, ngoan ngoãn quay về gõ chữ với ta đi. Ha 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 ha, đừng, đừng mà. Tôi từ chối, mấy ngày này tôi còn có việc nữa. Đúng rồi, Ngư Kiều Kiều, trong file bản thảo của tôi có rất nhiều bản thảo, tôi có thể giao hết đống bản thảo ấy ra cho cô mà. Cao Mỗ Mỗ kêu lên, hắn đã hẹn với bạn gái Nha Y rồi. Mấy ngày này phải đi hưởng tuần trăng mật của hai người lại một lần nữa mà, chỉ hai người, không mang theo bất kỳ con kỳ đà nào, vui vẻ hưởng thụ chuyến du lịch trăng mật mà thôi. Nếu như hắn bị bắt đi gõ chữ, cuộc hẹn của hắn phải làm sao đây? Điều đáng tiếc là, sự từ chối của Cao Mỗ Mỗ hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn vẫn bị Ngư Kiều Kiều bắt đi mất. Trước khi viết một kịch bản thú vị dành cho Tống Thư Hàn và Bạch Tôn Giả, Ngư Kiều Kiều đã chuẩn bị cho hắn một căn phòng đen nhỏ khá ngon lành, bố trí một cái máy tính siêu ngon. Mục tiêu là mỗi ngày 100.000-200.000 chữ bản thảo. Không nghĩ ra được thì không cho ăn cơm, ngày nào gõ chữ xong sớm thì có thể nghỉ ngơi sớm, nếu mà chưa gõ xong thì thức thâu đêm mà làm. Ngư Kiều Kiều đã chuẩn bị các loại đan dược, nước thuốc mà người thường cũng có thể dùng được như linh mạch bích trà, tĩnh mục đan, nước hoạt lực, cho Cao Mỗ Mỗ. Có những thứ này thì cô có thể đảm bảo nãi kỵ Cao Mỗ Mỗ, một ngày 24 giờ đều tràn đầy tinh lực, viết lách không ngừng. Đừng nói là 100.000-200.000 chữ một ngày, lúc trạng thái tốt hơn hẳn thì 300.000-400.000 chữ một ngày cũng không phải là không thể đâu. Ở một nơi khác, trong Bích Thủy Các, Tống Thư Hàn, Sở Sở được cô gái tóc đen dẫn vào trong địa hạ thành của thời Quang Thành. Đó là một thế giới dưới mặt đất được tạo thành bởi rất nhiều thông đạo. Nơi này là địa hạ thành trong thời Quang Thành, thời gian ở đây khác với ở thế giới bên ngoài. 12 ngày ở đây tương đương với một ngày ở thế giới bên ngoài. Rất thần kỳ phải không? Cô gái tóc đen lười biếng nói, rõ ràng là một thứ rất đáng để khoe khoang nhưng lúc cô giới thiệu thì lại có cảm giác yểu xìu. Cái nơi tốt mà Sở các chủ nói ấy chính là nơi này sao? Tống Thư Hàn hỏi, đúng thế. Nơi này chính là nơi tốt cho tu luyện. Ngoại trừ sự trôi chảy của thời gian thì nơi này cũng là nơi linh khí dồi dào nhất trong Bích Thủy Các ta, khi tu luyện, làm chơi ăn thật, là một nơi rất thích hợp để bế quan một thời gian ngắn. Sở các chủ nói, dụi dụi mắt, nói tiếp, nếu như vận khí các ngươi đủ tốt, nói không chừng còn có thể hiểu được một chút đại đạo liên quan đến thời gian. Hôm nay các ngươi ở trong thời Quang Thành tu luyện đi, Cái một ngày mà ta nói là một ngày của thế giới bên ngoài ấy. Cũng chính là 12 ngày ở trong địa hạ thành của thời Quang Thành này. Đến lúc đó ta sẽ tới đón các ngươi nha. Dứt lời, Sở các chủ cười cười phất tay, cứ thế mà tiêu sái rời đi mất. Chỉ còn Tống Thư Hàn và Sở Sở vẫn ngây ngốc ở lại. Bước vào Bích Thủy Các một cách kỳ lạ chẳng đâu ra đâu, lại gặp được một Sở các chủ kỳ lạ. Sau đó bị dẫn vào một nơi giống như một tòa thành thời gian là thời Quang Thành này một cách kỳ lạ. Ở những tông môn khác có lẽ cái này là một tồn tại tương tự như cấm địa vậy. Sở các chủ thật sự yên tâm mà dẫn hai người lạ mặt vào trong như vậy sao? Chỉ bởi vì có duyên thôi sao? Tống Thư Hàn hoàn toàn không thể nào hiểu nổi được cách tư duy của vị Sở các chủ này. Nhưng,
nếu đã tới rồi thì cứ yên tâm ở lại vậy. Nơi này quả thực là nơi tốt để tu luyện, chúng ta ở đây tu luyện một khoảng thời gian đi. Tống Thư Hàn thở dài, Sở Sở gật đầu, đối với cô mà nói thì nơi bế quan giống như thời quan thành này, cô cầu còn không được. Đối với cô mà nói, thời quan thành đã xem như là kỳ ngộ rồi, đây có thể là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Chẳng có lý do gì để mà từ chối cả. Sau khi Sở các chủ rời khỏi thời quan thành, một thân một mình, mơ mơ hồ hồ bay đến dưới bức tường thành của thời quan thành như mộng du. Sau đó, cô đột nhiên dừng lại, ngơ ngác bất động, là ngủ mất rồi sao? Kiểu năng lực nói ngủ là ngủ này, tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể luyện được, ước chừng một tiếng đồng hồ sau. Sở các chủ lại đột nhiên tỉnh lại, cô vươn mình một cái, ngáp một cái thật dài. Tiếp theo, Sở các chủ lại dụi dụi mắt, vẻ mặt mơ màng. Ớ! Tại sao ta lại ở chỗ thời quan thành nhỉ? Sở các chủ đột nhiên lẩm bẩm. Sau đó, cô làm vẻ mặt cố gắng suy nghĩ. Trong trí nhớ, dường như cô đã ngủ rất rất lâu rồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong mơ hồ có một người quen đến tìm mình, sau đó, chẳng có sau đó nữa, buồn ngủ quá rồi, cả người không có chút sức nào nữa rồi. Chính mình đã làm gì, và đã nói những gì với người quen kia cô đều không còn nhớ nữa. Tựa như là một người trong quá trình ngủ say, có điện thoại gọi tới, sau khi người đó mơ mơ hồ hồ nghe điện thoại, thật ra thì họ không biết đã nói gì. Sau đó, đợi lúc người đó tỉnh lại, cũng rất khó nhớ lại được mình đã nói những chuyện gì trong điện thoại. Hay nói cách khác, chuyện tiếp xúc với Tống Thư Hàn, đưa Tống Thư Hàn vào trong thời quan thành, đều là những chuyện mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ của Sở các chủ. Bây giờ, cô lại càng dứt khoát cho Tống Thư Hàn và Sở Sở đi vào dĩ vãng rồi. Rõ ràng đây là chuyện chỉ mới xảy ra một giờ trước thôi, trạng thái của Sở các chủ bây giờ rất có vấn đề. À, không sao cả, không nghĩ ra thì thôi khỏi nghĩ nữa, dù sao chuyện không nhớ được đó có lẽ không liên quan gì tới ta đâu. Sở các chủ lẩm bẩm nói, khắc tiếp theo, thần trí của cô mở rộng ra, bao phủ cả các ngóc ngách của Bích Thủy Các. Các đệ tử của Bích Thủy Các vẫn vất vả tu luyện như thế, mỗi người đều tràn đầy tinh lực và lạc quan. Các trưởng lão, chấp sự hoặc là tu luyện, hoặc là luận đao, hoặc đánh cờ, hòa thuận vui vẻ. Trong một gian tân khách điện, Kim Đồng Ngọc Nữ đang thay chăn màn cho một vị khách nhỏ tóc trắng đáng yêu. Trong Bích Thủy Các có khách đến à? Dường như là cùng vào Bích Thủy Các cùng với người quen kia của mình, nhưng người quen kia của mình chạy đi đâu mất rồi. Nghĩ không ra cũng không sao, đã là người quen của mình thì khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Bích Thủy Các hôm nay vẫn rất yên bình như trước. Sở các chủ vui mừng cười một cái. Sau đó, cô vuốt mái tóc đen dài thường thượt, chớp vài cái đã rời khỏi thời quan thành, quay trở lại Vân Trung Các của mình rồi. Cảm giác lần này, cực kỳ buồn ngủ. Muốn ngủ một thời gian dài hơn chút. Sở các chủ quay trở về chiếc giường của mình, tìm một vị trí tốt, mệt mỏi cuộn mình lại, lẩm bẩm nói. Rất nhanh, cô đã chìm vào trong một giấc mộng đẹp, giấc ngủ lần này không hề giống với mấy ngày trước, lần này là trạng thái ngủ say thực sự. Trong nháy mắt các chủ Sở tiên tử đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, tất cả Bích Thủy Các đều đã dừng vận chuyển, giống như thời gian dừng lại vậy. Kim Đồng Ngọc Nữ đang nghe truyện trên TV audio CV vốn thay chăn cho Lý Âm Trúc, vẫn giữ tư thế đắp chăn, không hề động đậy. Các đệ tử bình thường của Bích Thủy Các đang nỗ lực tu luyện ở bên ngoài đã dừng cả lại, vẫn giữ nguyên động tác tu luyện cuối cùng. Mà ngay cả các chấp sự, phó các chủ, trưởng lão, toàn bộ đều dừng lại động tác cuối cùng trong nháy mắt. Có người đang uống trà, có người đang đánh cờ, có người đang luận đạo, có người đang nói chuyện phiếm nữa. Không chỉ tu sĩ trong Bích Thủy Các, mà ngay cả nước sông, suối chảy, chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, côn trùng đang bò ở bên trong cũng đều dừng hết lại. Tất cả không gian, thời gian trong Bích Thủy Các đều dừng lại. Người duy nhất không bị ảnh hưởng, đó chính là Lý Âm Trúc bị hàn khí trong người phát tác, đang nằm ngủ say trên giường bệnh. Hô hấp của Lý Âm Trúc đều đều, chỉ là hơi thở thở ra từ trong miệng mũi đều mang theo hàn khí, hóa thành một làn sương trắng. Trong lúc không ý thức, cả căn phòng đều ngập tràn hàn khí. Lông mi của Lý Âm Trúc khẽ rung lên, không biết là sắp tỉnh lại, hay là lại sắp bị hàn khí trong người đóng băng nữa đây. Trong địa hạ thành của thời quan thành, Tống Thư Hàn và Sở Sở đi dọc theo thông đạo rất dài, đến được một đại điện rất rộng lớn. Trong đại điện này, ngoài một bức tổ họa Bích Thủy Các lẻ loi được treo ra thì chẳng còn bất kỳ thứ đồ nào khác. Linh khí trong đại điện phải dày đặc hơn khoảng gấp 3 lần trong thông đạo ở ngoài kia. Vì thế, Tống Thư Hàn và Sở Sở lựa chọn tu luyện ở chỗ này.
Vừa bắt đầu, hai người tự tu luyện riêng, cái mà Sở Sở tu luyện lấy kiếm quyết thần bí của nhà họ Sở làm chính, đó là một bộ công pháp tu luyện trực chỉ kim đan ngũ phẩm. Ngoài cái đó ra, Sở Sở còn bắt đầu tu luyện một vài đao pháp cơ sở khác, những đao pháp cơ sở này là cô lấy được từ trong tay một lục tu cô nương sau khi cô ký kết khế ước Bát Tu, kế thừa danh hiệu Bát Tu, là đồng thời phải kế thừa cửu tu Phượng Hoàng Đao kia. Nếu đã phải kế thừa Phượng Hoàng Đao, Sở Sở tự nhiên phải học tập đao pháp mới được. Tống Thư Hàn tạm thời tu luyện bất động kim cương thân và cương thủ có được từ chỗ thất tu tôn giả là chính. Hắn còn muốn gắng sức tăng thể chất của mình lên, nếu dùng con số để hình dung thì thể chất bây giờ của hắn ước tầm 245. Bàn về thể chất, hắn đã không kém Sở Sở có cảnh giới đan điền thứ tư của nhị phẩm là bao. Mà mục tiêu của Tống Thư Hàn là mau chóng tăng thể chất của mình lên tầm 250. Sau đó, hắn có thể yên tâm trùng kích đan điền thứ ba là Long Trảo Đan Điền rồi. Đợi Long Trảo Đan Điền mở ra, Tống Thư Hàn lại có thể nếm thử ăn sống linh thú tinh, tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Tống Thư Hàn đã tu luyện bất động kim cương thân tới mức đại thành, duy trì tư thế bất động, cũng có thể tu luyện công pháp luyện thể bổ trợ này. Mà tu luyện cương thủ thì tương đối khó khăn. Mấy ngày nay Tống Thư Hàn vẫn luôn tu luyện đã thiết thần kỹ. Bây giờ khi Tống Thư Hàn toàn lực thi triển cương thủ, chỉ có thể khiến 10 đầu ngón tay hiện ra màu sắc thép nhàn nhạt. Đừng nói là hai tay có thần lực, tay không cũng có thể miễn cưỡng kháng cự được pháp bảo cấp nhị phẩm rồi. Bây giờ khi 10 ngón tay của hắn vận chuyển cương thủ, nhẹ nhàng va chạm với vũ khí bình thường một cái cũng sẽ tiêu tán. Lúc này, thật sự là nhớ một vị tiền bối. Tống Thư Hàn thở dài, Sở Sở ở bên cạnh luyện kiếm pháp xong, thì hỏi, là vị Bạch tôn giả kia sao? Lại nói Sở Sở thật sự rất ngưỡng mộ Tống Thư Hàn. Có thể có một vị tiền bối cấp tôn giả chỉ bảo tu luyện mỗi ngày, không phải Bạch tôn giả đâu. Là một vị tiền bối rất đẹp trai, chức năng ấp của hắn rất là mạnh. Tống Thư Hàn cười hắc hắc, tuy Bạch tôn giả cũng là một người thầy rất giỏi, lúc dạy bảo đạo pháp, vũ kỹ cho Tống Thư Hàn, thì giảng giải nội dung sâu sắc với lời lẽ rất dễ hiểu. Nhưng, người mà Tống Thư Hàn nhớ tới lại là Diệt Phượng công tử tiền bối, tu luyện công pháp nhà ai mạnh. Hoa Hạ Thần Châu tìm ai, tìm Diệt Phượng công tử, chỉ cần mượn CPU của hắn ấp một cái, độ thuần thục kỹ năng sẽ tăng lên xoành xoạch, sau khi độ thuần thục đầy rồi, lại quay về trong cơ thể mình, chỉ dùng cần làm vài lần làm quen, thì có thể trực tiếp luyện kỹ năng đến cảnh giới, đại thành, trở lên. Tuy không biết Thư Hàn đạo hữu ngươi đang nói cái gì, có điều có lẽ đó là một vị tiền bối khá tuyệt vời đây. Sở Sở nói, ừ, cực kỳ tuyệt vời luôn ấy chứ. Tống Thư Hàn giơ ngón tay cái lên, đúng rồi, ta thấy Sở Sở cô nương cô đang luyện đao pháp căn bản, có cần giúp đỡ không? Đao pháp căn bản của Tống Thư Hàn rất chắc, lúc trước khi ở trong thực tại ảo của Bạch Tôn Giả, hắn bị thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng kia ngược đến chết đi sống lại, nên đã nắm vững được cơ sở đao pháp. Cuối cùng, lúc mượn CPU của Diệt Phượng công tử tu luyện áp nghịch lân đao pháp, lại càng nắm giữ đao pháp căn bản đến cảnh giới cao hơn nữa. Sở Sở đương nhiên sẽ không từ chối sự chỉ điểm của một vị tu sĩ có đao pháp đại thành rồi. Mặc dù là dựa vào xài tung hách để tăng lên, nhưng đao pháp của Tống Thư Hàn đích thực là cảnh giới đại thành, không lẫn đi đâu được. Vì thế, Tống Thư Hàn bắt đầu chỉ bảo đao pháp căn bản cho Sở Sở. Phương pháp mà hắn dùng tới chính là giống như thiếu niên áo xanh, cưỡi bạch mã dạy dỗ hắn trong thực tại ảo của Bạch Tôn Giả năm đó vậy. Đơn giản và thô bạo, trước tiên giảng giải các kỹ xảo dùng đao cho Sở Sở một phen. Sau đó nâng bảo đao bá toái lên, để Sở Sở dùng cơ thể nhận thức mị lực của đao pháp căn bản. Điều không được hoàn mỹ nhất chính là, lần này Sở Sở không mang theo đao vào, chỉ có thể dùng kiếm để xuất đao chiêu, lúc luyện rất kỳ cục. Chỉ có điều khả năng lĩnh ngộ của Sở Sở rất mạnh, luôn có thể học một hiểu mười. Đây mới là thiên tài thật sự, đao cũng được mà kiếm cũng xong, không câu nệ hình thái. Ngày thứ nhất trong địa hạ thành, cứ thế trôi qua trong lúc Tống Thư Hàn và Sở Sở tu luyện. Buổi tối, hai người chia nhau đã tọa minh tưởng tu luyện, trên người hai người đều mang đủ ít cốc đan, không cần lo lắng về vấn đề ăn uống. Ngày thứ hai trong địa hạ thành, Tống Thư Hàn và Sở Sở cô nương thử rời khỏi đại điện, theo thông đạo dưới địa hạ thành mà tiếp tục đi về phía trước. Nửa giờ sau, bọn họ đã tìm được một đại điện mới. Trong đại điện này có hơn 30 thao đồng, dưới thao đồng là từng khối tinh thể màu đen. Thao đồng này chính là cái mà tu sĩ dùng để tắm rửa, ở bên cạnh còn bày biện các loại vũ khí như đao, côn bổng. Đây chính là kiểu mèo mù vớ được cá ráng, muốn cái gì liền có cái ấy. Tống Thư Hàn đang cần thao đồng dược dục,
Sở Sở cô nương đang cần một cây đao tiện tay. Vì thế, Tống Thư Hàn vui vẻ quyết định tiến hành một lần tắm rửa. Tinh thể màu đen ở dưới thao đồng là một loại nhiên liệu để đốt cháy, một chút lửa nhỏ cũng có thể nhóm được. Đổ dược liệu được phân lượng một lần vào trong thao đồng, cho thêm nước vào ngập đầy chậu đồng. Ngâm mình trong nước thuốc, Tống Thư Hàn phát ra tiếng thở dài khoan khoái. Đáng tiếc, hiệu quả dược dục lần này không có tác dụng như lúc trong quan tài màu vàng của Lục Tu cô nương. Lúc trong quan tài màu vàng của Lục Tu cô nương, hiệu quả của dược dục có thể đạt đến cứ mỗi 3 phút thể chất lại tăng lên khoảng 0,1, mà bây giờ 10 phút mới tăng lên khoảng 0,1. 2 giờ sau thể chất cũng chỉ tăng lên khoảng 1 mà thôi, méo mó có còn hơn không? Dù sao, một ngày ngâm tắm 2 lần, cũng có thể tăng thể chất lên 4 rồi. Ở một phía khác, Sở Sở cô nương trước tiên đi chọn lấy một cây đao vừa tay, luyện đao pháp căn bản một lần. Sau khi luyện đao pháp xong, cô đi đến chỗ một thao đồng ở cách xa vị trí của Tống Thư Hàn, kéo một cái màn che, sau đó cho đầy nước trong vào thao để tắm. Sau khi bước vào thao thuốc, cô cúi đầu nhìn xuống vị trí dưới cổ mình. Lần trước sau khi bị kẻ thù ôm ghì nát hết xương cốt, may mắn có được vị đạo hữu thần y của Tống Thư Hàn giúp đỡ, thương thế của cô đã khôi phục, nhưng ngược lại không hề khôi phục lại độ công ban đầu, cũng không biết về sau có cơ hội khôi phục hay không. Cho dù có thể khôi phục độ công như trước kia, về phương diện tính đàn hồi không biết liệu có chịu ảnh hưởng gì hay không. Dù sao chỗ này lại là khuôn mặt thứ hai của người con gái, không thể khinh thường được. Ngày thứ ba ở địa hạ thành, lúc Sở Sở cô nương tỉnh dậy, đột nhiên bắt đầu ngồi khoanh chân lại, bước vào trạng thái tu luyện. Sau đó, cô bước vào hình thức đột phá tiểu cảnh giới. Tống Thư Hàn trông thấy cô bắt đầu trùng kích cảnh giới, liền chủ động tới hộ pháp cho cô. Hộ pháp không chỉ là tránh cho Sở Sở chịu ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, mà quan trọng hơn là, nếu như trong lúc trùng kích cảnh giới Sở Sở xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hộ pháp có thể ra tay cứu giúp cô, hoặc là cho cô dùng đan dược bùng nổ chân khí, hoặc là ngăn chặn cô tẩu hỏa nhập ma gì đó trong lúc khẩn thiết. 2 giờ sau, Sở Sở mở bừng mắt, đan điền thứ 5 là Long Chưởng đan điền của nhị phẩm đã mở ra thành công. Sau lưng cô ngưng tụ lại thành phần lớn thân thể của một con chân long, kế tiếp cũng chỉ còn thiếu long cảnh và long thủ nữa thôi. Phù. Sở Sở phun ra một ngụm trọc khí, lần đề thăng cảnh giới này, nhanh hơn các lần trước. Hơn nữa lại có một loại cảm giác tựa như nước chảy thành sông. Dù sao thì không lâu trước đây, cô suýt nữa đã bị người ta kẹp chặt đến chết, kề cận sinh tử. Cũng có mấy ngày nay ở trong không gian với Tống Thư Hàn, gặp phải áp lực của Thái Sơn Phong ấn pháp, tu luyện trong căn phòng trọng lực dưới mặt đất của thất tu tôn giả, thu hoạch trong mộ của lục tu tôn giả cùng với thu hoạch trong địa hạ thành của thời Quang Thành. Đây đều là những kỳ ngộ mà mấy năm trước cô rất khó được trải qua một lần. Trong mấy ngày này lại kiểu như hạn hán gặp mưa rào, gần như là mỗi ngày lại được gặp một lần. Cho nên, thăng một tiểu cảnh giới cũng không có gì là lạ. Đợi sau khi Sở Sở tấn giai thành công, Tống Thư Hàn bắt đầu tu luyện cho mình. Bây giờ, lúc hắn vận chuyển cương thủ, đã có thể làm cho hai bàn tay đều biến thành màu sắc thép. Phảng phất như là đeo một đôi găng tay bằng sắt vậy, tu luyện cương thủ cũng có thể tăng thể chất của Tống Thư Hàn lên. Hôm nay hắn giả thành công tăng thể chất của mình lên đến khoảng 50, đã có thể trùng kích đan điền thứ 3 là Long Trảo đan điền của nhị phẩm rồi. Chỉ có điều hôm nay không cần phải vội, Tống Thư Hàn chuẩn bị tiêu tốn thời gian một ngày để ôn dưỡng chân khí trong đan điền mình một lần, điều chỉnh lại tinh thần lực của mình đến trạng thái tốt nhất. Ngày mai chính là lúc đột phá cảnh giới. Tống Thư Hàn khẽ nói, ngày thứ tư trong địa hạ thành, Tống Thư Hàn điều chỉnh trạng thái bản thân mình đến tốt nhất, sau đó không quên thỉnh giáo Sở Sở kinh nghiệm lúc đột phá Long Trảo đan điền. Lần trước lúc trùng kích Long Vĩ đan điền, chính là vì không có kinh nghiệm, suýt nữa trùng kích thất bại. Cũng may có một vị tiền bối làm việc tốt mà không để lại danh tính, lúc hắn trùng kích cảnh giới đã chỉ điểm kinh nghiệm cho hắn, từng bước chỉ dẫn hắn đột phá. Lại nói, vị tiền bối tốt bụng kia rốt cuộc là ai nhỉ? Trong nhóm Cửu Châu số 1, không có vị tiền bối nào nói mình đã từng giúp đỡ hắn cả. Có kinh nghiệm trùng kích cảnh giới của Sở Sở, Tống Thư Hàn bắt đầu trùng kích Long Trảo đan điền. Sở Sở ở một bên hộ pháp cho hắn, các cửa của Long Trảo đan điền cũng không chỉ dừng lại ở một tầng, cần phải lần lượt trùng kích. Tống Thư Hàn trùng kích tiểu cảnh giới không có cảm giác tốn nhiều công sức, thứ khác trong cơ thể hắn bây giờ không nhiều lắm. Nhưng lượng chân khí đủ lớn, tu sĩ có tu vi hai tiểu cảnh giới nhị phẩm như hắn, lượng chân khí trong cơ thể đã không thua gì tu sĩ tiểu cảnh giới thứ tư của nhị phẩm là bao. Cửa ải của Long Trảo đan điền, cũng giống như bức tường đất, dưới cồn sóng chân khí của Tống Thư Hàn,
nó đã bị phá hủy từng tầng một. Cũng nửa giờ sau, Tống Thư Hàng thành công đột phá Long Trảo Đan Điền, bước vào giai đoạn ôn dưỡng sau khi mở đan điền. So ra, không biết vì sao, Sở Sở cảm thấy lòng mình có chút buồn bực. Thời gian thấm thoát trôi qua, 12 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian 12 ngày này, Tống Thư Hàng đã dùng hết số tài liệu dược dục mua từ chỗ Lục Tu cô nương. Đan điền thứ ba là Long Trảo Đan Điền cũng đã được triệt để củng cố. Sau khi có đan điền thứ ba chịu một phần áp lực chân khí, nguy cơ bạo thể của Tống Thư Hàng đã được giải trừ. Trên lý thuyết, Tống Thư Hàng đã lại có thể ăn một miếng linh thú tinh rồi. Chỉ có điều hắn chuẩn bị tiếp tục tăng thể chất của mình lên một chút, tránh cho thể chất không đủ, lại tiến vào một vòng nguy cơ bạo thể mới. Đã thiết thần kỹ cương thủ này, cuối cùng cũng tu luyện thành công, bước vào cấp bậc nhập môn, mà thể chất của Tống Thư Hàng lại tăng lên đến khoảng 65. Nếu thể chất lại tăng lên nữa, nói không chừng hắn có thể giống như Tạo Hóa Pháp Vương, lúc ở cảnh giới nhị phẩm, liền có được thể chất của cảnh giới tam phẩm. Cảnh giới tam phẩm, cũng là cảnh giới chiến vương. Tu sĩ ở cảnh giới này, so với cảnh giới nhị phẩm thì thân khí đã hóa lỏng, chất lượng chân khí tăng lên rõ rệt. Ngoài điều đó ra, điều đặc biệt của tu sĩ tam phẩm chính là lúc thông qua thiêu đốt dịch thể chân khí trong cơ thể, có thể bộc phát chiến vương chi thân, trong thời gian ngắn khiến cho chiến lực tăng lên rõ rệt. Thời gian 12 ngày. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sở Sở tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao. Cô không hổ là tu sĩ cấp bậc thiên tài, trong thời gian 12 ngày, đã nắm vững hết đao pháp căn bản. Trong tương lai, nói không chừng Sở Sở sẽ là tu sĩ đao kiếm song tuyệt cường đại. Trong lòng Sở Sở có chút không nỡ, tu luyện ở trong địa hạ thành của thời Quang Thành này, tốc độ tu luyện nhanh gấp 5, 6 lần so với bên ngoài. Cái này giống như cô liên tục sử dụng đan dược trân quý trợ giúp tu luyện vậy. Cô quả thật có chút không nỡ đi ra khỏi đây. Ở một nơi cách cô không xa, Tống Thư Hàng hai tay cầm một thanh kiếm lớn. Chỉ thấy thân hình của Tống Thư Hàng nhảy lên thật cao, trên quái kiếm chớp lên ánh sáng khiến người ta lóa mắt. Đồng thời, trong miệng Tống Thư Hàng phát ra những lời kịch kỳ quái. Thánh Quang à, thứ tà ác kia thoạt nhìn rất đáng để chiến một trận. Thánh Quang Trảm Ác Kiếm, bộ kiếm thuật này cải biên từ phương Tây. Tuy rằng uy lực đánh trực diện không tồi, nhưng kiếm quyết của nó thật sự rất đáng xấu hổ, nhưng Tống Thư Hàng vẫn chơi rất hăng say. Kiếm thuật đó, đây chính là kiếm thuật đó, tuy là đại kiếm hai tay, nhưng đây cũng là kiếm mà phải không? Hắn cuối cùng cũng luyện được một chiêu kiếm thuật rồi. Thánh Quang Trảm Ác Kiếm này, thoạt nhìn cũng có uy lực không tồi. Sở Sở đã từng thử một chiêu với hắn, lúc tiếp xúc chính diện với Thánh Quang Trảm Ác Kiếm, Sở Sở cần một hơi bộc phát 21 kiếm, kiếm đánh bình thường, mới có thể ngăn cản được Thánh Quang Trảm Ác Kiếm này. Hơn nữa, lúc Tống Thư Hàng thi triển kiếm thuật này, trên kiếm quang sẽ mang theo Thánh Diễm, thuộc tính Thánh Diễm này rất thú vị. Tuy lực sát thương không cao, nhưng rất dính người. Hơn nữa, khẩu vị cũng tốt, cái gì cũng có thể đốt, cái gì cũng có thể đốt. Bởi vì đã là ngày cuối cùng tu luyện trong địa hạ thành của thời Quang Thành, Tống Thư Hàng và Sở Sở không lãng phí thời gian, liên tục tu luyện đến rạng sáng. Kế tiếp, chỉ còn đợi Sở các chủ đến đưa chúng ta ra ngoài thôi. Tống Thư Hàng dựng đại kiếm hai tay lại, nét mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Sở Sở ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, trên người khoác một bộ quần áo được may sửa từ một cái rèm, nhìn lại thời Quang Thành ở phía sau lưng với vẻ lưu luyến không nỡ rời. Thật là một nơi tuyệt vời, nếu có thể ở trong này tu luyện thêm mấy ngày thì tốt quá. Xong. Hai người chờ đợi mãi. Đợi đã hơn nửa ngày, nhưng vẫn không thấy vị Sở các chủ vốn phải đến đón bọn họ đâu cả. Sở Sở chau mày, chuyện gì vậy nhỉ? Đã đến giờ hẹn rời khỏi thời Quang Thành rồi mà. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, nói, hay là vị Sở các chủ kia lại ngủ mất rồi nhỉ? Trạng thái của cô ta có chút kỳ quái, cứ luôn ở trạng thái buồn ngủ, hay là lại ngủ quên rồi. Thời gian trôi chỗ chúng ta bây giờ khác với bên ngoài. Một ngày bên ngoài tương đương với 12 ngày của chúng ta. Nếu cô ta ngủ đến mấy tiếng, thì đã là mấy ngày đối với chúng ta rồi. Trong mắt Sở Sở lộ ra vẻ vui mừng, vậy chi bằng chúng ta lại quay về tu luyện thêm mấy ngày nữa thì sao? Tống Thư Hàng có chút lo lắng cho Lý Âm Trúc, chỉ có điều nếu không có Sở các chủ dẫn dắt, thì bọn họ cũng không có cách nào ra khỏi thời Quang Thành được. Không có cách nào khác, chỉ đành đồng ý với ý kiến của Sở Sở, quay lại tu luyện. Hiệu quả tu luyện trong địa hạ thành của thời Quang Thành rất tốt, quay lại thời Quang Thành tiếp tục tu luyện, một ngày lại một ngày, rất nhanh, lại 12 ngày trôi qua nhưng vẫn không thấy các chủ Sở tiên tử đến.
Tống Thư Hàn hoài nghi không biết có phải mình bị Sở tiên tử quên bén đi rồi không. Sở Sở mỗi ngày đều tu luyện rất vui vẻ. Đối với cô mà nói, mỗi ngày có thể cảm thấy được mình càng mạnh hơn, chính là chuyện cực kỳ vui vẻ. Cô là một cô gái rất dễ dàng thỏa mãn, cương thủ của Tống Thư Hàn đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, ngay cả toàn bộ thánh quan kiếm thuật cũng đã tu luyện xong, đã đạt đến tiêu chuẩn nhập môn rồi. Tuy rằng nguyên liệu, dược dục đã dùng hết, nhưng dựa vào hiệu quả công pháp luyện thể cương thủ tăng cường thể chất, trong vòng 12 ngày này, Tống Thư Hàn đã đẩy thể chất đến trình độ trên dưới 75, mà mấy ngày nay, Tống Thư Hàn còn tranh thủ nghiên cứu một thứ, chính là con rối hình người trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xà của hắn. Cái thứ gài hàng bố mày này, cư nhiên lại có thể nuốt linh thạch. Lần trước mua dược liệu ở chỗ lục tu cô nương, không phải tìm lại được 3 viên linh thạch sao, lúc đặt vào trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xà, lại mất tiêu không thấy đâu nữa. Tống Thư Hàn cảm thấy cực kỳ đau lòng, đây chính là 3 viên linh thạch tam phẩm đấy, tiền công mà hắn phải đào khoáng hơn nửa ngày ở trong mỏ linh thạch đấy. Tại sao bỏ linh thạch vào trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xà lại biến mất không thấy đâu nữa. Vì thế, Tống Thư Hàn rất tò mò bỏ 4 viên linh thạch cuối cùng đã được sử dụng một nửa ở trong tay vào trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xà. Sau đó hắn lại thử lắc lắc cái túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xà đó. Rất nhanh, hắn đã trông thấy được hung thủ nẫn mất linh thạch của hắn, ấy chính là con rối hình người, nó đã nuốt mất mấy viên linh thạch. Lòng đau như cắt ứ ứ, bởi vì thí nghiệm này mà lại mất tiêu 4 viên linh thạch dùng một nửa rồi. Bởi vậy, Tống Thư Hàn cũng không dám bỏ linh thạch vào trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xà nữa. Hơn nữa, khi mỗi lần tu luyện kết thúc, hắn sẽ lại nghiên cứu cái con rối hình người tinh xảo này. Chỉ là con rối hình người không có đủ năng lượng, giống như một món đồ chơi bình thường thôi, không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Tống Thư Hàn cũng không phải là đại sư nghiên cứu con rối, căn bản không nghiên cứu ra bất cứ thứ gì. Hay là cứ đợi sau khi Bạch Tôn Giả quay về, đưa thứ đồ này cho Bạch Tôn Giả nghiên cứu xem sao nhỉ? Tống Thư Hàn lẩm bẩm nói, Bạch tiền bối gỡ đồ đặc biệt lợi hại đấy. Điều đáng tiếc chính là, tháo dỡ xong, rất có thể không lắp lại được nữa. Cho dù có thể lắp trở lại, thì nó cũng vẫn mang theo tai họa ngầm, dù sao cũng không phải đồ của mình. Hỏng thì hỏng thôi, lần sau đưa cho Bạch tiền bối tháo dỡ ra xem sao. Tống Thư Hàn quyết định trong lòng. Hôm nay Sở các chủ vẫn không đến. Sở Sở lên tiếng nói, cô và Tống Thư Hàn đã ở trong địa hạ thành của thời quan thành đợi được 24 ngày rồi, nhưng Sở tiên tử vẫn không nhớ tới bọn họ, bên ngoài có lẽ đã qua được 2 ngày rồi. Tống Thư Hàn đáp lại, lúc này nếu có internet thì tốt biết bao, có thể gọi một cuộc cho Sở tiên tử, bắt cô xách mông lên đến thời quan thành đón người. Sau khi Sở Sở ngẫm nghĩ, lên tiếng nói, Thư Hàn đạo hữu, chi bằng chúng ta lại quay về nơi sâu trong địa hạ thành của thời quan thành đi bộ xem, nói không chừng lại có cách để ra ngoài thì sao, cô đương nhiên vẫn muốn tiếp tục ở lại đây tu luyện, chẳng qua ngoài tu luyện ra, thì cũng có thể tìm một lối đi ra trước, có thể lưu lại một đường lui cho mình. Mãi mà không thấy Sở các chủ đến đưa Tống Thư Hàn và Sở Sở ra khỏi thời quan thành. Thế là, sau khi kết thúc việc tu luyện hàng ngày, Tống Thư Hàn và Sở Sở đi đến khắp các thông đạo và các gian phòng, đại điện, động huyệt trong thời quan thành, để xem có thể tìm được cách chủ động rời khỏi thời quan thành không. Khi hai người Tống Thư Hàn đi vào thời quan thành là do Sở các chủ đưa bọn họ vào. Dọc theo đường đi bây giờ có đủ loại cấm chế, mê cung, thông đạo đều nằm trong trạng thái kích hoạt, không có Sở các chủ dẫn đường, hai người muốn đi ra khỏi địa hạ thành ở bên dưới thời quan thành là chuyện không hề dễ dàng gì. Trong chớp mắt, lại 2 ngày nữa trôi qua. Trong 2 ngày này, Thư Hàn và Sở Sở đã thăm dò được gần 70 gian phòng, đại điện và động huyệt, chỉ có điều vẫn chưa tìm được manh mối nào về cửa ra mà thôi. Lúc này trong Tống Thư Hàn và Sở Sở vô cùng chật vật, không phải đại điện nào trong thời quan thành cũng đều an toàn. Vài phút trước Tống Thư Hàn và Sở Sở vừa mới tiến vào một khu quảng trường dưới đất có đồng nhân trận. Trong khu quảng trường dưới lòng đất này có 108 người đồng, chiến lực của người đầu tiên đã đạt đến cấp bậc nhị phẩm. Nếu là một chọi một thì Tống Thư Hàn và Sở Sở tuyệt đối sẽ không sợ những người đồng này. Nhưng khi hai người vừa bước vào khu quảng trường này, 108 người đồng này được kích hoạt đồng bộ, tạo thành trận pháp vây khốn Tống Thư Hàn và Sở Sở lại ở bên trong. Dù Tống Thư Hàn và Sở Sở có hợp lực lại cũng chỉ có thể khốn khổ chống đỡ dưới thế tấn công như vũ bão của 108 người đồng này một cách khó khăn. Kiếm quang của Sở Sở quét ngang, đánh bay 3 tên người đồng trước mắt, Thư Hàn đạo hữu, chúng ta hợp lực chạy đi. Những người đồng này căn bản là không biết mệt là gì, nếu cứ tiếp tục hao tổn khí lực thế này chúng ta sẽ gục mất.
Tống Thư Hàn vừa vung nắm đấm đánh bay tên người đồng trước mặt, vừa nói, Sở Sở cô nương, cô hãy yểm hộ ta một chút, ta sẽ dốc toàn lực bạo phát ra Long Vũ thức của Nghịch Lân Đao Pháp, đến lúc đó có lẽ có thể ngăn cản được đám người đồng này, sau đó, chúng ta nhân cơ hội thoát thân. Nghịch Lân Đao Pháp không có lực công kích, nhưng lực phòng ngự của nó thật sự vô cùng mạnh mẽ. Được, không thành vấn đề. Sở Sở nói, vừa nói cô vừa thu nhỏ lại phạm vi kiếm khí của mình, bảo vệ Tống Thư Hàn trong đó. Tống Thư Hàn hít một hơi thật sâu, vận chuyển chân khí trong cơ thể, kết hợp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công và Nghịch Lân Đao Pháp, dốc toàn lực bạo phát ra ngoài. Hắn trầm giọng xuống quát một tiếng, Long Vũ thức. Một lát sau, chân khí chuyển hóa thành đao mang hình rồng vô cùng sống động, bao bọc xung quanh Tống Thư Hàn, hình thành nên một tầng phòng ngự như một cái thùng sắt, đánh bay tất cả người đồng lao đến. Đến cả Sở Sở cũng bị đao mang của Long Vũ thức ép cho lùi lại phía sau hai bước. Nhân cơ hội đó Tống Thư Hàn lập tức khống chế tầng phòng ngự của Long Vũ thức, tạm thời đánh ra một đường trống ở vị trí của Sở Sở. Chân khí hình rồng không ngừng xoay vần, mở rộng phạm vi phòng ngự, đồng thời đánh về phía cửa ra. Chính là lúc này. Sở Sở cô nương, mau tiến vào phạm vi phòng ngự của Long Vũ thức của ta đi, chúng ta cùng đánh ra ngoài. Tống Thư Hàn nói, ngay lập tức. Sở Sở thu hồi lại vòng kiếm của mình, tung người nhảy về khoảng trống mà Tống Thư Hàn vừa đánh ra, nhảy vào trong vòng phòng ngự, thành công rồi, xông lên, xông lên. Ha ha ha. Tống Thư Hàn cười phá lên. Nhưng đúng lúc này, có một cái hộp gỗ bay từ trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàn ra, trôi lơ lửng trước người hắn. Sau đó chiếc hộp gỗ tự động mở ra, trong đó lộ một đạo phù văn, đó chính là Vạn Lý Phi Độn Thuật của Bạch Tôn Giả. Tống Thư Hàn ở trong địa hạ thành của thời Quang Thành này đã tròn 26 ngày rồi, cộng thêm trước khi tiến vào thời Quang Thành, hắn đã ở trong vũ trụ, và trong động phủ của Thất Tu Tôn Giả, mộ của Lục Tu Tôn Giả và Bích Thủy Các 4 ngày nữa, tổng cộng vừa tròn 30 ngày. Vạn Lý Phi Độn Thuật của Bạch Tôn Giả là loại đếm ngược 30 ngày, kể từ khi Tống Thư Hàn bị bắn vào vũ trụ thì quá trình đếm ngược cũng được kích hoạt, mà bây giờ, đếm ngược của Vạn Lý Phi Độn Thuật đã dừng lại ở con số 0. Vì thế nên đạo phù văn mà Bạch Tôn Giả bố trí trước đó cũng được kích hoạt, phù văn hóa thành một vòng đốm sáng, cuốn lấy Tống Thư Hàn. Kể từ khi hộp gỗ tự động bắn ra đến khi Vạn Lý Phi Độn Thuật được kích hoạt còn chưa đến 1/100 giây, cả Tống Thư Hàn và Sở Sở đều không phản ứng kịp. Sau đó độn quang của Vạn Lý Phi Độn Thuật cuốn Tống Thư Hàn lại, đưa lên không trung, đừng mà. Thế này đột ngột quá, Tống Thư Hàn hét lớn, cả người cả đao khí của Long Vũ Thức đều bị đưa lên trời. Vèo một cái lập tức bay ra khỏi khu quảng trường dưới lóng đất có 108 người đồng. Tống Thư Hàn cứ thế bị đưa đi, đi một cách vô cùng đột ngột. Chỉ còn lại một mình Sở Sở ở đó với vẻ mặt đần ra ngu dại. Cô cứ đứng đó nhìn Tống Thư Hàn, piêu, một cái bay vèo đi với vẻ mặt không dám tin vào ánh mắt của mình. Vừa rồi Sở Sở đã thu lại vòng kiếm, đang chuẩn bị chui vào tầng phòng ngự Long Vũ Thức của Tống Thư Hàn, chuẩn bị chạy ra khỏi trận pháp 108 người đồng này. Nhưng bây giờ... Cả Tống Thư Hàn và Long Vũ Thức đều cùng nhau bay đi, trong lúc nhất thời Sở Sở liền lộ ra trước mặt đám người đồng trong trạng thái không hề có chút phòng ngự nào, đồ bán đứng đồng đội, không đưa đội hữu đi cùng. Sở Sở thực sự là khóc không ra nước mắt, lúc này, mấy chục người đồng quay thành một vòng, đồng loạt tấn công về phía Sở Sở. 90 người đồng còn lại thì kết thành một trận pháp lớn, nước chảy cũng không lọt, vây kín Sở Sở lại, vòng thứ hai. 108 người đồng PK Sở Sở, bắt đầu, dù có thêm Tống Thư Hàn và cả Sở Sở thì cũng chỉ có thể ứng phó với đại trận người đồng này một cách miễn cưỡng, mà bây giờ chỉ còn lại một mình cô, đây là tuyệt cảnh hàng thật giá thật chứ còn gì nữa. Tống Thư Hàn đành phải phất tay vẫy chào Sở Sở một cách bất đắc dĩ, sau khi Vạn Lý Phi Độn Thuật được kích hoạt, hắn lập tức tiến vào trạng thái người đứng xem, không thể nào điều khiển được độn pháp này, vì thế hắn chỉ đành cố gắng truyền âm nhập mật cho Sở Sở. Sở Sở, sau khi lao ra khỏi trận pháp đồng nhân này thì nghĩ cách đuổi theo ta nhé, chưa biết chừng Vạn Lý Phi Độn Thuật có thể trực tiếp mang hắn ra khỏi địa hạ thành bên dưới thời Quang Thành này ấy chứ. Cứ thế, thân hình của Tống Thư Hàn được độn quang đưa đi, xuyên thật nhanh qua các lối đi trong địa hạ thành. Vạn Lý Phi Độn Thuật lần này chắc là bản đã được nâng cấp của Bạch Tôn Giả. Tống Thư Hàn vẫn còn nhớ, phiên bản Vạn Lý Phi Độn Thuật ban đầu trong cái hình dáng anh em hồ lô biến mà Bạch Tôn Giả đưa cho hắn. Trong quá trình phi hành nếu gặp phải một vài chướng ngại nhỏ thì cả người cũng sẽ tông thẳng vào. Khi đó Tống Thư Hàn đụng vào sau lưng của lãnh diễm kiếm của không không đạo môn, kéo hắn bay theo một khoảng cách rất dài.
Nhưng bây giờ phiên bản vạn lý phi độn thuật này đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, nếu trước mặt xuất hiện các vật cản nhỏ nó đều sẽ né tránh vô cùng linh hoạt, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn có thể rời khỏi thời quang thành rồi. Giống như một tay lái chuyên nghiệp, độn quang mang theo Tống Thư Hàn rẽ trái rẽ phải, cuối cùng phi thẳng vào một lối đi tối thui. Mỗi một lối đi trong thời quang thành dưới lòng đất này đều tràn ngập ánh sáng, nhưng lối đi này lại tối thui, không giống với những lối đi khác, chẳng lẽ nó là cửa ra? Tống Thư Hàn đề cao tinh thần, lối đi tối thui này vô cùng dài, với tốc độ của độn quang bay hơn 10 phút rồi nhưng vẫn chưa bay đến điểm cuối. Cuối cùng sau khi bay trong độn quang nửa tiếng, Tống Thư Hàn cũng nhìn thấy ánh sáng xuất hiện, sắp ra ngoài rồi. Nhưng bởi vì vị trí định vị của vạn lý phi độn thuật là ở trên người Bạch Tôn Giả, nên tiếp sau đây mình có thể sẽ phải trực tiếp rời khỏi Bích Thủy Các, quay trở về trái đất. Nếu cứ thế thì có lẽ mình sẽ không có cơ hội tạm biệt với Sở Các Chủ, mà khách không từ mà biệt như thế đúng là có phần ngượng lắm. Còn cả Lý Âm Trúc nữa, mình cũng không có cách nào mang theo cô ấy đi cùng. Hy vọng đợi Sở Sở sau khi ra khỏi thời quang thành thì có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Mặc dù đó không phải là con gái của mình, nhưng do bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của tán tu Lý Thiên Tố, nên Tống Thư Hàn có cảm giác vô cùng thân thiết với Lý Âm Trúc. Trong lúc suy nghĩ, độn quang đã mang Tống Thư Hàn đâm vào trong khoảng ánh sáng kia. Tống Thư Hàn cảm giác như mình đã đâm phải một tấm bình chướng mềm mại. Ngay sau đó, dưới lực xung kích cường đại của vạn lý phi độn thuật, cả người hắn bị cưỡng ép chui vào trong tấm bình chướng đó, ra ngoài rồi. Ế không đúng, đây là chỗ quỷ quái nào thế? Tống Thư Hàn nhìn chằm chằm vào không gian trước mắt mình, khung cảnh xuất hiện trước mặt hắn không phải là cửa ra của thời quang thành, cũng không phải là Bích Thủy Các, mà là một hang động cây khổng lồ. Ở chính giữa động cây này có một vật thể phát sáng như một con sứa khổng lồ. Trên vật thể phát sáng này có hàng ngàn hàng vạn tia sáng đâm tủa kéo dài, phủ kín toàn bộ động cây. Nếu không phải là cửa ra thì đây là đâu nhỉ? Đúng lúc đó, khi hắn nhìn vào con sứa đang phát sáng kia, cả người sởn hết cả gai ốc lên. Dường như là cảm ứng được có người xông vào, con sứa phát sáng kia phóng vô số xúc tu ra. Cho dù là vạn lý phi độn thuật linh hoạt nhạy bén cũng không thể nào tránh khỏi được sự tấn công toàn diện toàn không gian thế này. Cho dù có là sự bén nhạy và né tránh cao cường thế nào đi nữa thì khi đối mặt với sự tấn công như pháo bắn thế này cũng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Tuy vậy những xúc tu của con sứa đó không hề tấn công trực tiếp đến thân thể của Tống Thư Hàn, mà nó lấy Tống Thư Hàn làm trung tâm, trong vòng bán kính 2 mét các xúc tu bao bọc lại ngoài 3 tầng, trong 3 tầng. Tống Thư Hàn bị các xúc tu bọc thành một cái kén thật dày trông không khác gì tầm kết kén. Sau khi hoàn thành việc bao bọc con mồi, trên những xúc tu của con sứa đó lộ ra từng cái miệng hút một, những miệng hút đó co lại, dán vào tầng ánh sáng hạt độn quang của vạn lý phi hành thuật xung quanh Tống Thư Hàn. Một lát sau, độn quang của vạn lý phi độn thuật bị những cái miệng hút kia chuyển hóa thành tinh lực tinh khiết, không ngừng hấp thu. Vạn lý phi độn thuật bị ăn ư, Tống Thư Hàn thở một hơi dài thượt, bất hạnh vãi. Xem ra điểm may mắn tích góp được mấy ngày trước đã dùng hết rồi, bây giờ, bất hạnh bắt đầu lên ngôi rồi. Cùng lúc đó, sau khi động quang của vạn lý phi độn thuật biến mất, Tống Thư Hàn bắt đầu cảm thấy hít thở không thông. Trong cái động cây này không có không khí má ơi, hơn nữa nó còn không có cả trọng lực, mất đi động quang bảo vệ, Tống Thư Hàn vẫn tiếp tục bay lơ lửng trong không trung, lơ lửng trong bọc kén đó. Mà sau khi hấp thu xong vạn lý phi độn thuật, những xúc tu ánh sáng kia bắt đầu rục rịch. Hàng ngàn lông tuyến nhọn dò xét về phía Tống Thư Hàn, Long Vũ Thức, Nghịch Lân Đao Pháp. Tống Thư Hàn vung bảo đao phách toái lên, chân khí phun trào, hóa thành chân long bay múa, đao khí hóa rồng, sống động như thật. Nhưng ngay sau khi chân long do Long Vũ Thức hóa thành xuất hiện, những miệng hút của xúc tu kia lập tức phi nhanh đến bám chặt vào nó. Những miệng hút đó co lại, chỉ trong chốc lát đã hấp thu sạch sẽ chân khí hình rồng mà Long Vũ Thức biến thành, hệt như vạn lý phi độn thuật. Chân long cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, đến cả chân khí hóa hình và linh lực cũng có thể hóa giải, hấp thu, rốt cuộc con sứa này là cái thứ quỷ quái gì vậy? Cái cảm giác rợn tóc gáy trên người Tống Thư Hàn lại càng rõ ràng hơn, bất kể là vạn lý phi độn thuật của Bạch Tôn Giả hay là đao khí Long Vũ Thức của hắn đều bị chuyển hóa thành năng lượng nguyên thủy, sau đó bị cắn nuốt hấp thu, hình như cái con sứa phát sáng này ở trạng thái đối nghịch với tu sĩ thì phải. Tống Thư Hàn nắm chặt bảo đao bá toái trong tay. Lúc này, dường như con sứa phát sáng kia đã no nê sau khi hấp thu hết chân khí của Long Vũ Thức. Nó không tiếp tục cuốn lấy Tống Thư Hàn nữa mà chỉ kết thành kén, nhốt hắn ở trong đó, đứng im bất động, không chủ động tấn công mình nữa sao. Nghĩ, Tống Thư Hàn lập tức khống chế chân khí,
ở trong lòng hai bàn tay vẽ ra một phù văn quy tức thuật, dùng tinh thần lực kích hoạt nó, sau đó hai tay kết lại thành pháp ấn huyền quy, thi triển quy tức thuật. Ở trong động cây không có không khí này, điều quan trọng nhất chính là không được để mình chết vì ngạt thở. Nhưng ngay khi hai tay Tống Thư Hàn vừa kết ra pháp ấn huyền quy, những cái xúc tu đang kết thành kén kia bất ngờ vươn ra một cái xúc tu, đụng vào lòng bàn tay của hắn với tốc độ nhanh như chớp. Một lát sau, phù văn quy tức thuật chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết nguyên thủy, bị những miệng hút trên xúc tu của con sứa phát sáng kia hấp thu hết. Tống Thư Hàn, xem ra con sứa phát sáng này không có ý định tấn công hắn, mà nó chỉ đang chờ hắn chuyển hóa chân khí thành đao khí, đạo thuật, sau đó hấp thu cắn nuốt chúng. Nếu cứ tiếp tục không có không khí như thế này, mình sẽ chết vì ngột thở mất. Tống Thư Hàn nắm chặt bảo đao bá toái trong tay, hai tay dùng sức. Nếu chân khí, linh lực đều bị hấp thu, thì thử tấn công vật lý xem sao. Sau đó, hắn chỉ dùng sức mạnh thuần túy, không mang theo chân khí chém ra một đao với khí thế vô cùng hung hăng. Đinh 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 đinh, một chuỗi các tia lửa hiện lên. Những xúc tu kia nhìn qua trông rất mềm mại, nhưng thực tế căn nào căn nấy đều cứng rắn hơn cả thần binh lợi khí. Bảo đao bá toái là thanh đao có thể chém đứt thân thể của tu sĩ tứ phẩm, vậy mà khi chém vào những xúc tu này đến một dấu ấn cũng không có. Quả nhiên, tấn công vật lý cũng không dùng được. Dù sao thì con sứa này cũng có thể phá giải được vạn lý phi độn thuật của Bạch Tôn Giả mà. Cấp bậc của con sứa phát sáng này không phải là tôn giả thì ít nhất cũng phải là chân quân lục phẩm. Đao khí không dùng được, đạo thuật cũng bị cắn nuốt. Vậy thì thử cái này xem sao. Tống Thư Hàn cất bảo đao bá toái đi rồi lấy ra cặp cự kiếm hai tay. Thánh quang kiếm thuật, thánh quang trảm ác kiếm. Lực công kích của thánh quang kiếm thuật rất mạnh. Nhưng nếu muốn phá vỡ những cái xúc tu của con sứa phát sáng này thì vẫn còn chưa đủ. Ý định của Tống Thư Hàn là dựa vào thánh diễm trên thân kiếm khi thi triển thánh quang kiếm thuật. Tuy uy lực của thánh diễm bình thường, nhưng nó lại ăn tạp, dễ bắt lửa và cũng không dễ dập tắt. Không biết con sứa phát sáng này có xơi cả món đồ nhập từ phương Tây về này không? Thánh quang trảm ác kiếm chạm nhẹ vào những xúc tu của con sứa. Những tiếng đinh 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 vẫn vang lên, xúc tu của con sứa phát sáng kia vẫn không có chút hao tổn nào. Có điều khi thánh diễm bắt vào những cái xúc tu trên người con sứa, chúng bắt đầu bốc cháy. Lực sát thương của thánh diễm rất thấp, dù có đốt cả 100 năm cũng không thể nào gây ra sát thương gì với con sứa này. Lúc này những cái miệng hút trên xúc tu của con sứa lại lần nữa vươn ra, co lại, một số lượng lớn thánh diễm bị chuyển hóa thành năng lượng nguyên thủy, sau đó bị nó hấp thu. Vẫn chưa xong đâu. Tống Thư Hàn tiếp tục thi triển ra một đạo thuật nhỏ, ngự hỏa thuật. Thánh diễm là loại lửa có thể bị ngự hỏa thuật thao túng, điều này 14 ngày trước Tống Thư Hàn và Sở Sở đã từng thử nghiệm với nhau, mà những cái xúc tu của con sứa có thể trở thành vật bắt cháy của thánh diễm. Dưới sự thao túng của ngự hỏa thuật, thánh diễm bắt đầu bốc cháy một cách điên cuồng. Không mong bỏng chết đối phương, chỉ mong có thể cháy trong diện tích lớn. Chỉ cần diện tích cháy lớn, thì hơn nửa chỗ xúc tu kia sẽ phải di chuyển để dập lửa. Mà đó chính là đường sinh cơ chạy trốn. Những cái xúc tu đó, quả thực bắt đầu di chuyển rồi. Sau lưng Tống Thư Hàn, hơn 30 căn xúc tu bệnh thành một sợi thừng vừa to vừa thô, đập về phía Tống Thư Hàn. Đám xúc tu bệnh lại thành thừng kia tập kích Tống Thư Hàn thất bại, bởi vì nó đập lên một lá chắn nhỏ màu vàng. Thông qua năng lực cảm ứng đặc biệt của linh quỷ đặc thù, linh quỷ ẩn náu trong tâm khiếu của Tống Thư Hàn đã giúp hắn cảm ứng tất cả mọi thứ xung quanh. Vì thế khi sợi thừng xúc tu đập xuống, linh quỷ đã chủ động kích hoạt Thiên Phú Kim Thuẫn, đỡ thay cho Tống Thư Hàn một kích. Nhưng giây tiếp theo, hàng trăm cái miệng hút trên sợi thừng xúc tu kia lại hiện lên một lần nữa. Những cái miệng hút đó bám chặt vào lá chắn nhỏ màu vàng, vừa co lại vừa phình ra, sau đó kim thuẫn thiên phú của linh quỷ cũng bị chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết, bị con sứa phát sáng kia hấp thu sạch sẽ. Đến cả kim thuẫn phòng ngự do năng lực thiên phú hóa ra mà cũng bị hấp thu ư. Không sợ ngươi động, chỉ sợ ngươi đứng im thôi. Ngự hỏa thuật, thế lửa lớn nhất, thiêu nó cho ta. Tống Thư Hàn cắn chặt răng, dốc toàn lực thúc giục ngự hỏa thuật, khống chế sự thiêu đốt của thánh diễm, hy vọng có thể khiến con sứa phát sáng này phân tán hơn, để hắn còn có cơ hội thoát thân. Xèo xèo xèo. Lúc này, con sứa phát sáng đó phát ra một loạt tiếng vang. Sau khi hấp thu xong năng lượng của lá chắn nhỏ màu vàng của linh quỷ, tất cả các xúc tu của nó đều thu về, lặp lại trạng thái hình kén. Sau đó nó vẫn duy trì trạng thái không nhúc nhích, mặc cho thánh diễm thiêu đốt lên các xúc tu của nó. Một lát sau nó lại mở các miệng hút ra, bắt đầu hấp thu, chuyển hóa năng lượng của thánh diễm một cách chậm rãi. Tống Thư Hàn,
Tống Thư Hàn đành dừng ngự hỏa thuật lại với tâm trạng vô cùng bất lực. Có thúc giục thánh diễn nữa cũng chỉ là bổ sung năng lượng cho đối phương, cũng phí sức lực mà thôi. Tống Thư Hàn đứng im bất động, trầm tư suy nghĩ tìm kiếm cách giải thoát, mà hắn không động đậy thì những cái xúc tu của con sứ kia cũng không động đậy. Nhưng chỉ cần Tống Thư Hàn không nhịn được mà muốn sử dụng quy tức thuật là những cái xúc tu đó sẽ lao nhanh tới, hóa giải và hấp thu phù văn quy tức thuật trong tay hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Tống Thư Hàn sẽ ngạt thở mà chết mất. Không được, không có quy tức thuật, mình sắp hết chịu nổi rồi. Tống Thư Hàn thầm nói trong lòng, đúng lúc này, hình kén bao bọc xung quanh người hắn động đậy. Các xúc tu bên trong nó mở từng cái miệng ra, sau đó bắt đầu phun ra một đoàn không khí ẩm ướt màu trắng như sương mù, vừa hấp thu quy tức thuật của hắn, lại vừa phun ra không khí cho hắn. Rốt cuộc con sứa phát sáng này muốn làm gì? Chẳng lẽ luồng không khí này có vấn đề? Trong nó ẩn chứa độc khí gì đó ư? Nhưng lúc này, Tống Thư Hàn không còn sự lựa chọn nào khác, dĩ nhiên là hắn cũng không tham lam đến mức trực tiếp hít vào. Đầu tiên hắn lấy một viên thuốc đạo hòa đan phiên bản 5 sao mà Cổ Hà Quan tiền bối tặng cho hắn từ trong cái túi nhỏ một tấc ra. Tuy đây là loại thuốc chữa thương nhưng nó cũng có tác dụng giải độc vô cùng tốt. Sau khi ngậm viên thuốc đạo hòa đan này vào trong miệng, Tống Thư Hàn mới dám khe khẽ hít thở một cách dè dặt. Một khi luồng không khí do con sứa phát sáng này phóng ra có vấn đề, hắn có thể lập tức uống ngay đạo hòa đan để giải độc, nhổ khí bẩn trong cơ thể ra, sau đó tiến hành tuần hoàn hô hấp một lần. Luồng không khí trong lành ùa vào trong cơ thể, làm dịu khoang phổi đang bị ngột ngạt đến mức sắp nổ tung kia. Giờ khắc này, Tống Thư Hàn cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc, không khí vô cùng tinh khiết, trong đó không hề cảm giác được bất kỳ loại độc tố nào. Vì lý do đảm bảo an toàn, Tống Thư Hàn vẫn lựa chọn nuốt viên đạo hòa đan kia xuống. Bất kể có độc hay không, thuốc cũng không được ngừng. Ngay sau khi vừa nuốt viên đạo hòa đan kia xuống, Tống Thư Hàn đột nhiên cảm thấy cảm giác choáng váng mãnh liệt xông lên đỉnh đầu khiến đầu óc hắn trống rỗng, trời đất quay cuồng. Một lát sau, thân thể hắn mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự, xì xì xì. Con sứa phát sáng kia lại phát ra âm thanh kỳ quái, giống như là đang cười nhạo Tống Thư Hàn. Sau đó, nó duy trì trạng thái hình kén, cẩn thận kéo Tống Thư Hàn lại gần bản thể của mình. Sau đó trên mình con sứa nứt ra một cái miệng, nuốt chửng Tống Thư Hàn vào trong. Không biết qua bao lâu, Tống Thư Hàn tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, uống thuốc mà lại hôn mê, điều này không bình thường chút nào cả. Sau khi mở mắt, hắn nhanh chóng quan sát bốn phía xung quanh. Mình lại tiến vào một nơi kỳ lạ rồi, xung quanh hắn là vô số các tấm gương thủy tinh, trong những tấm gương đó lại phản chiếu ra vô số Tống Thư Hàn. Trong không gian do những tấm gương thủy tinh này tạo ra có trọng lực, có không khí, ngoại trừ những điều này, cách Tống Thư Hàn tầm 3 mét còn có một quả cầu màu đen bất quy tắc thoát ẩn thoát hiện. Trên quả cầu màu đen đó tản ra lớp ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng khắp không gian gương thủy tinh cổ quái này. Đây lại là chỗ nào đây? Tống Thư Hàn nói, hắn quay đầu lại quan sát xung quanh, hắn trong vô số những cái gương xung quanh kia cũng quay đầu lại quan sát hắn. Khắp không gian này, ngoại trừ gương ra cũng chỉ toàn là gương, còn có cả quả cầu phát sáng màu đen kia nữa. Con sứa phát sáng kia đã đưa ta đến đây sao? Tống Thư Hàn ngẫm nghĩ một chút rồi rút thanh bảo đao bá toái ra đâm về phía quả cầu màu đen, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, bảo đao bá toái không đâm trúng quả cầu màu đen kia mà trực tiếp đâm xuyên qua vỏ ngoài của nó, vật ảo sao? Tống Thư Hàn nhíu mày, chuẩn bị thu hồi bảo đao lại, nhưng đúng lúc này, quả cầu màu đen kia lại thuận theo thế rút của bảo đao mà lăn về phía Tống Thư Hàn, đây không phải là vật ảo. Mặc dù Tống Thư Hàn không thể tiếp xúc được với quả cầu màu đen này, nhưng nó lại có thể tiếp xúc được với Tống Thư Hàn và bảo đao. Tốc độ lăn của quả cầu màu đen đó cực nhanh, đến mức mà Tống Thư Hàn chưa cả kịp rút tay rút đao về, nó đã chạm đến đầu ngón tay của hắn. Một lát sau, vô số thứ từ trong quả cầu màu đen này truyền vào trong đầu Tống Thư Hàn. Trong đầu Tống Thư Hàn lúc này có 88.888 âm thanh đồng thời vang lên, đang không ngừng tụng niệm những nội dung mà hắn nghe chẳng hiểu gì cả. Bởi vì có quá nhiều âm thanh đang chéo xen kẽ nhau tạo thành một trận âm hưởng ong ong ong, cho nên Tống Thư Hàn căn bản không thể phân biệt nổi những âm thanh này đang tụng niệm những gì. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, đến giọng ca của Tạo Hóa Pháp Vương khi nghe ở cự ly gần trước đây cũng không có lực xung kích mạnh như vậy. Nhưng là ở chỗ hắn lại có thể nhận biết rất rõ ràng rằng tổng cộng có tất cả 88.888 âm thanh như thế này, không nhiều hơn, không ít hơn, vừa tròn 88.888 cái,
chẳng lẽ đây là cạm bẫy gì sao? Tống Thư Hàng giơ hai tay lên đỡ đầu, hắn cảm thấy đầu mình đang cấp tốc ứ động máu lại, có thể bạo nổ bất cứ lúc nào giống như đã trúng phải thần quyền, ngươi đã chết rồi, vậy, nếu đây thật sự là một cạm bẫy, vậy người thiết lập ra cạm bẫy này nhất định là có chứng ám ảnh cưỡng ép. Chỉ cần 88.888, một cái bẫy mang về nhà luôn, không được, đầu mình sắp nổ mất rồi. Nếu cứ để những âm thanh này đọc tiếp như vậy, mình nhất định sẽ điên mất, nghĩ vậy, Tống Thư Hàng giơ nắm đấm ra định đấm một đấm vào đầu mình xem có thể tự khiến mình ngất đi được không. Nhưng khi ý niệm này vừa mới hiện ra trong đầu hắn, 88.888 âm thanh kia lập tức trở nên cao vút, tốc độ tụng niệm nhanh hơn gấp 3 lần. Trong nháy mắt đầu óc của Tống Thư Hàng trở nên quá tải, cả người đều bị kẹt cứng lại. Giống như đã trúng phải thuật định thân thể của hắn không thể nào nhúc nhích được. 88.888 âm thanh kia vẫn tiếp tục tụng niệm, khiến cho những nội dung kỳ lạ kia tràn ngập khắp đầu Tống Thư Hàng. Cứ thế Tống Thư Hàng không thể nghĩ được cái gì nữa, mà hắn chỉ có thể lắng nghe 88.888 âm thanh kia trong trạng thái ngây ngốc một cách bị động. Trong giới tu chân, có một vài loại đạo thuật, công pháp đặc thù mà trong chúng bao hàm quy luật của thiên đạo, ý chí của đại đạo vô cùng cường đại. Những loại công pháp tuyệt thế, đạo thuật siêu phàm này không thể nào dùng chữ viết để ghi chép lại được. Cho dù có cưỡng chế dùng chữ viết ghi chép chúng lại thì chúng cũng sẽ bị lực lượng pháp tắc trong thiên địa trực tiếp xóa đi. Muốn truyền thừa những loại công pháp tuyệt thế, đạo thuật siêu phàm này cho các thế hệ đời sau là một việc cực kỳ khó khăn. Nếu là những loại công pháp hàm chứa ít pháp tắc, đại đạo của thiên địa thì còn có thể dùng các phương pháp như ngọc giản truyền công để ghi chép lại, lưu truyền cho hậu bối lĩnh ngộ. Nhưng nếu là những loại công pháp hàm chứa toàn bộ pháp tắc, đại đạo của thiên địa thì đến ngọc giản truyền công cũng không thể ghi chép nó lại, thậm chí đến cả người sáng tạo ra những công pháp, đạo thuật đó cũng khó có thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt chúng lại cho đệ tử. Chính vì không thể nào ghi chép lại như thế mà có rất nhiều đạo thuật, công pháp tuyệt thế trân quý đều bị thất truyền. Để có thể ghi chép lại những đạo thuật, công pháp tuyệt thế của mình, có thể nói rằng những tu sĩ cường đại thời thượng cổ đã phí hết rất nhiều tâm tư sức lực. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng, tròn 45 tiếng, gần 2 ngày trời, 88.888 âm thanh trong đầu cuối cùng cũng đọc xong rồi, dàn âm hưởng ong 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 bắt đầu từ khi bọn chúng đồng thanh đọc lên, kéo dài suốt 45 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, toàn thân Tống Thư Hàng sụi lơ trên mặt đất. Một lát sau, máu tươi từ trong ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng hắn chảy ra không ngừng. Lại một ngày nữa trôi qua, Tống Thư Hàng tỉnh lại lần nữa. Tuy đầu đau như muốn vỡ toát ra nhưng ở giữa mi tâm lại truyền đến từng trận khí tức mát mẻ. Tống Thư Hàng chống người ngồi lên, cảm giác cồn cào đau đớn vì đói bụng truyền đến từ trong dạ dày. Hắn nhanh chóng mở túi thu nhỏ một tấc, lấy ra một viên ít cốc đan rồi nuốt vào. Ít cốc đan, phẩm chất khác nhau thì phân lượng dinh dưỡng có thể cung cấp được cũng sẽ khác nhau. Ít cốc đan bình thường có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho người bình thường đủ dùng trong một tháng, nếu là tu sĩ nhất phẩm thì là 10 ngày. Tu sĩ nhị phẩm thì chỉ có thể chống đỡ khoảng 4 đến 5 ngày. Ít cốc đan trong tay Tống Thư Hàng bây giờ là do Tô Thị A Thập Lục tặng, mỗi một viên đủ để tu sĩ nhất phẩm dùng trong 2 tháng trở lên, tu sĩ nhị phẩm dùng khoảng 1 tháng. Vốn Tô Thị A Thập Lục muốn tặng loại ít cốc đan có phẩm chất cao hơn cho Tống Thư Hàng nhưng khi đó cảnh giới tu vi của Tống Thư Hàng vẫn chưa đủ, nếu dùng ít cốc đan có phẩm chất quá cao sẽ khiến cho hắn no căng diều. Nhưng bây giờ, sau khi ăn xong một viên ít cốc đan, Tống Thư Hàng vẫn cảm thấy vô cùng đói bụng, thế là hắn lại lấy một viên ít cốc đan nữa ra ăn, sau đó lại thêm một viên, rồi lại một viên nữa. Ăn liên tiếp 8 viên ít cốc đan, hắn mới cảm thấy trong bụng có 7 phần no, mình ngất đi bao lâu rồi? Tại sao lại có thể đói như thế được chứ? Tống Thư Hàng lầm bầm nói trong miệng, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về mặt gương phía trên. Trong gương, khuôn mặt hắn ảm đạm, không chút hồng hào nào, hơn nữa ở khóe mắt, lỗ mũi, bên mép và hai bên tai hắn đều dính vệt máu khô, nhưng thứ khiến hắn để ý hơn là ở giữa mi tâm của mình thỉnh thoảng lại lóe lên màu đồng xanh. Màu đồng xanh đó đại biểu cho việc tinh thần lực của hắn lại tiếp tục tăng vọt, lượng thay đổi dẫn đến chất cũng thay đổi, từ đó phát sinh ra dị tượng. Đây không phải là tinh thần lực mà tu sĩ nhị phẩm có thể sở hữu được. Gần đây Tống Thư Hàng đã bồi đắp thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến thể chất và tinh thần lực của tu sĩ. Và loại tinh thần lực màu đồng xanh này chính là tượng trưng cho tinh thần lực đạt đến trình độ tam phẩm, phiền to rồi. Tống Thư Hàng hít vào một hơi khí lạnh, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.